Chân Long Chí Tôn Đô Thị, Vương Nhất. Tập 26. Bây giờ họ thấy chỉ dựa vào quyền này, Hồng Giác Hải đã là người mạnh nhất trong số các tuyển thủ. Vậy mà Vương Nhất lại né tránh rất nhẹ nhàng. Sao có thể? Trong mắt Hồng Giác Hải cũng tràn đầy chấn động và sợ hãi. Tuy quyền này ông ta vẫn chưa dùng hết sức, nhưng ít nhất cũng đã dùng 7, 8 phần. Nhưng Vương Nhất lại né tránh dễ dàng như vậy, điều đó như cú đánh mạnh vào trái tim Hồng Giác Hải. Vương Nhất cứ như không có chuyện gì, anh nhìn Hồng Giác Hải chăm chú. Tôi nói này, ông tự tin có thể giết tôi dễ như vậy sao? Trong giọng điệu của Vương Nhất ẩn chứa một chút hài hước. Tuy Vương Nhất đang đeo mặt nạ nên Hồng Giác Hải không thấy rõ nét mặt của anh, nhưng ông ta chắc chắn bây giờ anh đang cười. Hồng Giác Hải cảm thấy mình như bị sỉ nhục, ánh mắt càng thêm tối tăm. Thằng nhãi ngu dốt, chẳng qua anh chỉ tránh được một quyền mà thôi, anh có thể trốn mãi được sao? Vương Nhất lắc đầu, vừa rồi vốn dĩ tôi né mà không phản công lại chỉ để ông biết sự chênh lệch giữa hai chúng ta, nhưng bây giờ có vẻ ông cũng chẳng hiểu rõ điều đó. Vương Nhất bình tĩnh như đang kể lại một sự thật, nhưng lọt vào tai Hồng Giác Hải như là đang coi thường ông ta. Ngay lập tức, Hồng Giác Hải nổi giận, mới né được một quyền của tôi mà đã kiêu căng như vậy, anh nghĩ rằng đòn tiếp theo anh còn may mắn được vậy sao? Vương Nhất cũng không trả lời mà ánh mắt chỉ càng thêm lạnh lẽo. Vốn dĩ, anh chỉ oán hận Hồng Giác Lâm, người đã chặt đứt một tay của Diệp Kình Thiên. Bây giờ Hồng Giác Lâm cũng đã chết, toàn bộ ân oán cũng đã được xóa bỏ. Không ngờ Hồng Giác Hải sẽ ra tay với anh báo thù cho em trai mình. Thế nên lại sinh ra một vòng ân oán mới. Vốn dĩ Vương Nhất không định ra tay với võ quán Giang Thành, nhưng bây giờ anh không ngại xóa sạch nơi đó. Dầm. Ngay sau đó, Hồng Giác Hải lại lao về phía Vương Nhất. Vân là một quyền mạnh mẽ. Nhưng dù cho tốc độ hay sức mạnh đều vượt xa quyền lúc trước. Bởi vậy có thể thấy, Hồng Giác Hải đã kiêng dè Vương Nhất nên ông ta định đánh nhanh thắng nhanh. Nhãi con, chôn cùng em trai tôi đi. Hồng Giác Hải gầm lên giận dữ, đánh một quyền về phía huyệt thái dương của Vương Nhất. Cẩn thận! Thấy cảnh đó, Lý Khinh Hồng đứng trong góc sân vận động hét lớn. Dầm! Nhưng ngay sau đó, trong ánh mắt khó tin của mọi người, Vương Nhất từ từ giơ một tay bắt chính xác năm đấm của Hồng Giác Hải. Cái gì? Trong nháy mắt, sắc mặt Hồng Giác Hải thay đổi, vẻ mặt hắn trở nên kinh ngạc và hoảng sợ. Quyền này ông ta đã dốc hết sức, thế mà lại bị Vương Nhất nắm chặt. Dưới lớp mặt nạ, là một đôi mắt lạnh nhạt, chẳng hề chứa chút cảm xúc nào. Khi Hồng Giác Hải thấy đôi mắt đó, trong lòng ông ta hiện lên một tia sợ hãi. Lần này, dù là Mục Lang, hay Võ Si đều sợ ngẩn người, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Không thể nào, sao hội trưởng Hồng cũng không phải đối thủ của anh ta. Bên phía Diệp Thị, Diệp Ân Thi như nhìn thấy quỷ, cô ta đứng phát dậy. Trong mắt tràn đầy hoảng loạn. Diệp Thúy Như cũng hơi hoảng sợ, cô ta không ngờ thực lực của Vương Nhất lại mạnh đến mức độ này. Bác Diệp, ông là người trong nghề, xem thử ẩn chủ, rốt cuộc là người như thế nào? Diệp Ân Thi quay đầu nhìn về phía Diệp Vô Lệ, hỏi. Đôi mắt già nua của Diệp Vô Lệ nhìn chăm chú một lúc lâu, sau đó ông ta bỗng nhiên thở thật dài. Tôi không nhìn được, chắc hẳn thực lực của tôi ngang bằng hội trưởng Hồng. Hội trưởng Hồng đã không phải là đối thủ của người kia, vậy nên tôi cũng không đánh lại được. Soạt. Ông ta vừa nói xong, sắc mặt Diệp Ân Thi trở nên rất khó coi. Nói vậy thì quán quân của Đại hội Bắc Cảnh chẳng phải sẽ nằm trong tay của Diệp Thúy Như rồi sao? Nếu Diệp Thị trở thành quán quân cuối cùng, vậy Diệp Thúy Như sẽ đứng vững gót chân ở Diệp Thị, địa vị cô ta sẽ uy hiếp đến côi buông tay. Trên đài thi đấu, Hồng Giác Hải nhìn Vương Nhất với ánh mắt căm tức, giọng nói lạnh lẽo. Ánh mắt Vương Nhất hờ hững, ông muốn giết tôi đúng không? Vừa dứt lời, tay anh lại siết mạnh. Ầm ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, khiến người ta cảm thấy sợ hãi, vì tiếng nổ này phát ra từ cơ thể của Hồng Giác Hải. Tiếp theo, một chuyện đáng sợ xảy ra. Cổ tay bị Vương Nhất nắm chặt lại phát ra tiếng rắc rắc như giang lạc. Ngay sau đó, mạch máu Hồng Giác Hải nổ tung. Một tầng xương máu đỏ tươi bao trùm đài thi đấu, khi lan đến gần mấy người xem. Họ hoảng sợ hét lên. Hạ trên đài thi đấu, vang lên tiếng kêu thảm thiết của Hồng Giác Hải. Họ có thể nhìn thấy một cánh tay của Hồng Giác Hải buông thõng xuống, những nơi bị Vương Nhất nắm chặt đều đã vỡ nát cả xương. Sức của Vương Nhất thật sự rất mạnh, cứ như nghiền nát theo dây chuyền, nổ thành một cơn mưa máu. Hồng Giác Hải nằm dưới đất,
ôm cánh tay kia lăn lộn kêu rên, cứ như đang cảm thấy vô cùng đau đớn. Tôi đã cho ông đường sống, ông lại chẳng hề quý trọng, nếu muốn giết tôi thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần. Vẻ mặt Vương Nhất thản nhiên, từ từ bước về phía Hồng Giác Hải. À, đừng đến đây. Hồng Giác Hải vừa ôm cánh tay cụt vừa lết ra đằng sau. Một thế hệ hội trưởng hiệp hội võ đạo thế mà lại chạy trốn như chó, điều này khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng khó tin. Nhưng, nếu họ biết vừa rồi Vương Nhất đã dùng gì, vậy họ sẽ không suy nghĩ đơn giản như thế. Đó là nội kình. Hơn nữa, còn vượt xa người ông ta. Bây giờ cuối cùng ông ta cũng hiểu tại sao Vương Nhất có thể giết chết Hồng Giác Lâm lặng yên không tiếng động. Sức phá hoại của nội kình vô cùng lớn, đủ để phá hỏng kết cấu mạch máu và kinh mạch trong cơ thể. Thực lực của anh đã lên đến đỉnh điểm. Yên lặng tĩnh lặng như tờ. Vào lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người trong sân vận động cũng không tưởng tượng nổi nhìn cánh tay bị đứt lìa của Hồng Giác Hải. Trông quá thê thảm. Mạch máu vỡ tung, máu nổ tung thành xương máu, da thịt ở hai bên cổ tay cuộn ra ngoài giống như mảnh giấy bị đốt cháy. Này đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều cảm thấy hoảng sợ, nhìn chàng trai được gọi là ấn chủ với ánh mắt gần như kinh hãi. Anh trẻ tuổi hơn so với Hồng Giác Hải, nhưng thực lực của anh lại mạnh mẽ hơn Hồng Giác Lâm rất nhiều. Đám người Lý Khinh Hồng, Diệp Thúy Như, Diệp Ân Thi đều trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc. À, trong sân vận động yên tĩnh, chỉ có tiếng kêu thảm thiết của Hồng Giác Hải, không ngừng kích thích các giác quan và nội tâm của những người có mặt tại đây. Đây chính là hội trưởng của Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành. Thực lực mạnh mẽ, nhưng khi đối mặt với Vương Nhất thì cú đấm thứ nhất đã tránh né được, nhưng cú đấm thứ hai không chỉ bị Vương Nhất tiếp được toàn bộ mà anh còn phế đi cánh tay kia của ông tai người nên đi đoàn tụ với Hồng Giác Lâm phải là ông mới đúng. Giọng nói của Vương Nhất lạnh lùng, tiếng bước chân giống như âm thanh của cái chết, vang vọng trong lòng Hồng Giác Hải. Dựa theo quy tắc của võ đạo, trước khi chết sẽ có thời gian để nói lời chăn chối. Vương Nhất lạnh lùng nói với Hồng Giác Hải. Nếu anh dám giết tôi thì toàn bộ Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành sẽ không bỏ qua NHTL. Ánh mắt Hồng Giác Hải hoảng sợ nhìn Vương Nhất, mặc dù trong mắt có sự tức giận, nhưng phần nhiều chính là hoảng sợ. Vương Nhất khẽ mỉm cười, trong mắt tràn đầy khinh thường, tôi dám giết hội trưởng của Hiệp hội Vũ Đạo, ông cảm thấy tôi sẽ sợ đám thuộc hạ của ông sao? Những lời nói này vô cùng cuồng ngạo, Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành đứng bên kia cũng cực kỳ phân nộ. Buông hội trưởng giai. Nếu anh dám giết hội trưởng thì chúng tôi sẽ không buông tha cho anh đâu. Từng người bọn họ giống lên giận dữ. Nhưng Vương Nhất hoàn toàn không để tâm đến, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chằm ông ta. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Hồng Giác Hải che lại cánh tay, nằm trên mặt đất và không ngừng cầu xin. Khán giả đều nghe rõ những lời ông ta nói, hầu hết mọi người đều sững sờ trợn to mắt. Hội trưởng của Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành lại thật sự cầu xin tha thứ. Sắc mặt Vương Nhất lạnh lùng nhưng không nói gì, nhìn ánh mắt của Hồng Giác Hải lại càng tràn đầy khinh thường. Sợ rằng sau hôm nay, Hồng Giác Hải sẽ trở nên thân bại danh liệt. Mọi người sẽ vĩnh viễn nhớ đến việc ông A đã khom lưng khuỵu gối, cầu xin tha thứ như một con chó quỷ dạp trên mặt đất. Xôn xao đúng lúc này, Hồng Giác Hải lại lăn về phía sau, đột nhiên lấy từ trong ngực áo ra một đồ vật màu đen. Xài! Sau khi nhìn thấy rõ thứ mà ông ta đang cầm trên tay thì khán giả xung quanh đều hét lên hoảng sợ. Thứ mà Hồng Giác Hải cầm trong tay thật ra là một khẩu súng lục có tổ màu đen. Ông ta nhắm ngay đầu của Vương Nhất, trên mặt lộ ra một nụ cười nham hiểm. Thằng nhóc kia, mặc dù anh rất mạnh nhưng anh có thể mạnh hơn viên đạn sao? Võ Si lập tức hét lớn lên, Hồng Giác Hải, ông biết ông đang làm gì không? Ông là hội trưởng của Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành mà lại dám cất giấu súng lục sao? Sắc mặt Võ Si âm trầm đến cực điểm, hành động của Hồng Giác Hải thật sự đã bôi đen uy tín của Hiệp hội Võ Đạo. Mục Lang cũng không còn cách nào khác đành phải đứng lên, lạnh lùng nói, mau bỏ súng xuống. Trên mặt Hồng Giác Hải lộ vẻ điên cuồng, thằng nhóc này đã giết chết em trai của tôi nhất định phải tự mình báo thù cho Giác Lâm. Răng rắc. Nói xong, viên đạn đã được lên nòng, họng súng đen ngòm nhắm ngay đầu của Vương Nhất. Nhất thời. Một hơi thể chết chóc nồng đậm tràn ngập trên lôi đài. Không ai ngờ tới hội trưởng của Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành lại thất bại thảm hại như vậy. Chẳng ai ngờ được sau khi thất bại, Hồng Giác Hải lại rút ra một khẩu súng lục có tổ màu đen, muốn nổ súng bắn chết Vương Nhất. Loại cưỡng chế này cực kỳ dễ khiến cây súng bị cướp cò,
toàn bộ đại hội Bắc Cảnh lập tức bị bao trùm bởi không khí hoảng sợ. Nếu như phạm nhân cầm súng thì đó cũng không phải điều đáng sợ chính là người cầm súng là một cao thủ võ đạo. Điều này khiến tăng gấp đôi sự uy hiếp. Không ai được động đậy. Hồng Giác Hải hét lớn một tiếng. Mặc dù một cánh tay của ông ta đã bị chặt đứt và đau nhức khó chịu, nhưng dù sao ông ta cũng là một võ giả mạnh mẽ. Lợi dụng kẽ hở này, ông ta lấy ra một ống tiêm. Trong ống tiêm có một chất lỏng màu xanh lá cây. Hồng Giác Hải tự tiêm cho mình, cơn đau nhức do cánh tay bị gấy lập tức biến mất. Đây là một dung dịch phong bế, có thể tạm thời ngăn chặn các giác quan không cảm thấy đau đớn. Sau khi tiêm xong, ông ta mới tiếp tục chĩa súng vào đầu của Vương Nhất, lớn tiếng nói, tất cả mọi người không được phép rời đi. Mục đích của tôi chỉ là thằng nhóc này, tôi sẽ không làm gì người khác, nhưng nếu có ai đi ra ngoài hoặc báo cảnh sát thì người đó cũng phải chết. Đùng. Nói xong, như để chứng minh lời nói của mình, ông ta nhanh như chớp bắn một phát súng về một hướng. Hạ. Mà phương hướng đó đúng lúc là nơi Lý Khinh Hồng đang đứng, nhất thời khắp nơi vang lên tiếng kêu thảm thiết. Một khán giả nam đang cố gắng chạy trốn đã bị bắn xuyên qua cánh tay, máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Lý Khinh Hồng cảm thấy hoảng sợ trong giây lát, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại. Cuộc hỗn loạn vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng không ai rời đi. Lúc này, Hồng Giác Hải mới tiếp tục cầm súng chĩa vào Vương Nhất, bật cười hung dữ, bây giờ, anh quỳ xuống cho tôi. Hồng Giác Hải cầm súng bước từng bước đến gần Vương Nhất. Còn tưởng rằng Vương Nhất nhất định sẽ cảm thấy sợ hãi. Không ngờ anh chẳng những không sợ mà ngược lại còn như người không có việc gì nhìn chăm chằm Hồng Giác Hải, tôi cho ông một cơ hội để bỏ súng xuống. Hồng Giác Hải hơi giật mình, sau đó bật cười thành tiếng, thằng nhóc kia, hình như anh đã lầm rồi. Hiện tại, tôi mới chính là người nắm trong tay tính mạng của anh còn dám uy hiếp tôi sao? Bây giờ, tôi cho anh một cơ hội, quy phục Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành của tôi thì anh sẽ còn một con đường sống, nếu không hiện tại anh sẽ phải chết ngay lập tức. Hồng Giác Hải hung dữ nói. Trả thù cho Hồng Giác Lâm cũng không phải mục đích thật sự của Hồng Giác Hải. Người chết không thể sống lại, Hồng Giác Hải từ trước đến giờ đều không phải người sẽ bị tình cảm chi phối. Thứ ông ta cần chính là cao thủ số 2 có thể lấp vào chỗ trống của Hồng Giác Lâm. Mà sự tồn tại của Vương Nhất là một sự giải quyết hoàn hảo cho vấn đề này, hơn nữa còn có thể thăng cấp, giúp cho Hiệp hội Vũ Đạo Giang Thành ngày càng trở nên hùng mạnh hơn. Nghe vậy, Vương Nhất mỉm cười lắc đầu, xem ra, ông vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Sự thật hiện tại chính là tính mạng của anh đang nằm trong tay tôi, chỉ cần tôi bóp cò thì đầu của anh sẽ nổ tung như một đóa hốt. Anh muốn giết tôi nhưng tôi lại để anh gia nhập vào Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành, đối với anh đã đủ nhân từ chưa? Hay là anh thà chết cũng không muốn quy phục tôi? Ánh mắt Hồng Giác Hải trở nên lạnh lùng. Đám người Lý Tuyết Nhi, Lý Mộng Đình đều vô cùng hoảng sợ. Dù sao nỗi sợ súng ống của bọn họ gần như là bẩm sinh. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, Hồng Giác Hải vốn không nhìn thấy một chút sợ hãi nào xuất hiện trên người Vương Nhất. Ông thật sự cho rằng miếng sắt vụn này có thể lấy được mạng tôi sao? Vương Nhất nhìn Hồng Giác Hải với ánh mắt trêu tức, trong giọng nói lại có một luồng khí lạnh lẽo. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Ai cũng đều sợ hãi súng lục có tổ, thế mà anh lại gọi nó là sắt vụn. Hồng Giác Hải cũng ngẩn người, ánh mắt nhất thời đờ đẫn. Bây giờ là thời đại của võ thuật, cho dù có tồn tại võ giả nhưng hầu hết bọn họ đều sợ hãi súng lục. Bởi vì dù tốc độ của bọn họ nhanh đến đâu thì cũng không nhanh bằng tốc độ của viên đạn. Cho dù thực lực có mạnh đến mấy cũng không bằng một viên đạn có thể một phát lấy mạng. Đỡ đạn bằng tay không, tránh né sự truy kích của làn đạn là điều mà chỉ có một số ít cường giả ở đỉnh cao võ thuật mới có thể làm được. Ông ta không cho rằng Vương Nhất có thể làm được. Anh muốn chết. Hồng Giác Hải dường như đã chịu sự sỉ nhục, khuôn mặt tức giận, anh có tin tôi thật sự nổ súng không? Bắn đi. Vương Nhất cười tâu toét và nói, đầu của tôi bằng sắt. Hồng Giác Hải sửng sốt, đây là lần đầu tiên ông ta thấy có người đưa ra yêu cầu như vậy. Đối mặt với súng lục, Vương Nhất chẳng những không sợ hãi mà còn nói giỡn rằng đầu mình cứng như sắt. Nếu không phải trước đó từng bị Vương Nhất chặt đứt một cánh tay thì ông ta nhất định cho rằng anh là bệnh nhân tâm thần vừa trốn khỏi viện. Được, là anh nói đấy. Ánh mắt Hồng Giác Hải trở nên lạnh lùng, ông ta quyết định nả một phát súng hù dọa anh trước. Cũng không cần thiết phải bắn vào điểm yếu của anh, cứ để anh đổ chút máu là được. Ngay sau đó,
Hồng Giác Hải nhắm thẳng vào chân trái của Vương Nhất và bóp cò. Đùng! Viên đạn được bắn ra một cách mạnh mẽ, xoay tròn bay về phía Vương Nhất. Ánh mắt của Hồng Giác Hải càng trở nên dữ tợn hơn. Suýt TL nhưng Vương Nhất chỉ di chuyển khoảng hai bước chân, viên đạn đã bắn hụt. Cái gì? Nhất thời, Hồng Giác Hải mở to hai mắt không thể tin được. Là do ông ta bắn hụt? Hay do Vương Nhất đã né tránh được? Xôn xao khán giả xung quanh khán đài cũng chấn động đến cực điểm. Anh, có thể tránh được viên đạn sao? Vương Nhất bật cười, tôi đã nói, trong mắt tôi, thứ này chẳng qua chỉ là một đống phế liệu, ông cũng không cần cầm súng uy hiếp tôi nữa đâu. Sắc mặt Hồng Giác Hải cực kỳ âm trầm, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng áp lực. Vương Nhất tiếp tục cười nói, các người không hiểu rõ những thứ như súng ống này, chỉ có ở trong tay cao thủ thì chúng mới có thể phát huy hết tác dụng. Ông vốn không biết dùng súng, giờ phút này rút súng ra chỉ càng làm sức chiến đấu của ông giảm sút thôi. Lời nói này khiến Hồng Giác Hải không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chỉ cần ông ta biết thân phận của Vương Nhất thì sẽ không kinh ngạc như vậy. Đừng nói là súng đạn, thậm chí cả súng cối, hỏa tiên của kẻ địch, anh đều đã từng đối mặt qua. Một khẩu súng lục cùng lắm chỉ là đồ chơi của trẻ con. Mồ hôi lạnh chảy xuống từ trên trán của Hồng Giác, nhưng ông ta vẫn chưa từ bỏ ý định bắn vài phát về phía Vương Nhất. Đùng đùng. Lần này, Vương Nhất không tránh né, chỉ đứng yên tại chỗ không cử động. Theo lý mà nói, khoảng cách gần như vậy, Hồng Giác Hải không thể nào không bắn chúng. Nhưng Vương Nhất vẫn không xảy ra chuyện gì. Chuyện này, sao có thể? Tại sao anh không hề bị gì cả? Hồng Giác Hải hoàn toàn sững sờ, tay cầm súng cũng run rẩy. Vương Nhất bật cười trêu tức, sau đó xòe lòng bàn tay ra. Loảng xoảng, một vài viên đạn kim loại bị Vương Nhất tùy tiện ném xuống đất. Tất cả đều là những viên đạn do Hồng Giác Hải bắn ra. Đầu đạn đen kịt và bị lõm sâu, giống như đã phải chịu một cú va chạm dữ dội nào đó. Bùm! Nhất thời, Hồng Giác Hải như bị đánh một cú rất nghiêm trọng. Một nỗi sợ hãi sâu sắc lan tràn trong lòng ông ta. Vương Nhất thật sự đã dùng tay không để hứng đạn. Tôi đã nói rồi, thứ này chỉ là một đống sắt vụn thôi. Vương Nhất mỉm cười, sau đó sải bước đi về phía Hồng Giác Hải. Lần này thật sự đã quyết định giết người. Âm tiếng bước chân trầm thấp của Vương Nhất giống như âm thanh của cái chết, nó vang lên trong tâm trí của Hồng Giác Hải như tiếng đếm ngược cuối cùng cho cuộc đời của ông ta. Suốt xoẹt xoẹt tồ vào giờ phút này, ánh mắt của mọi người bên trong sân vận động đều tập trung trên người Vương Nhất. Tất cả mọi người từ Võ Si, Mục Lang, cho đến những người bình thường ở Giang Thành đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Một võ giả mang súng, đây chắc chắn là thảm họa của thảm họa rồi. Võ giả có một cái nhìn sâu sắc đặc biệt mãnh liệt, có thể cảm nhận được dù chỉ là một cơn gió thổi nhẹ qua. Độ chính xác của võ giả cực kỳ lợi hại, cho dù những thứ cách xa ngàn dặm cũng có thể một phát trúng đích. Nhưng Vương Nhất không chỉ tránh né được khẩu súng trong tay Hồng Giác Hải nhiều lần mà còn tay không hứng đạn. Quả thực là một điều thần kỳ, chưa từng nghe thấy. Theo hướng của Diệp Thị, Diệp Ân Thi đã sợ hãi đến mức ngồi run rẩy trên ghế, sắc mặt tái nhợt. Hồng Giác Hải là người thay thế cô ta xuất chiến, nếu như ẩn chủ truy cứu thì nhất định sẽ tra ra được cô ta. Đắc tội với một võ giả mạnh mẽ như vậy thật sự là một chuyện vô cùng ngu xuẩn. Diệp Vô Lệ đứng ở một bên cũng trợn to mắt, không thể tin nổi nhìn Vương Nhất. Từ trên người này, ông ta cảm nhận được một luồng khí cực kỳ đáng sợ, giống như một con kiến nhỏ xíu đối mặt với con voi khổng lồ, im lặng như ve sầu mùa đông. Lúc này, cuối cùng Diệp Thúy như cũng đã bình tĩnh lại. Khoảnh khắc Hồng Giác Hải rút súng ra vừa rồi, cô ta thật sự lo lắng Vương Nhất sẽ bị bắn chết. Ánh mắt của Lý Khinh Hồng cũng hoảng hốt. Ngay lúc đó, cô ta đã thật sự nhìn thấy được bóng dáng của Vương Nhất. Đừng, đừng tới đây. Hồng Giác Hải nhìn Vương Nhất với vẻ mặt kinh hãi, cảnh tượng người này tay không hứng đạn vừa rồi đã hoàn toàn là, cho ông A cảm thấy hoảng sợ. Ông ta là một cao thủ võ giả, biết rõ phải có nội lực cường đại cỡ nào mới có thể tay không hứng đạn. Ông ta tự hỏi liệu mình có dám hứng đạn băng tay không hay không. Ẩn chủ này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Hồng Giác Hải tiếp tục cầm súng chĩa vào Vương Nhất, nhưng Vương Nhất dường như không nhìn thấy, vẫn sải bước đi về phía trước. Cuối cùng, anh cũng bước đến gần ông ta và nhìn từ trên xuống. Bỏ súng xuống đi. Vương Nhất lãnh đạm nói, đạn của súng lục có tổ bình thường là 11-43mm mỗi phát, khoảng cách gần như vậy, nó có thể bắn nổ đầu một người chỉ bằng một phát súng,
nhưng nó sẽ không tạo ra bất cứ tổn thương nào đối với võ giả. Hơn nữa, súng lục Cotto không có băng đạn dự phòng, chỉ có thể bắn 7 phát đạn. Vừa rồi ông đã bắn hết 7 viên, khẩu súng lục của ông lúc này đã không còn viên đạn nào. Sau khi Vương Nhất bình tĩnh nói xong lời kia, cả người Hồng Giác Hải hoảng sợ đến mức run rẩy. Tại sao Vương Nhất lại hiểu biết nhiều về súng ống đến vậy? Võ giả có sự kiêu ngạo của riêng họ, đặc biệt là võ giả cường đại, bọn họ sẽ không đụng vào các loại vũ khí như súng ống. Càng đừng nói là có thể hiểu biết nhiều như vậy. Nhưng Vương Nhất lại hiểu biết rất nhiều về súng ống, điều đó có nghĩa là trước đây anh nhất định thường xuyên tiếp xúc với chúng. Anh, rốt cuộc anh là ai? Hồng Giác Hải hoảng sợ nhìn Vương Nhất, giọng nói trở nên run rẩy. Vương Nhất cười nói, không phải tôi đã sớm nói rồi sao? Tôi là ẩn chủ. Ấn chủ. Đôi mắt của Hồng Giác Hải đờ đẫn, sau đó càng thêm kích động, tôi hỏi danh tính thật sự của anh. Không phải danh hiệu. Nụ cười trên mặt Vương Nhất ngày càng thêm hài hước, đây chính là thân phận thật sự của tôi chính là ẩn chủ. Hồng Giác Hải hoàn toàn không tin, mồ hồ lạnh chảy dài trên trán. Không phải ông muốn biết tôi là ai sao? Dù sao ông cũng sắp chết, vậy để tôi thỏa mãn nguyện vọng của ông. Vương Nhất cười ha hả nói. Nghe nói, song đao Nam Bắc của nhà họ Hồ là sư đệ đồng môn của ông. Vương Nhất đột nhiên nói một câu không liên quan đến cuộc trò chuyện. M.U. Vương Nhất hạ thấp giọng, chỉ có anh và Hồng Giác Hải mới có thể nghe được cuộc trò chuyện. Nghe những lời này, Hồng Giác Hải lập tức ngẩn người trong chốc lát, không hiểu tại sao Vương Nhất lại hỏi vấn đề này. Song đao Nam Bắc quả thực là sư huynh đệ đồng môn của ông ta, nhưng quan hệ cũng không mật thiết lắm. Về cơ bản thì bọn họ đều độc lai độc vãng. Vào đêm nhà họ Hồ bị diệt trừ, song đao Nam Bắc chết trong tay Vương Nhất, Hồng Giác Hải ngoài trừ thán phục thì cũng đã hiểu biết nhất định về thực lực của Vương Nhất. Những gì La Văn nói đều là sự thật, Vương Nhất thật sự là một cường giả. Nhưng Vương Nhất đã không thể tham gia đại hội Bắc Cảnh, tại sao lại đột nhiên nhắc tới song đao Nam Bắc? Dưới ánh mắt nghi ngờ của Hồng Giác Hải, Vương Nhất chậm rãi nhấc chiếc mặt nạ sát trên mặt lên, để lộ một chút khuôn mặt thật của mình. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt thật của anh, đồng tử của Hồng Giác Hải co rụt lại. Là anh. Toàn thân Hồng Giác Hải giống như bị sét đánh, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Ẩn chủ chính là Vương Nhất. Chẳng trách, anh lại biết song đao Nam Bắc. Vương Nhất lại đeo lên mặt nạ lên, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, kề sát vài tai Hồng Giác Hải nhẹ nhàng nói cho ông biết một bí mật khác, tôi dùng danh hiệu ẩn chủ này xuất chiến thật ra cũng không phải tên giả, mà là... Tôi chính là ẩn chủ thật sự. Boom. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vương Nhất vừa dứt lời, Hồng Giác Hải lập tức khiếp sợ đến tột độ, cả người run cầm cập, không nói được lời nào. Anh là... Hồng Giác Hải nhìn Vương Nhất, rất muốn nói những chữ tiếp theo. Nhưng cổ họng giống như bị ai đó ấn mạnh, không thể thốt ra được hai chữ cuối cùng. Anh là ẩn chủ, cho nên thực lực mới có thể mạnh như vậy. Anh là ẩn chủ, đó là lý do tại sao anh lại rất dành các loại súng ống. Anh là ẩn chủ, cho nên anh có thể ai không hứng đạn, dễ dàng như ăn cơm uống nước vậy. Hồng Giác Hải tự cho rằng bản thân đã khống chế được tính mạng của Vương Nhất, nào ngờ người thật sự bị người khác nắm giữ vận mệnh lại là ông ta. Cả người Hồng Giác Hải sụi lơ, thậm chí ngay cả sức lực chạy trốn cũng không còn. Chỉ riêng hai chữ ẩn chủ cũng đã đủ để nghiền nát ông ta đến chết. Lên đường đi. Giọng nói của Vương Nhất lạnh lùng. Một khắc sau, anh đột nhiên ra tay, tóm lấy cổ của Hồng Giác Hải, trực tiếp dùng chút sức lực. Rắc rắc, cổ của Hồng Giác Hải bị Vương Nhất trực tiếp vặn gãy. Thi thể chậm rãi trượt xuống, cho đến khi chết, trong mắt của Hồng Giác Hải đều tràn ngập vẻ khiếp sợ, như thể khi còn sống đã nhìn thấy thứ gì rất đáng sợ. Hội trưởng, anh lại dám ở trước mặt ngài võ sĩ giết chết hội trưởng của Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành. Không biết sống chết. Hồng Giác Hải vừa chết, toàn bộ Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành như rắn mất đầu, mọi người đều hoảng sợ gào thét. Xôn xao toàn bộ sân vận động cũng đột nhiên náo loạn. Cái chết của Hồng Giác Hải giống như ném một tảng đá lớn xuống mặt hồ tĩnh lặng, bọt nước văng tung tóe khắp nơi. Nhà họ Hạ, nhà họ Lục, nhà họ Hồ, những người thuộc ba gia tộc giàu có ở Giang Thành đều trợn tròn mắt. Hội trưởng của Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành đã thật sự chết. Những người khác cũng nhìn chằm chằm Vương Nhất. Cảm thấy anh sắp xong đời rồi. Nhưng Vương Nhất lại không hề sợ hãi, trầm giọng nói, với tư cách là hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo nhưng Hồng Giác Hải lại không tuân theo quy tắc,
tự mình mang súng vào sân, đã phạm phải sai lầm lớn. Ông ta muốn giết tôi giết ông ta thì đã sao? Giọng nói của Vương Nhất bùng nổ, vang vọng khắp lôi đài. Những thành viên đang kêu gào của Hiệp hội Võ đạo Giang Thành cũng lập tức á khẩu không nói nên lời. Đúng vậy, hội trưởng của bọn họ nổ súng trước, có chết thì cũng không trách người khác được. Từ nay về sau, Hiệp hội Võ đạo Giang Thành sẽ không còn tồn tại nữa. Vương Nhất tuyên bố. Sân vận động rộng lớn như vậy vang vọng giọng nói trầm thấp như tiếng sấm của Vương Nhất. Xung quanh yên tĩnh, hàng ngàn khán giả cũng ngây người khi nghe giọng nói của Vương Nhất. Một câu nói lập tức định đoạt sự tồn vong của Hiệp hội Võ đạo Giang Thành. Liệu ai có thể đủ quyết đoán và can đảm để nói những lời này? Nếu như là người bình thường nói ra những lời này, mọi người đều sẽ cảm thấy đây là một câu chuyện cười. Nhưng nó lại được nói bởi Vương Nhất, người đã giết hai anh em Hồng Giác Hải, cho nên độ tin cậy càng cực kỳ cao. Chỉ sợ rằng từ nay về sau, Hiệp hội Võ đạo ở Giang Thành sẽ không còn tồn tại nữa. Diệp Thúy Như và Diệp Ân Thi cũng khiếp sợ nhìn Vương Nhất. Không ai nghĩ rằng Vương Nhất không chỉ giành chiến thắng trong trận đấu mà còn nhân tiện tiêu diệt Hiệp hội Võ đạo Giang Thành. Đột nhiên, một ánh mắt lạnh như băng lướt qua và rơi trên người Diệp Ân Thi. Diệp Ân Thi lập tức cảm thấy cả người phát lạnh, phịch một tiếng, cả người cô a chật vật trượt khỏi ghế, đặt mông ngồi xuống đất. Trước khi Hồng Giác Hải lên đài đã nói rõ ràng ông ta đại diện cho Diệp Ân Thi xuất chiến, chứng tỏ hai người này đã âm thầm tiếp xúc qua. Hiện tại, Hồng Giác Hải đã chết, Diệp Ân Thi đương nhiên không thể thoát khỏi trách nhiệm. Ánh mắt Vương Nhất lạnh như băng rơi trên người Diệp Ân Thi, tựa như làm tiêu tán toàn bộ nhiệt độ trên người cô ta. Diệp Ân Thi cũng cảm thấy bản thân đã rơi vào biển băng, ánh mắt của một số người có thể giết người. Đi, mau mang tôi đi. Diệp Ân Thi hoảng hốt hét lớn. Hiện tại, cô ta đã sợ đến mức ngay cả sức lực đứng dậy cũng không còn. Diệp Vô Lệ đứng bên cạnh cũng cảm thấy nguy hiểm, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị. Khoảng cách xa như vậy, nhưng chỉ bằng một ánh nhìn đã khiến Diệp Ân Thi sợ hãi đến mất hết hồn vía. Ấn chủ này có lẽ là một cao thủ vô song. Mau bảo vệ cô chủ. Diệp Vô Lệ gọi vệ sĩ của Diệp Thị đến nâng cả người Diệp Ân Thi ra ngoài. Cô ta có một linh cảm. Nếu mình còn tiếp tục ở lại đây lâu hơn nữa thì cô ta nhất định sẽ bị giết chết. Diệp Thúy Như cũng không ngăn cản mà chỉ bình tĩnh quan sát tất cả những chuyện này. Diệp Ân Thi không có ở đây, tâm trạng của cô ta cũng tốt hơn nhiều. Sao ông không rời đi? Diệp Thúy Như thản nhiên nhìn sang Diệp Vô Lệ vẫn đang đứng cạnh mình, hỏi. Diệp Vô Lệ cười nói, tôi phải bảo vệ cô ba chủ. Diệp Thúy Như mỉm cười, cũng không nói gì nữa. Võ Si đang ngồi trên cùng đã sớm nhận ra ấn chủ chính là Vương Nhất, anh ta phải tuân thủ lời nói của người kia. Anh ta phất tay một cái, cao giọng tuyên bố, Hiệp hội Võ đạo Giang Thành cần phải được chấn chỉnh, toàn bộ thành viên sẽ sáp nhập vào Hiệp hội Võ đạo Thiên An. Bùm! Võ Si mở miệng tượng trưng cho ván đã đóng thuyền. Các thành viên trong Hiệp hội Võ đạo Giang Thành đều tối sầm mặt lại, trong lòng tràn đầy không cam tâm. Thật ra thì cho dù Võ Si không nói, Hiệp hội Võ đạo Giang Thành cũng không thể tồn tại được bao lâu. Bởi vì nhân vật số 1 và số 2 của Hiệp hội đều đã chết, hơn nữa còn chết trong ai cùng một người, Hiệp hội Võ đạo đã tan đàn xẻ nghé, sẽ không tồn tại được bao lâu. Mọi người hoảng sợ nhìn Vương Nhất, người đã tự tay tiêu diệt Hiệp hội Võ đạo Giang Thành. Nhớ kỹ tên của anh, ẩn chủ. Vương Nhất thản nhiên liếc nhìn trọng tài, vẫn chưa tuyên bố kết quả sao. Trọng tài vẫn đang đờ đẫn đột nhiên bừng tỉnh. Lúc này mới tuyên bố, người chiến thắng, ẩn chủ. Vương Nhất chậm rãi bước xuống lôi đài, một người đàn ông trung niên uy nghiêm đi về phía anh. Chính là Lý Thế Nhân. Ông ta đi ngang qua người Vương Nhất. Cả hai đều theo bản năng liếc nhìn sang bên cạnh. Lần này, Vương Nhất không kiềm nén nữa, trên người tản ra khí tức. Nhất thời, hai người đều cảm nhận được một ngọn núi khổng lồ. Lý Thế Nhân khiếp sợ, Vương Nhất càng khiếp sợ hơn. Không ngờ ba vợ của anh lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Vòng kế tiếp, Lý Thế Nhân của Lý Thị đối chiến với Vương Thị. Vương Nhất ngồi trong phòng chờ nhìn ba vợ đối chiến, cũng nhân tiện thăm dò một chút thực lực cụ thể của ba vợ. Nhưng chính ưu thế áp đảo của Lý Thế Nhân đã đánh bại cao thủ của Vương Thị. Trong mắt Vương Nhất lộ ra vẻ kinh ngạc, anh cảm thấy được, khả năng này vẫn chưa phải toàn bộ thực lực của Lý Thế Nhân. Cường giả của Tần Thị cũng đã xuất hiện trên lôi đài. Là một cao thủ tên Mục Huy. Mục Huy, họ Mục. Khuôn mặt Vương Nhất hơi biến sắc,
không nhịn được nhìn về phía Mục Lang đang ngồi trên cùng. Chỉ thấy Mục Lang cũng thản nhiên mỉm cười khi thấy Mục Huy xuất hiện trên lôi đài, hiển nhiên ông ta rất hài lòng. Này, ngay cả Mục Huy cũng xuất hiện, đây chính là anh em của ngài Mục đấy. Nhưng bọn họ không phải anh em ruột thịt mà là kết nghĩa. Đã vào sinh ra tử ở Tây Cảnh, mấy lần cứu mạng của ngài Mục, vì đi theo ngài Mục nên cũng đổi thành họ Mục. Bên cạnh có người bàn luận sôi nổi, nói ra lai lịch của Mục Huy. Lúc này, Vương Nhất chợt hiểu được, hóa ra Mục Huy là anh em kết nghĩa của Mục Lang. Sau giờ nghỉ trưa, kết quả của vòng đấu loại trực tiếp cuối cùng đã được công bố. Vương Nhất, Lý Thế Nhân, Mục Huy, và một vị cường giả của Lạc Thị đã trúng tuyển. Tên của ẩn chủ cuối cùng sẽ được sinh ra trong số 4 người này. Vương Nhất định rời khỏi đây. Ngài ẩn chủ xin dừng bước. Đúng lúc này, một giọng nói lo lắng đột nhiên vang lên từ phía sau. Phù! Vương Nhất khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn gạch dưới lại, chỉ thấy mấy người đàn ông mặc vest mang giày da mồ hôi đầm đìa đang đuổi theo mình. Các người là ai? Vương Nhất cũng không nhận ra đám người mặc vest mang giày da này. Bọn họ mỉm cười và tự giới thiệu bản thân. Ngài ẩn chủ đương nhiên không biết chúng tôi, nhưng chúng tôi biết ngài ẩn chủ ai. Chúng tôi là nhân viên của công ty giải trí cá độ ở Giang Thành, có một cuộc giao dịch muốn bàn với ngài ẩn chủ. Công ty cá độ. Nghe vậy, vẻ mặt của Vương Nhất lập tức trở nên kỳ quái. Sau đó, anh chợt hiểu ra, vẻ mặt cũng trở nên đùa cợt. Phàm là những cuộc thi đấu thể thao có yếu tố cạnh tranh thì chắc hẳn không thể thiếu đám người này. Tỷ lệ đặt cược cho mỗi tuyển thủ, thực lực càng mạnh thì tỷ lệ cược càng thấp, thực lực càng yếu thì tỷ lệ cược càng cao. Đây chính là cơ hội để làm giàu chỉ trong một đêm. Nói một cách rõ ràng thì sau mỗi cuộc tranh tài sẽ có một đại gia dùng trận thi đấu này để đặt cược, bắt đầu tiến hành mở phiên giao dịch. Nếu như trận đấu đi theo hướng mà những đại gia đó hài lòng thì bọn họ có thể kiếm được tiền. Nếu không thì sẽ phải chịu tổn thất rất lớn. Đại hội Bắc Cảnh cũng giống như vậy. Cuộc tranh tài lớn thế này thì có rất nhiều yếu tố lợi ích đan xen ở đằng sau, tuyệt đối không thể nào công chính liêm minh. Các người có chuyện gì? Vương Nhất thản nhiên hỏi. Những người đó mỉm cười và nói, chúng tôi muốn thỏa thuận với ngài ẩn chủ, cuộc giao dịch này ngài nhất định sẽ kiếm được lợi nhuận. Sao Vương Nhất có thể không hiểu ý của bọn họ là gì? Anh lập tức nở nụ cười đầy ẩn ý. Giả vờ như không nghe hiểu, tỏ vẻ hứng thú cười nói, làm ăn gì mà chắc chắn kiếm được tiền. Thấy Vương Nhất cắn câu, nụ cười trên mặt bọn họ càng sâu hơn, thái độ cũng trở nên ân cần. Bọn họ không lập tức nói mà mở một chiếc cặp da ra. Bên trong chứa đầy tiền giấy, tất cả đều là đô la Mỹ. Sau khi tính toán sơ qua, nếu tương đương với giá trị tiền tệ trong nước khoản tiền này ít nhất cũng vài chục tỷ. Vương Nhất giật mình nói, số tiền này. Mấy người đàn ông kia cười nói, số tiền này đều cho ngài ẩn chủ, chỉ cần ngài làm theo ý của chúng tôi là được. Vương Nhất gật đầu, các người muốn tôi làm gì? Lúc này, bọn họ mới nói, tôi hy vọng tại trận chung kết chiều nay, ngài có thể cố tình thua cuộc, giao hạng nhất của Đại hội Bắc Cảnh cho ngài Mục Huy của Tần Thị. Nói xong câu này, bọn họ còn cảnh giác nhìn xung quanh. Sau khi chắc chắn không có người nào chú ý đến nơi đây, lúc này mới tiếp tục hạ thấp. Giọng nói, ngài ẩn chủ, đây chỉ mới là một nửa số tiền thôi. Chỉ cần ngài làm theo yêu cầu của công ty chúng tôi thì còn có một khoản tiền khổng lồ đang chờ ngài ở phía sau. Nghe vậy, Vương Nhất bình tĩnh mỉm cười. Quả nhiên không khác những gì anh đã nghĩ. Sắc mặt hơi thay đổi, giọng nói cũng trở nên kinh ngạc, đây chẳng phải là thao túng kết quả trận đấu sao? Nếu như bị bại lộ thì danh tiếng của công ty các người có thể sẽ bị hủy hoại. Đám người đàn ông kia chỉ thản nhiên mỉm cười. Ngài ẩn chủ. Ngài xem như là người ngoài nghề nên nói như vậy cũng không sai. Nhưng mỗi cuộc giao dịch của chúng tôi đều rất thành công. Ngài biết tại sao không? Bởi vì đằng sau Đại hội Bắc Cảnh dính líu đến lợi ích của rất nhiều công ty đầu não, nếu như toàn bộ số tiền đều lấy ra thì sẽ là một con số khổng lồ. Mọi người đều muốn nhân dịp này kiếm thật nhiều tiền, nếu không sẽ không có những chuyện cá độ này nọ. Làm theo lời của chúng tôi. Ngài ẩn chủ không chỉ có thể kiếm được nhiều tiền mà còn có thể quen biết nhiều đại gia của tầng lớp thượng lưu. Đi theo bọn họ mới là chính đạo. Vương Nhất tỏ vẻ hơi do dự, nhưng lỡ đâu có người tố cáo thì sao? Sẽ không ai tố cáo đâu, sao lại cáo trạng chứ? Ai dám? Bọn họ càng bật cười sảng khoái hơn, ai mà thiển cận như vậy, tự kết liễu đời mình như thế. Các ông chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho người đó,
đây là cản đường tài lộc của mọi người đấy. Hơn nữa, chuyện này cũng cần dựa vào năng lực diễn xuất của ngài ẩn chủ. Bọn họ nhìn Vương Nhất, tiếp tục cười nói, làm sao diễn như thật, diễn cho giống, không bị khán giả nhận ra, đây cũng là một bản lĩnh đó chứ. Sắc mặt của Vương Nhất hơi tái nhợt, đây là đại hội Bắc Cảnh đệ nhất, về sau phải bảo vệ Bắc Cảnh. Nếu âm thầm giao dịch, lỡ đâu sau này Bắc Cảnh bị kẻ địch lợi hại xâm phạm thì như thế nào? MU đám người đàn ông kia trố mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên trả lời ra sao. Bọn họ chỉ muốn kiếm tiền thôi, ai quan tâm đến những chuyện kia. Bọn họ vội vàng bật cười, không nghiêm trọng đến vậy đâu, bây giờ Bắc Cảnh rất vững chắc, sẽ không có kẻ địch hùng mạnh nào xâm phạm. Ngài ẩn chủ, không nên vì danh hiệu ẩn chủ mà thật sự cho rằng bản thân là ẩn chủ, rất ngu ngốc. Hãy nghe lời chúng tôi, trao chức quán quân cho ngài Mục, để Tần Thị giành chiến thắng, như vậy thì tất cả chúng ta đều có thể kiếm tiền. Bọn họ vừa nói vừa đưa tiền. Vương Nhất im lặng trong chốc lát, cuối cùng cũng đẩy cặp ra đựng tiền trở về. Không cần, các người có thể lấy lại số tiền này. Nhưng chiều này, tôi sẽ nghe lời các người nói, cố tình thua cuộc. Vương Nhất nói. Đám người đàn ông kia sửng sốt, sau đó vui vẻ cầm cặp ra quay về. Ông chủ của công ty cá độ Tưởng Khinh Vân biết được chuyện này thì cười đến ra nước mắt. Ha ha ha, tên ngu ngốc này, ngay cả tiền đưa tận tay mà cũng không cần. Không cần cũng được, số tiền này cứ tạm thời giữ lại, chờ đại hội Bắc Cảnh kết thúc thì cho các người làm tiền thưởng. Tưởng Khinh Vân nói với những người đàn ông kia. Cảm ơn ông chủ, cảm ơn ông chủ. Đám người đàn ông đó phấn khích đến mức ai cũng phá lên cười thật tươi. Tại sao trên đời này lại có người ngu ngốc như vậy? Ở bên kia, Vương Nhất đã liên lạc với võ sĩ. Võ sĩ nghe vậy thì vô cùng tức giận, Mục Lang có biết chuyện này không? Vương Nhất nheo mắt, lắc đầu, ông ta không giống người sẽ làm chuyện này nên chắc hẳn cũng không biết. E rằng là một trong những thuộc hạ muốn lấy lòng ông A nên đã cố tình thao túng tiến trình của trận đấu, anh cho người đi điều tra chuyện này đi. Một cuộc gọi của võ sĩ, kiểm tra triệt để chuyện này. Hiệp hội võ đạo của khu thành phố G, đừng thấy chỉ có liên quan tới võ đạo, thứ dây ra từ trong còn có rất nhiều. Người trong vòng quyền lực cần kết giao với cường giả võ đạo mạnh mẽ, như vậy có thể bảo đảm mạng sống của mình sẽ không có lo ngại. Võ sĩ đi tra chuyện này, chính là thông qua những mối quan hệ này. Cái này cần thời gian, nhưng điều có thể chắc chắn là sau khi đại hội Bắc Cảnh hôm nay sẽ có một kết thúc. Võ Si để điện thoại xuống, nói với Vương Nhất. Vương Nhất gật đầu, không quan tâm nữa. Võ Sĩ đi làm chuyện này, anh rất yên tâm. Đi thôi, thiếu chủ, đi ăn cơm trưa. Thời gian tiếp theo, Võ Sĩ dẫn Vương Nhất tới nhà hàng dành cho khách quý. Nhà hàng ở đây được tài trợ bởi rất nhiều nhà hàng cao cấp. Đại hội Bắc Cảnh vốn là một chiêu bài cực lớn, có hiệu ứng thương mại rất lớn. Nếu có thể mở nhà hàng ở bên trong đại hội Bắc Cảnh, đây chính là một loại đầu ư. Đây cũng là nguyên nhân tại sao có rất nhiều công ty nhà hàng không tiếc tiền tài trợ, miễn phí cũng muốn tài trợ. Những nhà hàng cao cấp này chỉ người có thân phận tôn quý mới có thể đi vào, ví dụ như Vương tộc Yên Đỏ, Võ Si, người thủ hộ biên giới phía Tây Mục Lang. Đi xuống nữa, còn có một số nhà hàng cấp bậc thấp, cùng miễn phí tài trợ. Hừm, đây không phải là chị dâu hay sao? Đột nhiên, Võ Si dừng bước chân. Chỉ vào một nhà hàng ở bên dưới cách không xa, kinh ngạc nói. Hửm. Vương Nhất lộ vẻ nghỉ hoặc, cũng nhìn qua. Chỉ thấy trong nhà hàng bên dưới, Lý Khinh Hồng đứng ở đó, bên cạnh còn có một đôi nam nữ có dáng vẻ của vợ chồng trẻ. Người phụ nữ trong cặp đôi đó nhìn trông rất trẻ, diện mạo cũng rất đẹp, nhưng trên mặt lại trang điểm đậm, nhìn trông sắc mặt quá mức trăng bệch, giống như đắp một lớp phấn dày, rất là không hài hòa. Nhưng cô ta nhìn Lý Khinh Hồng rất khinh thường. Miệng nói không ngừng, còn đang nói gì đó. Dưới lời nói của người phụ nữ đó, sắc mặt Lý Khinh Hồng tái xanh, lại không lên tiếng, trong mắt có sự bất lực. Rõ ràng là không muốn tranh luận lại bị đối phương căn chặt không buông. Người phụ nữ còn ôm tay của một người đàn ông trung niên, dáng vẻ rất ân ái. Người đàn ông trung niên có vẻ ngoài rất lịch thiệp, trên thực tế mắt lại cười híp lại đánh giá vóc dáng của Lý Khinh Hồng. Đặc biệt là một số bộ phận đặc biệt. Ánh mắt còn dừng lại rất lâu. Lý Khinh Hồng không thể không khép chân lại, tránh bị nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy. Vụt! Sắc mặt Vương Nhất lập tức tối đi, quay đầu nói với Võ Si, không cần đợi tôi, bữa trưa tôi ăn với chị dâu của cậu. Được! Võ Si cũng nhìn ra sự không vui của thiếu chủ,
cũng không nói gì nữa, rời đi. Vương Nhất cất bước đi về phía đó, đồng thời, trong lòng rất nghi hoặc. Buổi sáng, Lý Khinh Hồng nói rõ ràng, không có hứng thú với đại hội Bắc Cảnh, cũng sẽ không đi xem thi đấu, sao vẫn tới đây? Kiểm vé của đại hội Bắc Cảnh có hạn chế thời gian, chỉ có thể kiểm tra vé trong một tiếng vào buổi sáng, vượt qua thì cho dù có vé cũng không thể đi vào. Lý Khinh Hồng có thể xuất hiện ở đây, chứng tỏ cô đã vào từ sáng. Tuy nhiên, vẫn chưa đi vào thì nghe thấy người phụ nữ yêu diễm kia mỉa mai nói với Lý Khinh Hồng, Khinh Hồng à, cậu cũng không hòa đồng quá rồi. Buổi họp lớp hiếm khi, mọi người đều tham gia, chỉ có cậu không tới, còn ao khỏi nhóm, sao thế? Lấy chồng rồi, bản thân mở công ty thì coi thường những bạn học cũ như chúng tôi sao? Lông mày của Vương Nhất hơi nhíu lại, người phụ nữ này là bạn học của Lý Khinh Hồng. Vương Nhất nhớ, Lý Khinh Hồng học đại học ở nước ngoài, vậy thì chỉ có thể là bạn cấp 3. Chỉ thấy người phụ nữ yêu diễm đó nói tiếp. Chúng tôi biết, công ty của cậu là tập đoàn Lệ Tỉnh, làm ăn rất lớn, bây giờ cũng là bà phú nghìn tỷ, nhưng vậy thì sao chứ? Cậu vất vả phấn đấu nhiều năm như thế, có tốt bằng chúng tôi gả cho người giỏi không? Người phụ nữ yêu diễm khóc cánh tay của người đàn ông trung niên, đắc ý cười nói, Khinh Hồng à, giới thiệu với cậu, đây là chồng tôi, Tôn Vĩnh Phước, phó tổng giám đốc của công ty xổ số Anh Hoàng. Cậu biết xổ số không? Bỏ đi nhìn dáng vẻ này của cậu cũng không biết chơi, tóm lại một câu, chút lợi nhuận đó của công ty cậu, ở trước mặt chồng tôi, căn bản không đáng nhắc tới, một ngày là kiếm hồi rồi. Cô Lý, nghe danh đã lâu. Tôn Vĩnh Phước cười híp mắt đánh giá Lý Khinh Hồng, đưa bàn tay có hơi bóng dầu về phía cô. Chào ông. Lông mày Lý Khinh Hồng hơi nhíu lại, đã tới bờ vực bùng nổ. Nhưng giáo dưỡng tốt Vân khiến cô không bùng nổ, nhưng cũng không chìa tay nắm tay với Tôn Vĩnh Phước. Trong lòng Tôn Vĩnh Phước có hơi tức giận, người phụ nữ này vậy mà không biết thức thời. Vương Nhất cách đó không xa nghe thấy đối thoại của bọn họ, hơi ngây ra, công ty xổ số Anh Hoàng không phải là công ty xổ số anh kêu võ sỉ đi điều tra hay sao? Trùng hợp vậy à? Bạch Thiến, mỗi người mỗi trí, chuyện của công ty tôi, cậu không cần nhọc lòng. Tôi còn muốn ăn cơm, hai người đừng làm phiền. Lý Khinh Hồng lạnh nhạt nói, hạ lệnh đuổi khách. Người phụ nữ yêu diễm này tên Bạch Thiến, người Yên Kinh, là bạn cấp 3 của Lý Khinh Hồng. Nghe nói còn là bạn chung ký túc trước kia của Lý Khinh Hồng. Bởi vì đố kỵ dung mạo của Lý Khinh Hồng, thông đồng với mấy bạn cùng phòng khác cô lập Lý Khinh Hồng. Tự cho rằng sẽ gây ra tổn thương tâm lý rất lớn đối với Lý Khinh Hồng, nào ngờ, Lý Khinh Hồng thanh cao lại thích sự yên tĩnh đó. Tuy nhiên, Bạch Thiến dường như không nghe ra ý tứ trong lời Lý Khinh Hồng, căn bản không muốn đi, ngược lại càng nói chuyện thân thiết hơn. Lý Khinh Hồng, nghe nói cậu kết hôn rồi, chồng cậu là người 5 năm trước cưỡng hiếp cậu nhỉ? Cậu còn sinh một đứa con cho anh ta. Bạch Thiến cố tỏ ra ngạc nhiên, cười nói, chuyện này ấy à, truyền khắp Yên Kinh rồi, cậu lâu như vậy không trở về Yên Kinh, có phải cũng vì chuyện này không, sợ bị người trong nhà xem thường, cho nên không dám về. Sắc mặt Lý Khinh Hồng tối đi. Trước kia bất luận Bạch Thiến khoe khoang cỡ nào, cô sẽ không có phản ứng gì. Nhưng dính tới chồng, con gái của cô thì cô không nhịn được. Bạch Thiến vẫn cứ như không nhận ra, nói rất hào hứng. Đúng rồi chồng cậu đâu? Cậu cũng kết hôn 5 năm rồi, chúng tôi còn chưa biết chồng cậu trông như nào. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, nơi này là đại hội Bắc Cảnh, không phải là ai cũng có thể đi vào, chồng cậu là một tên nghèo, đâu thể ở đây nhỉ? Bạch Thiến cười ha ha, nói với Lý Khinh Hồng. Trong mắt Lý Khinh Hồng cuối cùng cũng có một tia tức giận, Bạch Thiến, cậu nói đủ chưa? Ai ya, Khinh Hồng tôi nói đùa thôi, cậu sao lại thật sự tức giận rồi? Bạch Thiến lúc này cười ha ha xin lỗi. Đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nói. Khinh Hồng à, ăn một mình thật vô vị, hôm nay là đại hội Bắc Cảnh, còn là buổi họp lớp cấp 3 của chúng ta, tôi là người tổ chức, đặc biệt tổ chức ở đây, đủ tận tâm chưa? Nói xong, Bạch Thiến kéo tay của Lý Khinh Hồng, theo tôi đi tham gia họp lớp đi, thuận tiện gặp các bạn học cũ, cùng nhau ăn cơm nói chuyện gì đó. Sắc mặt Lý Khinh Hồng thay đổi, hất ra, đừng chạm vào tôi không có hứng thú. Thấy Lý Khinh Hồng kháng cự như thế, sắc mặt Bạch Thiến cũng có hơi khó coi. Lý Khinh Hồng, không nể mặt vậy sao? Nếu hôm nay tôi cứ muốn cậu đi thì sao? Giọng điệu của Bạch Thiến ẩn chứa một chút tức giận. Tôn Vĩnh Phước cũng gửi lời mời với Lý Khinh Hồng, cô Lý, nể mặt chứ? Thật không dám giấu, buổi họp lớp của Thiến Thiên hôm nay còn có một nguyên nhân,
chính là bọn họ đều xin tôi dẫn bọn họ chơi xổ số, đây là một cơ hội tốt để giàu lên trong một đêm đấy. Tôn Vĩnh Phước nói xong câu này thì sắc mặt của Bạch Thiến hơi thay đổi. Bởi vì câu nói này tương đương vạch trần mục đích cô ta tổ chức buổi họp lớp. Là để chồng cô ta giảng giải cách chơi xổ số như nào. Nói trắng ra, chính là tẩy não, để nhiều người tới tẩy não. Cô ta đã tra rồi, trong tất cả các bạn học, Lý Khinh Hồng giàu nhất, có khối tài sản lớn nhất. Nếu có thể lừa Lý Khinh Hồng vào, vậy bọn họ kiếm to, không làm cho Lý Khinh Hồng khuynh ra bại sản thì sẽ không thôi. Lý Khinh Hồng đương nhiên nghe ra mục đích của buổi họp lớp lần này, lập tức ánh mắt hơi lạnh đi. Hai người là tập trung đánh bạc, trái với pháp luật, nếu tôi ác một chút, có thể tố cáo các người. Lý Khinh Hồng nhìn Bạch Thiến và Tôn Vĩnh Phước với ánh mắt lạnh lùng, nói bằng giọng lạnh lùng. Bạch Thiến sững người, rõ ràng không ngờ Lý Khinh Hồng tuyệt tình như vậy, tuy sắc mặt khó coi, nhưng lại không hề sợ. Lý Khinh Hồng, tôi đây là đang giúp cậu, sự tồn tại của công ty xổ số, vốn là hợp pháp, cậu lấy cái gì tố cáo chúng tôi? Bạch Thiến mặt mày tức giận. Tôn Vĩnh Phước ngược lại không kích động như vậy, chỉ mỉm cười, nói, cô Lý, cô giống với rất nhiều người ngoài ngành không hiểu về xổ số, có định kiến và quan niệm sai lầm về xổ số. Mục đích ban đầu của công ty xổ số là thưởng thức thi đấu đồng thời tăng thêm một niềm vui mang tính xác suất, sự tồn tại của nó là hợp pháp. Tại sao có nhiều người cho dù khuynh gia bại sản cũng muốn đi chơi xổ số, bởi do tính cách? Nụ cười của Tôn Vĩnh Phước khiến Lý Khinh Hồng cảm thấy rất không thoải mái. Bản tính của con người là con bạc, xổ số chỉ là để loại người này hợp lý hóa hơn mà thôi, bọn họ tin chắc, sẽ có cơ hội một đêm giàu to, nghịch chuyển đại cục. Nhưng bọn họ cuối cùng đều rơi vào vực sâu, vợ con ly tan, nhà tan cửa nát. Lý Khinh Hồng lạnh lùng nói, trong lời nói rất là kháng tự. Tôn Vĩnh Phước cười nói, đó là vì bọn họ không biết chơi, không nắm được mẹo và cách. Nếu có người dẫn bọn họ chơi, vậy thì tình huống sẽ khác hoàn toàn. Tôi là phó tổng giám đốc của công ty xổ số Anh Hoàng, tôi biết quy luật và thời gian của máy, mua lớn hay mua nhỏ, mua vào lúc này, mua ai thăng, cái này đều có kỹ năng. Lý Khinh Hồng lạnh mặt không nói, dù sao cô kiên quyết sẽ không đụng vào thứ như này. Lý Khinh Hồng, cậu đừng có không biết tốt xấu, chồng tôi đã nói rồi, sẽ dẫn cậu chơi, như vậy căn bản không có nguy cơ lỗ tiền, như vậy sẽ ít nguy hiểm hơn cậu làm kinh doanh rồi. Bạch Thiến chỉ Lý Khinh Hồng, nói. Tuy nhiên, Lý Khinh Hồng từ đầu tới cuối đều có vẻ mặt bình tĩnh, tôi sẽ không chạm vào những thứ này, tôi cũng sẽ không để người bên cạnh tôi đụng vào, hai người chết tâm đi. Thấy Lý Khinh Hồng mặn nhợt đều không được, trên mặt Bạch Thiến và Tôn Vĩnh Phước đều hiện vẻ phân nộ. Không được, không dễ gì các bạn học cũ mới gặp mặt, cậu buộc phải theo tôi đi gặp. Bạch Thiến bỗng nhiên tóm tay của Lý Khinh Hồng, muốn cưỡng chế dẫn cô đi. Cậu buông tay, cậu muốn làm gì? Trên mặt Lý Khinh Hồng đột nhiên có chút hoảng loạn, bây giờ cô đang có thai, không thể xảy ra xung đột kịch liệt với người khác. Cộng thêm đồng người qua lại, Lý Khinh Hồng thật sự bị Bạch Thiến dẫn đi. Dừng tay. Vào lúc này, đằng sau truyền tới một tiếng quát trầm thấp. Lý Khinh Hồng quay đầu nhìn, khi nhìn thấy Vương Nhất, lập tức trên mặt nở nụ cười, chồng, anh sao lại ở đây? Vương Nhất cười rồi nói, anh vốn muốn đi tìm đám Tuyết Nhi, không ngờ gặp được em. Lý Khinh Hồng không lên tiếng, cô tới nhà đa năng Giang Thành là nghỉ ngờ ẩn chủ là Vương Nhất. Chỉ có điều, bây giờ vẫn chưa phát hiện mà thôi. Lúc này gặp được Vương Nhất ở đây, trong lòng cô càng để ý hơn. Vương Nhất không phát hiện tâm tư nhỏ đó của Lý Khinh Hồng. Lúc này, anh đang lạnh lùng nhìn Bạch Thiến và Tôn Vĩnh Phước, vợ tôi không muốn đi, hai người còn muốn ép cô ấy đi chắc. Bộp một tiếng, anh tóm cổ tay của Bạch Thiến. Ban Bạch Thiến lập tức hét lên. Cô ta chỉ cảm thấy cổ tay của mình giống như bị hai miếng sắt kẹp, không ngừng đè ép. Buông vợ tôi ra. Sắc mặt Tôn Vĩnh Phước thay đổi, cũng kèm theo sự tức giận, quát Vương Nhất. Vương Nhất bồng quay đầu, lạnh lùng liếc nhìn ông ta. Chỉ một ánh mắt để khiến Tôn Vĩnh Phước rén ngay. Ánh mắt này quá lạnh. Buông tay, tay của tôi sắp gãy tòi Bạch Thiến kêu thảm thiết, lập tức buông tay của Lý Khinh Hồng ra. Vương Nhất cũng buông tay của Bạch Thiến ra. Bạch Thiến khóc nóc thu hồi tay, không ngừng xoa bóp. Hồn hoàn lại, Bạch Thiến mặt mày hằn học nhìn Lý Khinh Hồng, tức giận nói, Lý Khinh Hồng, đây là chồng của cậu sao? Lá gan của anh ta lớn đấy, vậy mà dám ra tay với tôi. Vương Nhất ở đây Lý Khinh Hồng yên tâm hơn không ít, cô khoác nhẹ cánh tay Vương Nhất, liếc nhìn Bạch Thiến,
anh ấy là chồng tôi, có vấn đề gì sao? Ánh mắt của Vương Nhất rất bình thản, cô không ra tay với vợ tôi đương nhiên sẽ không ra tay với cô. Anh, Bạch Thiến đánh giá Vương Nhất từ trên xuống dưới, đặc biệt là thấy anh ăn mặc không thể bình thường hơn được nữa, sự tức giận trên mặt càng lớn, phế vật, đừng tưởng lấy được phú bà như Lý Khinh Hồng thì có thể không kiêng kỵ gì, còn không mau chóng quỳ xuống xin lỗi chúng tôi. Vương Nhất vừa rồi suýt nữa làm gãy cổ tay của cô ta, đến bây giờ cô ta còn đau tới mất mạng. Vậy nên Bạch Thiến tuyệt đối không thể nuốt trôi cục tức này. Vương Nhất lập tức vui vẻ, quỳ trước hai người. Xin lỗi, hai người có mặt mũi lớn vậy sao? Bạch Thiến nghe vậy thì càng thêm tức giận, cái gì? Chồng tôi là phó tổng giám đốc của công ty xổ số Anh Hoàng, quy mô lớn hơn tập đoàn Lệ Tinh các người nhiều, anh không sợ đắc tội với chúng tôi sao? Nụ cười trên mặt Vương Nhất càng sâu, phó tổng giám đốc của công ty xổ số Anh Hoàng. Có phải là có thông tin nội bộ để dân dắt hướng mở phiên giao dịch hay không? Bạch Thiến hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn Tôn Vĩnh Phước, là như vậy sao, chồng? Cô ta không phải quá hiểu về chuyện ở phương diện này, cô ta chỉ phụ trách gọi bạn học cũ của cô ta, tập trung bọn họ lại, sau đó để Tôn Vĩnh Phước đi tẩy não. Tôn Vĩnh Phước không tự chủ mà hơi ưỡn ngực, khẽ cười nói, xem ra cậu còn hiểu khá rõ. Thông tin của nội bộ Anh Hoàng, tôi quả thật có thể lấy được tư liệu đầu. Dựa vào thông tin này, tỷ lệ kiểm tiền khi mở phiên giao dịch sẽ đạt tới 80%. Bạn học của Thiến Thiến đã có rất nhiều xin tôi dẫn bọn họ chơi cùng, thậm chí còn mỗi người cho tôi một cái phong bì, bây giờ anh chắc biết đi theo tôi chơi xổ số, kiếm tiền cỡ nào rồi chứ? Căn bản là kiếm ổn định không lỗ. Nói đến đây, trên mặt Tôn Vĩnh Phước không khỏi kèm theo sự kiêu ngạo. Lý Khinh Hồng lạnh mặt, rõ ràng rất không thích tìm kiếm được bằng cách như này. Vương Nhất khẽ mỉm cười. Nhìn Tôn Vĩnh Phước bỗng nhiên lắc đầu, tôi có thể rất có trách nhiệm nói với ông, tiếp theo thông tin đầu của ông sẽ khiến ông mất đi tất cả. Cái gì? Lời nói khiến người khác sốc gần chết. Sau khi Vương Nhất nói xong câu này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Không chỉ có Bạch Thiến và Tôn Vĩnh Phước trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Lý Khinh Hồng cũng dùng loại ánh mắt khó tin nhìn Vương Nhất. Anh đang nói cái gì? Cô từng nghĩ Vương Nhất sẽ phản kích, nhưng không ngờ Vương Nhất lại nói ra lời như này. Kết quả của mở phiên giao dịch là do công ty xổ số khống chế, chỉ có nhân viên nội bộ mới có khả năng làm được chuyện thay đổi kết quả, Vương Nhất sao dám nói loại lời này. Hơn nữa trong lòng Lý Khinh Hồng có hơi bất an. Sau lưng công ty xổ số là rất nhiều những người giàu cược, nếu thua thì sẽ chọc giận các những người cực giàu ở đằng sau. Ha 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 ha. Sau khi hoàn hồn, Bạch Thiến và Tôn Vĩnh Phước đều không nhịn được mà cười. Đặc biệt là Tôn Vĩnh Phước, cười tới chảy nước mắt. Ánh mắt nhìn Vương Nhất giống như nhìn một thằng ngốc. Tôi mới là phó tổng giám đốc của công ty xổ số, tôi có thông tin đầu, anh biết cái gì chứ? Tôn Vĩnh Phước chỉ vào Vương Nhất, ánh mắt rất khinh thường. Bạch Thiến cũng nhìn Bạch Thiến đầy mỉa mai, Khinh Hồng à, xem ra ông chồng cậu ìm không chỉ phế, IQ còn rất thấp, người bình thường dùng não nghĩ cũng không thể như thế. Nghe thấy Bạch Thiến mỉa mai Vương Nhất, sắc mặt của Lý Khinh Hồng vô cùng khó coi. Có lòng muốn giúp Vương Nhất nói hai câu, nhưng cô cũng không tiện mở miệng. Vẫn là lời Vương Nhất nói quá hoang đường. Thiến Thiến, xảy ra chuyện gì thế? Đây không phải là Hoa Khôi Trường năm đó, Lý Khinh Hồng sao? Người này là ai? Không phải là chồng của Lý Khinh Hồng đấy chứ? Đột nhiên, đằng sau có một đám người đi tới, có nam có nữ. Sắc mặt của Lý Khinh Hồng càng lúc càng khó coi, những người này đều là bạn học cũ Bạch Thiến gọi tới họp lớp. Những cặp mặt nhìn bọn họ giống như nhìn động vật trong sở thú. Các bạn học cũ tới rồi, Bạch Thiến lập tức trở nên hồ hởi, nói càng hăng hơn. Tôi giới thiệu cho mọi người, vị này là chồng của Hoa Khôi Trường chúng ta, anh A vừa nói chúng ta đi theo chồng tôi cược mở phiên giao dịch sẽ lỗ hết sạch. Ha ha ha, Bạch Thiến vừa nói xong, những bạn học cũ đó lập tức cười lớn. Người anh em, cậu hiểu xổ số không? Mà ở đó nói linh tinh. Anh biết chồng của Thiến Thiến là ai không? Phó tổng giám đốc của công ty xổ số Anh Hoàng đấy. Thông tin nội bộ mà người ta nói đều là lời vàng ý ngọc, điều anh nói thì sao? Đều là trò cười. Khinh Hồng à, cậu trước kia ở trường có nhiều dầu theo đuổi như vậy, cậu không nhìn chúng ai hết, sao lại tìm được loại cực phẩm như này chứ? Bọn họ díu dít, căn bản không tin lời của Vương Nhất, còn thuận tiện mắng cả Lý Khinh Hồng. Tuy nhiên, Vương Nhất vẫn không tức giận. Thậm chí còn có chút buồn cười nhìn bọn họ. Tôi đã khuyên các người rồi, có tin hay không, là chuyện của các người,
đừng để tới lúc đó có kết quả mở phiên, ai cũng khuynh ra bại sản, mất hết tất cả. Vương Nhất ẩn hiện nụ cười nói. Tôn Vĩnh Phước lắc đầu, mọi người nghe tôi đây, hãy mua mục huy của Tần Thị, người cuối cùng trở thành người đứng đầu đại hội Bắc Cảnh chắc chắn là cậu Tai. Được. Ngu ồ. Những nam nữ đó đều đã bị tẩy não, tất cả đều đặt vào mục huy của Tần Thị. Còn nữa, thậm chí cược cả gia sản. Tần Thanh Thanh rất sửng sốt, cô ta trước đó không hiểu con bạc tại sao lại điên cuồng. Bây giờ, cô ta coi như đã hiểu. Lý Khinh Hồng, cho cô cơ hội cuối cùng, rốt cuộc có đặt hay không? Bạch Thiến nói với Lý Khinh Hồng, theo rồi, công ty của cậu sẽ tiến bước hơn. Vương Nhất từ chối Lý Khinh Hồng, không cần, chúc các vị mã đáo thành công. Nói xong, anh cầm tay Lý Khinh Hồng, định rời đi. Bạch Thiến nhìn bọn họ giống như kẻ ngốc, đưa tiền tới tay cũng không cần, thật là một kẻ ngốc. Mọi người nhìn đi, đợi đại hội Bắc Cảnh kết thúc, giá trị tài sản của mọi người ở đây đều cao hơn các người gấp đôi. Bữa ăn tụ tập vào buổi trưa rất nhanh đã kết thúc. Vào bữa trưa, Tôn Vĩnh Phước không ngừng giới thiệu cách chơi cho các bạn học ở trong buổi họp lớp và lừa bọn họ cược. Phần lớn trong đó đều lấy số tiền tích lũy dòng những năm nay của mình ra, thậm chí có người vay tiền ba mẹ, đặt cược cuộc đời vào đó. Con bạc thì điên cuồng, trên thế giới này phần lớn vẫn là tầng lớp lao động. Bọn họ không nghèo, cũng không giàu, tiền nhà và tiền xe đè nặng vào sống lưng của bọn họ. Bọn họ bình thường nghĩ, con người sống rốt cuộc là vì cái gì, nếu có thể giàu to trong một đêm thì tốt biết mấy. Bây giờ có một cơ hội như này, bọn họ đương nhiên sẽ nắm lấy. Tất cả những người tham gia buổi họp lớp, tất cả tiền đầu tư vào đã hơn 90 tỷ. Con số này đối với người bình thường mà nói đã là một con số trên trời. Nhưng đối với nhà tư bản mà nói, chỉ là tiền mua bài, thật sự ít tới đáng thương. Tôn Vĩnh Phước thở dài, vẻ mặt tiếc nuối. Chồng, phải làm sao đây? Đám ngu ngốc đó thoáng cái thì đầu tư nhiều vậy sao? 1. Bạch Thiến ở một bên nhìn tài khoản trong điện thoại, vui tới mức mắt cũng cười. Cả đời này cô ta chưa từng thấy nhiều tiền như thế. Tôn Vĩnh Phước lại nhìn Bạch Thiến như nhìn con cá trạch, em hiểu cái gì, mới chút tiền như này, còn không đủ tiền một lần đầu tư của Lý Khinh Hồng kia, nếu có thể kéo Lý Khinh Hồng vào cuộc, nửa đời sau của chúng ta không cần lo nghĩ nữa. Bạch Thiến nghĩ cũng đúng, với quy mô hiện nay của tập đoàn Lệ Tinh, mỗi lần hợp tác ít nhất cũng 90 tỷ. Thấp nhất 90 tỷ, đều là dự án nhỏ, người ta không nhìn chúng. Phải nghĩ cách kéo cô ta xuống nước. Tôn Vĩnh Phước lẩm bẩm nói. Bạch Thiến cười khanh khách, cái này còn không đơn giản sao, cô ta là thương nhân đều sẽ đỏ mắt, chỉ cần lần đầu chúng ta để những bạn học cũ đó của em kiếm được tiền, tài sản trực tiếp tăng gấp 10 lần, cô ta chắc chắn sẽ mất cân bằng trong lòng. Cô ta vất vả 5, 6 năm mới lập nghiệp được tới đây, chúng ta chỉ đầu tư một ít tiền thì đuổi kịp cô ta, ai sẽ làm loại chuyện tốn sức mà không vui như này chứ? Tôn Vĩnh Phước nghe vậy thì gật đầu, nói có gì, đợi cô ta động lòng, số tiền cô ta vất vả kiếm được, đều sẽ rơi vào trong túi của chúng ta. Reng reng reng. Vào lúc này, điện thoại của Tôn Vĩnh Phước đổ chuông, vậy mà là cấp trên của ông ta, cũng là chủ tịch của xổ số anh Hoàng. Alo, sếp Tưởng, có chuyện gì sao? Tưởng Khinh Vân nói, tin tức mới nhất, hắc mã lớn nhất của Đại hội Bắc Cảnh, kết cục sẽ đối chiến với Mục Huy, nhưng người đã định nhường. Cho nên quán quân chắc chắn sẽ nằm trong tay Mục Huy hoặc Lý Thế Nhân của Lý Thị, bảo người của cậu đặt hết cho Mục Huy. Thật sao? Nghe vậy, Tôn Vĩnh Phước kích động tới đỏ bừng mặt. Lần này đã không phải xem tỷ lệ nữa, mà là chuyện nắm chắc rồi. Bạch Thiến cũng rất kích động, hay là em cũng mua một ít? Ừ, em cũng mua một ít đi, chỉ lời chứ không lõ. Sau khi Tôn Vĩnh Phước biết, ẩn chủ, sẽ nhường, Bạch Thiến cũng mua theo 1,5 tỷ. Không nhiều, coi như là số tiền mấy năm nay cô ta bớt ăn bớt mặc tích lũy được. Cược xong, Bạch Thiến luôn cười ngốc, đã đang tưởng tượng mình sau này có cuộc sống vinh hoa phú quý. Cùng lúc đó, Vương Nhất dẫn Lý Khinh Hồng tìm khu ăn uống ngồi xuống, gọi một vài món. Anh biết không, Hồng Giác Hải của Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành đã chết, bị ẩn chủ giết chết. Khi đợi đồ ăn, Lý Khinh Hồng bỗng mở miệng, nhìn Vương Nhất nói. Ánh mắt giống như đang ám chỉ cái gì đó. Vương Nhất đâu thể không biết Hồng Giác Hải chết rồi. Là bị anh giết chết. Nhưng anh lại không thể biểu hiện ra, giả bộ vừa mới biết, mỉm cười, vậy sao? Xem ra, ấn chủ, đó thực lực khá mạnh. Đôi mắt đẹp của Lý Khinh Hồng nhìn chăm chằm Vương Nhất, anh ta rất giống anh.
Vương Nhất giả bộ rất thật, Lý Khinh Hồng cũng hết cách, dứt khoát nói ra. Vương Nhất sững người, sau đó cười nói, vậy cũng là giống mà thôi, anh ta không phải anh. Lý Khinh Hồng trầm mặc một lúc, nhìn Vương Nhất nói, Vương Nhất, bất luận ẩn chủ đó có phải là anh hay không, em hy vọng anh có thể bớt đánh đánh giết giết, em và Tử Lam, và cả. Lý Khinh Hồng cúi đầu, xoa nhẹ vào cái bụng có hơi phình lên của mình, đứa con chưa chào đời của chúng ta, đều không hy vọng anh xảy ra chuyện. Câu nói này đã động chạm tới nội tâm của Vương Nhất. Đặc biệt là động tác tay của Lý Khinh Hồng sờ nhẹ vào bụng của mình, càng khiến Vương Nhất vô cùng cảm động. 5 năm trước, khi cô sinh ra Tử Lam, anh không thể ở bên. Đứa con thứ hai, anh nhất định phải ở bên tới cùng. Yên tâm đi, anh cũng không nỡ rời xa mấy mẹ con. Vương Nhất nhẹ nhàng nắm tay của Lý Khinh Hồng. Ăn cơm xong, Vương Nhất và Võ Si gặp nhau. Đã có kết quả rồi. Nhân viên điều tra của bộ phận liên quan đã tới đây, nhưng không có chứng cứ trực tiếp nhất, rất khó xử lý vụ án. Nghe vậy, Vương Nhất mỉm cười, điềm nhiên không để tâm, chứng cứ, chỉ cần điều sổ cái của công ty sổ số anh Hoàng, đếm kỹ từng dòng vốn của bọn họ thì nhất định có thể phát hiện vấn đề. Sắc mặt của Võ Sĩ thay đổi, đây là một vụ lớn. Vương Nhất xua tay, đây không phải chuyện tôi nhọc lòng, ý nghĩa tồn tại của bộ phận bọn họ không phải là phơi bày sự thật hay sao? Thời gian nghỉ trưa rất nhanh đã trôi qua, cuộc thi đấu vào buổi chiều sắp bắt đầu, 4 tuyển thủ đã bắt đầu chờ. Mời ấn chủ và anh Mục Huy lên sân. Người chủ trì tuyên bố. Người xem xung quanh trực tiếp phát ra tiếng hoan hô dần dần. Bạch Thiến và Tôn Vĩnh Phước cũng ở trong đó. Bọn họ đều nhìn Mục Huy với vẻ kích động. Bọn họ cược tất cả tiền vào người Mục Huy, cược anh ta sẽ đứng thứ nhất trong đại hội Bắc Cảnh. Rất nhanh, Vương Nhất và Mục Huy lên sân. Anh chính là ẩn chử. Mục Huy nhìn Vương Nhất với vẻ mặt trào phúng, hỏi. Có vấn đề gì sao? Sắc mặt Vương Nhất lạnh lùng, lạnh nhạt đáp lại. Ha 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 ha. Trên lôi đài, Mục Huy phát ra tiếng cười khinh thường. Sau đó anh ta nhìn Vương Nhất, nói, tôi đã xem thi đấu của anh, quả thật rất mạnh, nhưng cách danh xưng, ẩn chủ, này, anh còn kém san. Danh hiệu ẩn chủ cuối cùng sẽ bị anh em của tôi có được. Ánh mắt của Mục Huy sắc lạnh như chim ưng, nhìn chằm chằm Vương Nhất. Vương Nhất vậy mà bật cười, ỷ vào một đại hội Bắc Cảnh còn con thì có thể chọn ra được ai mới là ẩn chủ, sao? Ẩn chủ của Bắc Cảnh nên giết ra từ trên chiến trường, một đại hội Bắc Cảnh như này, có bao nhiêu sức nặng? Giọng điệu của Vương Nhất rất khinh thường, kèm theo sự mỉa mai từ đáy lòng. Ở trong mắt anh, đại hội Bắc Cảnh là trò để thương nhân dùng để kiếm tiền mà thôi. Nếu thật sự dựa vào một đại hội này để quyết định danh hiệu, ẩn chủ thuộc về ai, anh cảm thấy bi ai cho đất nước. Anh nói cái gì? Ánh mắt của Mục Huy lập tức trở nên âm trầm, nhìn chăm chằm Vương Nhất. Vương Nhất mỉm cười, đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn nói, là anh em của Mục Lang, anh có phải mất phương hướng rồi không? Soạt. Sau khi Vương Nhất nói ra câu này, cả nhà đa năng rất yên ăng. Người xung quanh đều ngây ra, anh không chỉ đang mỉa mai Mục Huy, còn nghi ngờ cả đại hội Bắc Cảnh. Câu nói này lập tức khiến Vương Nhất trở thành tâm điểm, tất cả những ai từng tham gia đại hội Bắc Cảnh, không một ai không nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng. Dường như cảm nhận được ánh mắt của người xung quanh, sắc mặt của Mục Huy hơi tối lại, đồng thời cũng cười ha hả, anh đã đắc tội với tất cả mọi người. Đắc tội với tôi còn có một chút khả năng sống sót, nhưng anh nghi ngờ đại hội Bắc Cảnh thì là đang nghi ngờ anh em của tôi, Mục Lang, anh tuyệt đối sẽ không có khả năng sống. Trong giọng điệu của Mục Huy mang theo sự kiêu ngạo. Ở biên giới phía Bắc, ai cũng kính trọng anh ta, sùng bái anh ta. Bởi vì anh ta là anh em của Mục Lang. Trên chiến trường còn nhiều lần cứu Mục Lang từ các cao thủ, có bao giờ từng bị coi thường vậy chứ? Thằng oát này xong đời rồi, vậy mà đụng vào anh em của thủ hộ Mục, nghe nói Mục Huy này thực lực chỉ yếu hơn Mục Lang một chút mà thôi. Hơn nữa anh ta còn nói năng ngông cuồng, Mục Huy sẽ không tha cho anh ta. Anh ta chết chắc rồi. Mọi người bàn luận dần dần, biểu cảm trên mặt kèm theo sự mỉa mai. Ngay cả Bạch Thiến cũng cười theo, Hùng Kiệt, là người này, các anh đều muốn lấy tiền mua chuộc anh ta sao? Cho dù đánh thật, anh ta cũng không phải đối thủ của Mục Huy nhỉ. Đúng vậy, theo người ngoài ngành, khí thế trên người Mục Huy rất mạnh, sát khí cuồn cuộn, nhìn một cái là biết cường giả từng giết rất nhiều người. Nhưng Vương Nhất lại khác, khí tức anh nội liếm. Nhìn trông không khác gì với người bình thường. Nếu phải nói chỗ đặc biệt,
đó chính là cái mặt sắt trên mặt anh. Tôn Vĩnh Phước không lên tiếng, chỉ là trên mặt mang theo nụ cười lạnh. Anh ta không quan tâm sống chết của tuyển thủ, chỉ quan tâm kết quả cuối cùng. Phía Diệp Thị, Diệp Thúy như cũng lo lắng tới mức toát mồ hôi tay. Thực lực của Mục Huy quả thật mạnh hơn Hồng Giác Hải, ngay cả cao thủ của nội bộ Diệp Thị cũng chưa chắc là đối thủ. Vương Nhất, có thể thành công không? Trên đài quan sát, Mục Lang nhàn nhã uống trà, ánh mắt nhìn phong cảnh đăng xa, tâm tư nhìn trông căn bản không đặt trong đại hội Bắc Cảnh. Bởi vì Mục Huy đã ra sân, điều này đã định sẵn là một trận chiến đấu không có sự hồi hộp. Nếu chỉ là chiến đấu bình thường, Mục Huy chưa chắc sẽ tổn thương được tính mạng của anh, nhưng ai kêu anh nói năng lỗ mãng. Vậy sao? Đối với điều này, Vương Nhất chỉ khẽ mỉm cười, căn bản không để trong lòng. Mục Lang cũng không phải đối thủ của anh, Mục Huy, sao có thể là đối thủ của anh chứ? Tìm chết! Thấy Vương Nhất vẫn điềm tĩnh như thế, thậm chí giọng điệu mang theo ý mỉa mai như có như không, Mục Huy lập tức nổi giận, trực tiếp lao về phía Vương Nhất. Âm y chân của anh ta di chuyển, nhanh chóng di chuyển về phía Vương Nhất. Khi sắp tới trước mặt Vương Nhất, anh ta nhảy lên cao, tung một cước, đá mạnh về phía đầu của Vương Nhất. Tuy nhiên, Vương Nhất hơi nghiêng đầu, tránh được một kích đó. Mục Huy cũng có hơi ngạc nhiên, nhưng không có quá sốc. Vương Nhất vẫn chắp tay đứng đó, cười hờ hững, tôi nói này, nếu muốn đánh thì đừng thăm dò, anh không thăm dò được nông sâu, trực tiếp dốc hết sức đi. Anh làm sao không nhìn ra một kích vừa rồi của Mục Huy chỉ là thăm dò chứ? Hai bên giao chiến, thăm dò nông sâu, đó là cứ trói phần lớn mọi người vừa lên thì sẽ dùng hết sức, bởi vì ai cũng muốn giết đối phương trong thời gian ngắn nhất. Mục Huy bật cười một tiếng, kêu tôi dốc hết sức, anh có tư cách này không? Soạt! Câu này vừa dứt, Vương Nhất di chuyển thoăn thoắt, vậy mà đã tới trước mặt Vương Nhất. Bụp! Đá một cước, cả người Mục Huy bị Vương Nhất đá ra khỏi lôi đài. Bây giờ có chưa? Vương Nhất đứng ở trên lôi đài, từ trên cao nhìn xuống anh ta. Ánh mắt đó, giống như thần linh phán quyết chính sinh. Yên tĩnh, lặng như tờ. Tất cả mọi người đều đơ luôn. Ngay cả Mục Lang ở trên sân cũng có vẻ ngây ngốc, nhìn một màn ở dưới sân với vẻ khó tin. Anh em của anh ta, Mục Huy, vậy mà bị một cước tùy ý của ẩn chủ đá xuống lôi đài. Không chỉ như vậy, bản thân Mục Huy càng không dám tin một màn này, nhếch nhác ngồi tại chỗ, nhìn Vương Nhất. Anh ta vậy mà bị đá xuống lôi đài. Âm y sau khi ngây ngốc khá lâu, cả nhà đa năng đều giống như nổ bom. Người được dự đoán sẽ giành quán quân tương đương Mục Huy, vậy mà bị đá xuống lôi đài bằng một cước. Chuyện này sao có thể chứ? Tôi không có hoa mắt đấy chứ? Người hiểu hơn, căn bản không dám tin vào mắt của mình, còn dụi mắt tiếp tục nhìn. Cho dù như vậy, cảnh anh ta nhìn thấy vẫn là Mục Huy nhếch nhác ngồi ở bên ngoài lôi đài. Mục Huy thật sự ao rồi. Sao có thể như vậy? Phía Tần Thị, Tần Vĩnh Nghiêm, Tần Vũ, Tần Hồng Long đều nhìn cảnh tượng xảy ra dưới lôi đài một cách khó tin, biểu cảm vô cùng đặc sắc. Tần Thị và người thủ hộ biên cảnh phía Tây tương đương Mục Lang có quan hệ thân thiết, đây là điều mọi người đều biết. Vốn Tần Thị hy vọng Mục Lang có thể đích thân xuất chiến, nhưng đó là không thể. Bởi vì Mục Lang là người tổ chức, không thể đích thân xuất chiến. Nhưng Mục Lang có thể để anh em của anh ta là Mục Huy xuất chiến vì Tần Thị. Người ở trên chiến trường từng cứu mạng của Mục Lang, thực lực sao có thể yếu chứ? Vậy nên bọn họ đặt cược mọi thứ vào Mục Huy. Quán quân cuối cùng là mục tiêu chung của bọn họ. Nhưng ai có thể ngờ, Mục Huy mạnh mẽ trong mắt bọn họ vậy mà bị một nhân vật nhỏ không có tiếng tăm đá một cước rơi khỏi lôi đài. Cảnh tượng quá chấn động, bọn họ cũng không dám tin đây là thật. Hay! Diệp Thúy như không nhịn được mà đứng dậy hô hay, vẻ mặt rất kích động. Vốn cô ta còn lo lắng Vương Nhất không phải đối thủ, bây giờ xem ra, là cô ta nghĩ quá nhiều. Người ngây ngốc còn có Bạch Thiến và Tôn Vĩnh Phước. Bụp! Cơ thể của Bạch Thiến thậm chí mềm nhũ, cả người đều trượt khỏi chỗ ngồi, ngồi phịch xuống đất. Sau đó thì cô ta cũng không đứng lên được nữa, trên gương mặt trắng bệch tràn ngập sự tuyệt vọng. Thua, thua rồi. Vậy tiền của mình thì sao? 1,5 tỷ. Bạch Thiến giống như phát điên, lẩm bẩm nói. Ngay sau đó, cô ta bỗng đứng dậy, điên cuồng túm lấy cổ áo của Tôn Vĩnh Phước, hét lên, anh không phải nói Mục Huy nhất định sẽ thắng hay sao? Còn nói đối phương sẽ nhường có ý nhận thua, sao lại bị một cước đá khỏi lôi đài thế? Bình tĩnh, Thiến Thiến, em bình tĩnh lại trước đã.
Sắc mặt của Tôn Vĩnh Phước cũng cực kỳ khó xem. Ông ta quả thật nhận được tin nội bộ, là do lão tổng chính miệng nói, vậy nên tình báo sẽ không sai. Một màn trước mắt cũng hoàn toàn nằm ngoài dự tính của ông ta. Mục Huy bị người ta đạp một cước xuống lôi đài, nhìn kiểu gì cũng là Mục Huy đang nhường. Anh gọi điện hỏi thử. Mặt mày Tôn Vĩnh Phước u ám, ấn gọi cho Tưởng Khinh Vân. Không ngờ phía bên Tưởng Khinh Vân cũng nổi giận đùng đùng. Tôi làm sao biết được, tôi rõ ràng kêu thủ hạ đi mua chuộc ẩn chủ đó. Cậu ta cũng đồng ý sẽ nhường. Sao bây giờ? Tưởng Khinh Vân đã sắp ngất rồi. Một cước này của Vương Nhất trực tiếp khiến ông ta tổn thất mấy trăm tỷ. Bây giờ phải làm sao? Tôn Vĩnh Phước liều mạng tìm cách cứu chữa, lén nhìn gương mặt gần như thù hận của Bạch Thiến. Nếu không cho lời giải thích, Bạch Thiến chắc sẽ giết ông ta. Tóm lại, trong nhà đa năng chết lặng, mọi người có từng nghĩ Mục Huy sẽ thua, nhưng không ngờ Mục Huy sẽ thua triệt để như thế, trực tiếp bị người ta đạp một cước ra khỏi lôi đài. Phục chưa? Vương Nhất mặc đồ đen, vang lên tiếng vù vù. Anh đứng trên lôi đài, ánh mắt lạnh lùng, nhưng vẫn điềm tĩnh. Giống như một cước của anh đá Mục Huy rớt lôi đài là thao tác rất đôi bình thường. Sắc mặt, tâm trạng của Mục Huy thay đổi, mặt mày vô cùng u ám. Điều này đối với anh ta mà nói, quá sỉ nhục. Vương Nhất nhìn ra sự không phúc từ biểu cảm của Mục Huy. Vương Nhất cũng không để tâm, tiếp tục lạnh nhạt nói, nếu đã không phục, vậy anh lại lên đây, đánh tới khi anh phục thì thôi. Soạt, lời này vừa dứt, cả nhà đa năng đều sốc. Bất luận là võ giả hay là khán giả, đều ngây ra. Ý câu này là kêu anh ta lên lôi đài tới sao? Mục Huy cũng ngây ra, khi phản ứng lại, sắc mặt của anh ta càng thêm âm trầm. Anh đang bố thí tôi sao? Dựa theo quy tắc của Đại hội Bắc Cảnh, nhận thua hoặc rơi ra ngoài đều tính là thua. Anh ta đã rơi ra bên ngoài, nhưng Vương Nhất lại bảo anh ta lên lại, điều này khiến anh ta cảm thấy sỉ nhục. Bố thí! Vương Nhất mỉm cười. Tôi nói rồi, phải đánh tới khi anh phục thì thôi, vậy nên anh có vô số cơ hội. Lời này vừa dứt, mọi người ngây ra. Ngay cả Mục Huy cũng nhìn anh đầy khó tin. Ngông cuồng. Ngoài ngông cuồng, anh ta đã không biết nói gì nữa. Người khác từ trong tay anh ta giành được một trận thắng thì đã là may mắn trong may mắn. Anh vậy mà không cần. Bạch Thiến và Tôn Vĩnh Phước cũng có hơi ngây ra. Ngây ra một lúc, hai người cùng lúc lộ ra kích động. Nếu thi đấu kết thúc như vậy, vậy sự thật bọn họ lỗ cũng là chuyện chắc như đỉnh đóng cột. Nhưng Vương Nhất lại để Mục Huy lên lôi đài, lại để bọn họ nhìn thấy hy vọng. Một cước vừa rồi của Vương Nhất quá đột ngột, hoàn toàn giống như đánh trộm, nếu cho Mục Huy thêm một cơ hội, bọn họ tin, người giành chiến thắng sẽ là Mục Huy. Như vậy, tiền bọn họ đập vào cũng có thể lấy về gấp nhiều lần. Quanh co nhai Bạch Thiến và Tôn Vĩnh Phước vô cùng kích động, hy vọng Mục Huy nhất định phải đồng ý. Anh ta đang làm gì thế? Bên phía Diệp Thị, Diệp Thúy như trợn to mắt, biểu cảm gần như sụp đổ. Cô ta không thể hiểu, chiến thắng đã về tay, tại sao còn muốn để anh ta lên lôi đài? Dưới sân, mắt của Mục Huy đã trở nên sâu thẳm, hơn nữa sát cơ ẩn hiện. Anh chắc chắn. Giọng nói của Mục Huy lạnh tới cực điểm. Đương nhiên. Vương Nhất khẽ mỉm cười gật đầu. Ngay sau đó. Mục Huy trước đó còn ở dưới đất thì đã lên lôi đài. Một cỗ khí thế hơn lúc trước giống như cuồng phong quét ra, mặt đất của lôi đài cũng xuất hiện vết nứt khác nhau. Đội ủng quân đội màu đen dưới chân anh A giống như chịu lực lượng cực lớn, nứt ra lan ra giống như mạng nhện. Bỗng chốc, tất cả mọi người đều hít ngược một ngụm khí lạnh. Cho dù cách rất xa, bọn họ cũng cảm nhận được một cỗ sát khí cuồn cuộn. Trên đài quan sát, sắc mặt Mục Lang nghiêm trọng. Lúc này Mục Huy đã lên lại lôi đài, nếu không thăng, vậy mặt mũi của anh ta sẽ mất hết. Nếu đã như vậy, vậy như ý nguyện của NHTL. Giọng nói của Mục Huy đầy lạnh lẽo, ánh mắt đằng đằng sát ý. Vương Nhất mỉm cười, không nói chuyện. Cái đó, anh Mục Huy. Trọng tài ở một bên lộ ra vẻ khó xử, nói với Mục Huy, đại hội có quy tắc, người rớt khỏi lôi đài thì tính thua, anh lên lại, không phù hợp với quy tắc. Không ngờ anh ta còn chưa nói xong thì Vương Nhất đã cắt ngang lời của anh ta. Quy tắc là vật chết, con người là vật sống, trước khi quyết định người chiến thắng, mặc kệ anh ta rơi xuống lôi đài mấy lần, đều để anh ta lên lôi đài. Giọng của Vương Nhất vang vang như sấm rền, mọi người trong nhà thi đấu đều đưa mắt nhìn nhau.
Nếu nói trước đây bọn họ còn nghi ngờ về tuyển thủ tên là ẩn chủ, này, cảm thấy bọn họ chưa gặp phải cao thủ đại diện của vương tộc Yên Đô, vậy thì hiện tại, loại nghi ngờ này đã tan biến mất. Vương Nhất dùng hành động thực tế đập tan nghi ngờ. Bởi vì so với cao thủ của vương tộc Yên Đô, Mục Huy chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Vương Nhất sẵn sàng cho Mục Huy vô số lần, cho đến khi đối phương phục, ngoài Võ Si và Mục Lang, ai dám nói lời như vậy. Điều này, trọng tài vẫn không dám làm chủ, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về phía tây cảnh thủ hộ, Mục Lang. Ông ta là người chủ trì đại hội Bắc Cảnh lần này, nếu ông ta lắc đầu, vậy thì Mục Huy tuyệt đối không thể lên đài. Mục Lang không nói gì, chỉ là ánh mắt sắc bén nhìn Mục Huy, lên tiếng hỏi, Mục Huy, cậu đã chuẩn bị tâm lý xong chưa? Lên đài một lần nữa, cho dù là thắng cũng không vẻ vang gì. Nếu thua lại càng thất bại thảm hại, thể diện sẽ nhỏ bé thấp kém như một nhúm cát bụi. Đứng trên võ đài, Mục Huy cũng phải chịu áp lực tâm lý cực lớn. Nhưng rất nhanh, đôi mắt anh ta trở nên sắc bén, giống như một thanh kiếm sắc bén được rút ra khỏi bao. Đại ca, tôi đã lên đài rồi, đương nhiên đã chuẩn bị tâm lý xong. Mục Huy trầm giọng nói. Nếu đã như vậy thì đi đi. Mục Lang khua khua tay. Bộp bộp bộp. Ngay lập tức, trong nhà thi đấu lại vang lên những tràng pháo tay nhiệt liệt, tất cả đều là võ tay cổ vũ cho Mục Huy. Những người này, đại đa số đều mua cá độ, đặt cược Mục Huy thắng. Mục Huy có thể lên đài lại, đây chắc chắn là tin vui tốt nhất. Bạch Thiến và Tôn Vĩnh Phước cũng kích động không thôi, như thể có được cơ hội sống thứ hai, hồi hộp đến mức tim đập thình thịch. Bọn họ hy vọng Mục Huy có thể đánh Vương Nhất rớt đài, biết bêu cái tên ẩn chủ kia thật là ngạo mạn, Mục Huy là ai chứ, anh em của Mục thủ hộ mà lại nói muốn đánh cho anh ta phục. Trên mặt của Bạch Thiến đầy vẻ âm hiểm, nhìn chăm chăm vào bóng dáng của Vương Nhất. Ai nấy đều là dân cờ bạc, ai nấy đều vì tiền tài mà phấn đấu đến nay. Nếu ai chặn đường tài lộc của người khác, chính là giết người cướp của. Trong mắt Bạch Thiến, Vương Nhất chính là người như vậy. Tôn Vĩnh Phước thì vội vàng gọi điện thoại cho Tưởng Khinh Vân, alo, Tưởng Tổng, tên ẩn chủ kia có phải là quên mất giao ước với chúng ta không, ông mau tìm người đi nhắc nhở anh ta một chút. Gọi xong cuộc gọi này, trong lòng Tôn Vĩnh Phước bình tĩnh hơn rất nhiều. Rõ ràng, ông ta coi việc Mục Huy bị đá xuống đài vừa rồi là một lần ngoài ý muốn. Trong một góc của nhà thi đấu, Lý Khinh Hồng cũng đầy vẻ lo lắng nhìn cảnh tượng trên võ đài. Cô ta rất không muốn ẩn chủ thua cuộc. Trải qua sơ suất lần trước, cậu cảm thấy cậu còn có cơ hội sao? Mục Huy lạnh lùng nhìn Vương Nhất, giọng nói lạnh lùng. Sơ suất. Vương Nhất híp mắt quan sát Mục Huy, đột nhiên lắc lắc đầu, anh và Mục Lang không hổ là anh em, ngay cả tính cách cũng giống hệt nhau. Lời này vừa được nói ra, ánh mắt Mục Huy liền lạnh lùng, cậu nói cái gì? Vương Nhất không còn hứng thú nói tiếp. Rất rõ ràng, Mục Huy cho rằng vừa rồi là đối phương đánh lén, cộng thêm sự sơ suất của mình nên mới rớt ra khỏi đài. Quá tự phụ, Mục Lang cũng vậy. Tại sao Vương Nhất lại nhắm vào Mục Huy như vậy? Có một lý do, anh ta là anh em của Mục Lang, được cử tham gia đại hội Bắc Cảnh. Chuyện này với việc Mục Lang tham gia đại hội Bắc Cảnh, có gì khác biệt? Gian lận một cách quang minh chính đại. Đương nhiên, Vương Nhất sẽ không cho phép danh hiệu xếp thứ nhất rơi vào tay Mục Huy. Tương tự, cũng là để đánh vào Mục Lang. Thì chi khoảnh khắc tiếp theo, đại chiến bắt đầu. Mục Huy giống như một con thú hoang phát điên, phát động tấn công dữ dội về phía Vương Nhất. Thấy vậy, hầu hết khán giả đều sôi sục. Bởi vì bọn họ nhìn thấy Mục Huy đã dốc toàn lực. Dưới sự ra tay toàn lực, căn bản không ai là đối thủ. Tuy nhiên, không đợi cho bọn họ vui mừng, bọn họ liền kinh hãi bởi cảnh tượng trước mắt. Cuộc tấn công của Mục Huy có thể so sánh với một cơn cuồng phong dữ dội. Nhưng ngay cả vạt áo của Vương Nhất cũng chưa đụng tới. Vương Nhất nhắm chặt hai mắt, giống như đang ngủ, nhưng mỗi lần anh đều có thể tránh được đòn tấn công của Mục Huy trước một bước. Quả thực là không thể tin được. Phòng tuyến tâm lý của Mục Huy cũng bị Vương Nhất khiến cho có chút suy sụp. Bởi vì, mỗi lần đều nhìn thấy sắp đánh trúng đối phương rồi, cuối cùng vẫn bị đối phương né tránh được. Giống như giữa anh ta và Vương Nhất có một đường ngăn cách, trông có vẻ nháy mắt liền có thể chạm đến nhưng lại không thể chạm vào. Cậu chỉ biết trốn chạy lẩn tránh như con chuột vậy sao? Trong mắt Mục Huy đầy lửa giận, trừng mắt nhìn Vương Nhất, nói. Luôn không chạm được Vương Nhất khiến Mục Huy cảm thấy vô cùng tức giận. Vương Nhất đột nhiên dừng né tránh, bật cười khanh khách. Anh ở Tây Cảnh,
chẳng lẽ không biết có lúc lùi quan trọng hơn tiến sao? Đột nhiên, Mục Huy sửng sốt, ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn Vương Nhất. Quả thực, ở Tây Cảnh, chiến loạn không ngừng, lửa đạn của kẻ địch, mưa bom bão đạn, có thể đánh trúng bản thân bất cứ lúc nào. Những lúc này, né tránh rõ ràng là đặc biệt quan trọng. Anh còn chưa đánh trúng đối phương, đạn đã bắn trúng anh, trọng thương tử vong rồi thì trận này còn đánh thế nào? Vương Nhất dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, nếu anh đã muốn đánh, vậy thì đánh. Lời nói vừa dứt, Vương Nhất liền đánh ra một quyền. Tốc độ cực nhanh. Mục Huy chỉ nhìn thấy một đường tàn ảnh mơ hồ, lao về phía anh ta. Ngay cả phản ứng né tránh, anh ta cũng không có. Chỉ có thể giơ cánh tay lên để chặn. Thì chỉ tuy nhiên, khoảnh khắc hai người tiếp xúc, Mục Huy chỉ cảm thấy mình như thể bị một chiếc xe tải đâm trúng, lại lần nữa bị đánh ra khỏi võ đài. Toàn sân im lặng như tờ. Khán giả đều kinh hãi đến sững sờ. Ngay cả Bạch Thiến và Tôn Vĩnh Phước cũng ngớ người ra. Lại, bị đánh xuống đài rồi. Trong ánh mắt của bọn họ đầy sự sợ hãi. Làm lại. Đứng trên võ đài, Vương Nhất nói với vẻ thờ ơ. Mục Huy cuối cùng đã hoàn toàn tin rằng Vương Nhất đang chỉ dạy mình, giúp mình đột phá bình cảnh. Trong ánh mắt nhìn về phía Vương Nhất tràn đầy vẻ kính nể và cảm kích. Làm lại. Vương Nhất đứng trên đài, giọng điệu bình thản. Vâng. Ở dưới đài, Mục Huy hơi cúi người với Vương Nhất, sau đó lại lên đài. Biên độ cúi người cực kỳ nhỏ, nếu không nhìn kỹ căn bản sẽ không nhìn ra. Tuy nhiên, vẫn là khiến tất cả khán giả có mặt kinh hãi đến ngây ngốc, cả người đều rơi vào trạng thái ngẩn người đần độn. Anh em của Mục Lang, vậy mà lại cúi đầu với Vương Nhất. Anh ta rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy? Khán giả không hiểu nổi loại hành vi này, người tên là ẩn chủ này hết lần này đến lần khác đá anh ta rơi khỏi đài, còn hết lần này đến lần khác bảo anh ta lên đài, tiếp tục sỉ nhục. Nếu là người thường, sớm đã rời đi lâu rồi. Nhưng Mục Huy lại cứ lên đài hết lần này đến lần khác như một kẻ ngốc, giống như Chu Du đánh hoàng gái, một người nguyện đánh, một người chịu bị đánh vậy. Còn cúi người về phía Vương Nhất. Bạch Thiến và Tôn Vĩnh Phước đã hết sức kinh hãi, thậm chí còn không nói ra được câu nào. Hai người đều mặt như cho nguội, giống như ba hồn bảy vía mà mất đi một hồn ba vía vậy. Mặc dù trận chiến giữa ẩn chủ và Mục Huy Vân đang tiếp tục, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, trận quyết đấu này, Mục Huy thảm bại. Thực lực của hai người căn bản không cùng đẳng cấp. Vĩnh Phước, mau nghĩ cách đi, đó là tất cả tiền tiết kiệm của em. Bạch Thiến quả thực sắp ngất rồi, mặt đầy vẻ suy sụp. Anh đây không phải là đang nghĩ cách sao? Cảm xúc của Tôn Vĩnh Phước cũng trở nên có chút suy sụp. Phía bên công ty cá độ, nghe nói đã đích thân đến hiện trường, dự định trò chuyện với Vương Nhất. Cứ tiếp tục như vậy, công ty bọn họ phá sản là điều chắc như đỉnh đóng cột. Thậm chí còn phải gánh chịu sự bêu danh trên mạng. Mà trên khán đài cao nhất, Võ Si Khế mỉm cười. Sắc mặt của Mục Lang lại âm trầm. Rõ ràng, hai người đều nhìn ra được, giữa Vương Nhất và Mục Huy đã vượt ra ngoài phạm vi quyết đấu mài giữa mà là đang chỉ điểm. Vương Nhất đang chỉ điểm cho Mục Huy đột phá bình cảnh. Điều này khiến Mục Lang vô cùng mất mặt. Chuyện Mục Huy có bình cảnh, ông ta biết. Giữa hai người cũng đã tiến hành chiến đấu vô số lần chính là để giữa sự sống và cái chết đột phát bình cảnh. Tuy nhiên đều không thành công. Suy cho cùng, vẫn là do thực lực của hai người không chênh lệch là bao, cho dù Mục Lang có mạnh hơn một chút cũng không mạnh hơn quá nhiều. Nhưng giữa Vương Nhất và Mục Huy thì lại khác, Mục Huy căn bản không phải là đối thủ của Vương Nhất. Anh chỉ điểm và Mục Lang chỉ điểm, hiệu quả thật thua chỉ kém em. Vì vậy sắc mặt của Mục Lang mới khó coi như vậy. Lực đạo quá yếu, tốc độ quá chậm, mặc dù đối với người cùng cấp bậc như anh là đủ rồi, nhưng trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, chút năng lực phản ứng này vẫn không ổn. Vương Nhất nói với Mục Huy. Vâng, Mục Huy đã dần nắm vững bí quyết, Vương Nhất đã chỉ rõ phương hướng cho anh ta, việc còn lại phải tùy thuộc vào bản thân anh ta. Bây giờ đã phục chưa? Vương Nhất nhìn Mục Huy, lãnh đạm nói. Mục Huy lộ ra vẻ hổ thẹn từ tận đáy lòng, phục rồi, tôi nhận thua. Lần này, Vương Nhất không tiếp tục bảo Mục Huy lên đài nữa, Mục Huy cũng thoải mái rời đi. Đột nhiên, toàn bộ nhà thi đấu sôi sục. Sự rời đi của Mục Huy cũng đã công khai biểu thị Tần Thị bị loại. Sắc mặt của Tân Vĩnh Nghiêm và Tần Vũ khó coi đến cực điểm, chỉ có Tân Hồng Long đang mừng thầm trong lòng. Tân Thị bị loại, chỉ Tân Vũ sẽ không nhanh chóng trở thành gia chủ của Tần Thị như vậy.
anh ta vẫn còn có thể đấu một phen với Tân Vũ. Mà phía Bạch Thiến và Tôn Vĩnh Phước bên này, đã giống như ngày tận thế. Sau đó, trọng tài tuyên bố nghỉ giữa trận, cho người thăng cấp có đủ thời gian nghỉ ngơi. Vương Nhất cũng bước ra phòng nghỉ. Ở đây, ngoại trừ những tuyển thủ, du khách không thể vào, vì vậy Vương Nhất đã bỏ toàn bộ quần áo và mặt nạ vào phía trong. Tránh ra, để tôi gặp ẩn chủ. Chúng tôi thật sự có việc gấp. Chuyện lớn liên quan đến mạng người. Đột nhiên, phía ngoài phòng nghỉ ngơi của tuyển thủ truyền đến âm thanh của một trận náo loạn. Có một nhóm lớn người xô đẩy ở đó, nhân viên bảo vệ ở cửa không thể ngăn bọn họ lại. Đại hội Bắc Cảnh mặc dù có người của chiến vực Giang Thành trấn thủ nhưng bên trong vần là do những nhân viên bảo vệ trong nội bộ nhà thi đấu làm nhiệm vụ. Các vị, ở đây là phòng nghỉ ngơi của tuyển thủ, không thể tiến vào. Các nhân viên bảo vệ đã cố gắng hết sức để ngăn cản nhưng không ngăn nổi đám đông. Chuyện gì vậy? Vương Nhất đi đến bên cạnh một nhân viên bảo vệ và hỏi. Người sau đầy vẻ bất lực, chúng tôi đã nói rất rõ ràng rằng ở đây là phòng nghỉ ngơi của tuyển thủ, không thể vào mà bọn họ cứ khăng khăng muốn vào, còn kêu gào muốn ẩn chủ cho một lời giải thích. Nghe vậy, Vương Nhất nhìn sang, liền nhìn thấy đám người Bạch Thiến và Tôn Vĩnh Phước. Bọn họ đều đầy vẻ kích động, biểu cảm giống như bị người khác cầm dao kề vào cổ vậy. Vương Nhất lại nhìn về phía sau, nhìn thì có vẻ không có gì nhưng lại khiến anh trực tiếp vui vẻ. Đây không phải là những bạn học cũ kia của Lý Khinh Hồng sao? Ai nấy đều bị Tôn Vĩnh Phước tẩy não, toàn bộ đều mua cá độ, bỏ phiếu Mục Huy thăng. Cuối cùng lại là Mục Huy thua, còn trở thành một buổi chỉ dạy, tiền trong tay bọn họ cũng mất sạch. Lúc trước bọn họ chế giễu Lý Khinh Hồng như vậy, Vương Nhất đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đánh rắn dập đầu. Đây không phải là bạn học cũ của Khinh Hồng sao, các người ở đây làm gì? Vương Nhất mỉm cười bước qua, cười với Bạch Thiến và Tôn Vĩnh Phước. Thì ra là tên phế vật anh, chúng tôi làm gì cần anh quan tâm sao? Bạch Thiến nhìn thấy Vương Nhất, khuôn mặt lập tức đau rát, giống như bị ai đó tát mạnh mấy cái vậy. Cô ta thẹn quá hóa giận, dáng vẻ hung dữ nhìn Vương Nhất. Vương Nhất cũng không để tâm. Cười nói với Tôn Vĩnh Phước, để tôi đoán xem, là các người đã cược toàn bộ tiền vào Mục Huy, kết quả Mục Huy thua rồi, các bạn học cũ của các người đến tìm các người đòi hoàn tiền đúng không? Soạt. Câu nói này vừa được nói ra, sắc mặt của Bạch Thiến và Tôn Vĩnh Phước lập tức thay đổi. Bọn họ vốn là muốn bí mật đến tìm ẩn chủ theo ý của Chủ tịch Tưởng Khinh Vân, đây chỉ là trận áp chót, còn chưa coi là kết thúc, chỉ cần trận chung kết cuối cùng để người bọn họ muốn thắng thắng thì cũng có thể kiếm lại được. Vì vậy bọn họ định bàn bạc với ẩn chủ một chút, cho dù tốn bao nhiêu tiền cũng phải mua chuộc ẩn chủ. Nhưng ai có thể ngờ rằng vừa chạy đến lại bị đám bạn học cũ kia của bọn họ bắt gặp, người nào người nấy lôi lôi kéo kéo, thậm chí còn tát họ, đòi Bạch Thiến trả lại tiền với vẻ hung tợn. Đến hiện tại, trên mặt Bạch Thiến vẫn còn vết tát. Lúc này, tiền đã lừa của mọi người, giá trị không những không tăng mà ngược lại còn giảm xuống thấp hơn. Vương Nhất. Lúc này, Lý Khinh Hồng vội vàng chạy tới. Khinh Hồng. Sắc mặt Vương Nhất hòa dịu đi một chút. Anh ở đây làm gì? Lý Khinh Hồng hoài nghỉ nói. Sau khi ăn xong, Vương Nhất liền không thấy tăm hơi, không ngờ rằng lại nhìn thấy anh ở đây. Vương Nhất cười cười, không phải là tới chung vui sao, những bạn học cũ của em vô cùng thê thảm. Lúc này Lý Khinh Hồng mới chú ý đến Bạch Thiến và Tôn Vĩnh Phước. Hai người sau cũng nhìn thấy Lý Khinh Hồng, lập tức sắc mặt đỏ bừng. Hận không thể tìm một cái khe nứt trên đất mà chui vào. Mất mặt quái trước đó bọn họ khăng khăng muốn Lý Khinh Hồng cũng đến mua cá độ, kết quả là tất cả những người mua kia đều bị mất sạch tiền. Lý Khinh Hồng lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức cau mày, các cậu rõ ràng biết đánh bạc không tốt, tại sao còn đi mua? Mua bao nhiêu rồi? Tôi đã đầu tư 3 tỷ, toàn bộ gia tài của tôi. Chút tiền đó của cậu là cái rắm gì, tôi còn hỏi lấy tiền vốn của vợ tôi ra này, 6 tỷ. Tôi bán nhà đi rồi, ném đi 15 tỷ. Lần này tôi xong đời rồi, vợ tôi sẽ ly hôn tôi, ba mẹ tôi đánh chết tôi mất. Những bạn học cũ bị lừa kia, ai nấy đều kêu than dậy trời đất. Vừa nghe thấy nhiều con số như vậy, Lý Khinh Hồng cũng thở dài không thôi, ánh mắt nhìn về phía Bạch Thiến cũng đầy vẻ lạnh lùng. Mọi người đều là bạn học của cậu, cậu lừa họ như vậy, có từng nghĩ đến người nhà của bọn họ không? Câu này đã nói ra tiếng lòng của bọn họ. Tất cả bọn họ, ai nấy đều nhìn về phía Bạch Thiến với vẻ đầy giận dữ. Chính là người đàn bà thối nát nhìn tiền sáng mắt này đã lừa chúng tôi. Trả tiền,
Mau trả tiền. Nếu không trả tiền, tôi sẽ đi kiện các người. Kiện các người đến tan cửa nát am nhà. Tất cả mọi người đều lòng đầy căm phẫn. Bạch Thiến bị dọa đến ngây ngốc, ngay cả đứng cũng đứng không vững. Chuyện không liên quan đến tôi thật sự rất nhớ các cậu, muốn cùng bạn học cũ tụ tập, vừa hay chồng tôi đang làm cái này, muốn dân mọi người cùng phát tài. Các cậu tin tưởng tôi thực sự không có ý hại các cậu. Bạch Thiến hiểu rằng nếu làm lớn chuyện này, có thể tăng đến mức độ lừa đảo, phải bị kết án. Tôn Vĩnh Phước cũng sợ phải ngồi tù liền an ủi, mọi người đừng hoảng loạn, chủ tịch của chúng tôi sắp đến rồi, tiền mọi người đầu tư vào lần này sẽ trả lại cho mọi người không thiếu một xu. Vừa nói như vậy, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Vương Nhất nhìn anh ta với vẻ mặt giễu cợt, chủ tịch của các cậu, công ty cá độ của các cậu còn đang mở sao? Ý anh là gì? Tôn Vĩnh Phước có vẻ cảnh giác. Trước đây chính Vương Nhất đã nói, bọn họ sẽ lỗ đến mất sạch, kết quả, bọn họ thực sự lỗ quá lớn rồi. Vương Nhất cười nhẹ, không nói nữa. Xê xê gọc gọc. Đúng lúc này, có tiếng bước chân dồn dập xuyên đến. Một người đàn ông trung niên đầu đầy mồ hôi chạy qua đó. Tôn Vĩnh Phước nhìn thấy ông ta như nhìn thấy hy vọng, chỉ vào ông ta và nói, mọi người thấy chưa, ông ấy chính là ông tổng của công ty cá độ chúng tôi, Tưởng Khinh Vân, Tưởng Tổng. Tưởng Khinh Vân không có thời gian để hàn huyên, trực tiếp gõ cửa nói, ngài ẩn chủ, tôi là chủ tịch của cá độ anh Hoàng, ôi có chuyện muốn bàn bạc với anh. Vương Nhất đi tới, ông không cần gõ nữa, bên trong không có người. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức đều nhìn anh với vẻ kinh ngạc, sao anh biết? Ngay cả Lý Khinh Hồng cũng nhìn chăm chăm vào anh. Vương Nhất mỉm cười, lúc tôi đến, vừa lúc nhìn thấy ẩn chủ đã đi ra ngoài rồi. Số tiền này, các ông đừng mong lấy lại, bởi vì một lúc nữa thôi, sổ số anh Hoàng sẽ bị niêm phong, mấy người các ông cũng sẽ bị bắt đi. Vương Nhất nói với ba người Tưởng Khinh Vân, Tôn Vĩnh Phước và Bạch Thiến. Cái gì? Lời nói của Vương Nhất vừa dứt, Tưởng Khinh Vân, Tôn Vĩnh Phước và Bạch Thiến đều chết lặng. Tim bọn họ đập thình thịch, vẻ mặt họ đầy kinh hãi. Làm ngành cá độ này, hoạt động chính đáng thì không sao, nhưng một khi hoạt động vi phạm chính là thuộc về phạm vi rửa tiền, một khi bị người khác báo cáo, tai họa ngục tù là chắc như định đóng cội. Nhưng thấy người nói là Vương Nhất, Tôn Vĩnh Phước lại nhanh chóng đầy vẻ phẫn nộ, anh nói cái quái gì thì là cái đó sao? Chúng tôi luôn hoạt động theo quy định. Trong cục cũng không làm gì được chúng tôi. Vương Nhất lắc lắc đầu, không không không, lần này phía quản lý các cậu không phải là cục, mà là các phòng ban liên quan mà các cậu liệu cơm gắp mắm. Phòng ban liên quan. Nghe thấy lời nói của Vương Nhất, Tưởng Khinh Vân và Tôn Vĩnh Phước nhìn nhau, hai đôi mắt đều có chút hoảng loạn. Về phần Bạch Thiến, cô ta thậm chí còn chưa bao giờ nghe qua. Anh đừng có nói lung tung, tung tin đồn nhảm là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tưởng Khinh Vân cau mày và nhìn Vương Nhất, vẻ mặt hơi tức giận. Trên khuôn mặt Vương Nhất mang theo nụ cười nhàn nhạt, tôi có phải nói lung tung hay không, một lát nữa sẽ biết. Nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh như vậy của Vương Nhất, Tưởng Khinh Vân trừng mắt với Tôn Vĩnh Phước một cái, dường như đang trách móc anh ta đã gọi đến một đại Phật nào rồi. Trước đó, Tôn Vĩnh Phước cam đoan rằng sẽ lôi cả chủ tịch của tập đoàn Lệ Tinh vào, kết quả chồng người ta đến rồi. Có điều... Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm được ẩn chủ, như vậy còn có một chút cơ hội sống. Vương Nhất cũng không ngăn cản, chỉ ngồi sang một bên với Lý Khinh Hồng. Sao anh biết người của phòng điều tra kinh tế sẽ đến? Lý Khinh Hồng do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn hỏi ra những nghi ngờ trong lòng. Vấn đề này, Vương Nhất không giấu giếm, cười cười nói, tỷ lệ cá cược do anh Hoàng mở ra, về cơ bản đều là bọn họ đang hoạt động bất hợp pháp, anh nói chuyện này cho võ sĩ biết. Võ Si sẽ bắt tay vào làm. Thì ra là vậy. Lý Khinh Hồng cho tỉnh ngộ, nếu là võ sĩ thì có khả năng làm được. Những người của cá độ anh Hoàng vẫn đang nóng lòng chờ đợi, đồng thời còn phải an ủi những bạn học cũ đã lỗ tiền kia. Tuy nhiên, điều khiến bọn họ tuyệt vọng là bọn họ đã đợi lâu như vậy mà ẩn chủ vẫn không đến. Sao ẩn chủ còn chưa trở lại, cuộc đấu sắp bắt đầu rồi. Lý Khinh Hồng liếc nhìn về cuối con đường một cái, nghi hoặc nói. Thành thật mà nói, cô ta cũng muốn xem ẩn chủ trông như thế nào. Vương Nhất cười cười, cuộc đấu sắp bắt đầu rồi, ẩn chủ không thể không tới, nói không chừng, hiện tại anh ấy đang ở hiện trường quan sát tình hình ở đây. Lý Khinh Hồng nhìn xung quanh một cái, chỉ nhìn thấy người chỉ chít xung quanh, nhìn đến choáng cả đầu.
không hiểu tại sao anh ta lại phải đeo mặt nạ. Lý Khinh Hồng thở dài. Vương Nhất nói với vẻ nửa thật nửa giả, có lẽ anh ấy không muốn có người lo lắng cho anh ấy. Cái gì? Lý Khinh Hồng không nghe rõ nội dung của lời nói. Cộc cộc cộc. Ngay khi Lý Khinh Hồng định hỏi rõ, cuối hành lang lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Tưởng Khinh Vân và Tôn Vĩnh Phước vui mừng khôn xiết, ấn chủ đến rồi. Nhưng rất nhanh, bọn họ lại thay đổi sắc mặt. Cộc cộc cộc. Tiếng bước chân dày đặc như hạt mưa, hiển nhiên không chỉ có một người. Sắc mặt của Tưởng Khinh Vân và Tôn Vĩnh Phước hơi thay đổi, lo lắng đến nỗi tim đập thình thịch. Dưới ánh mắt của vô số người, một đám đàn ông mặc đồng phục đi thẳng đến trước mặt đám người Tưởng Khinh Vân. Chúng tôi đã nhận được báo cáo nặc danh nói rằng ở đây xuất hiện các hoạt động rửa tiền và đánh bạc trắng trợn. Những người có tên dưới đây theo chúng ôi một chuyến, tiếp nhận điều tra. Giọng nói của người đàn ông dẫn đầu lạnh lùng, nghe giọng căn bản không có chút chỗ quay đầu. Khoảnh khắc những người đàn ông mặc đồng phục này xuất hiện, Tưởng Khinh Vân, Tôn Vĩnh Phước và Bạch Thiến đều sững sờ. Đặc biệt là Tưởng Khinh Vân và Tôn Vĩnh Phước, nghe thấy phải trở về tiếp nhận điều tra, bọn họ suýt chút nữa tối sầm mắt, sợ đến ngất xỉu. Với tư cách là quản lý cấp cao của cá độ Anh Hoàng, chủ tịch và phó tổng giám đốc, nhân vật số 1 và số 2, bản thân bọn họ không chịu đựng nổi việc điều tra. Đừng nói gì đến bọn họ, chỉ cần đi lật xem qua sổ sách của công ty sẽ phát hiện, mỗi một khoản chỉ và lợi nhuận đều không nhất quán. Vương Nhất cười ha ha nhìn, không hề kinh ngạc trước cảnh tượng này chút nào. Anh liếc nhìn thời gian, đến sớm hơn anh dự tính. Tên tuổi của võ sĩ vẫn dễ sử dụng. Đại ca, chúng tôi đều là người làm ăn đoan chính, hà tất phải kinh động đến các anh chứ? Tưởng Khinh Vân mỉm cười, run rẩy đưa qua một điếu thuốc. Những người đó trực tiếp từ chối, sắc mặt nghiêm túc, nếu đã làm ăn đoan chính, tại sao chúng tôi lại nhận được báo cáo nói rằng công ty cá độ của các ông giáp tâm thao túng hướng đi của cuộc đấu, để tiền vào túi các ông? Hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Tôn Vĩnh Phước cũng nói. Đột nhiên, như thể nhớ ra điều gì đó, ông A quay đầu lại và nhìn Vương Nhất với vẻ không thể tin được. Lúc này, trong mắt ông ta đầy sự sợ hãi. Trước đó Vương Nhất đã nói rằng có phòng ban liên quan đến, không ngờ lại đến thật. Những lời này, giữ lại lát nữa rồi nói đi. Người đàn ông căn bản không nhận đút lót, lấy ra một bản danh sách, bắt đầu đọc tên. Tưởng Khinh Vân, Tôn Vĩnh Phước, Bạch Thiến. Ba người này được liệt kê trong danh sách, những người còn lại trong danh sách đều là những nhân viên trung và cao cấp của công ty cá độ. Hiện tại, tài khoản ngân hàng cá nhân của các ông đã bị đóng băng, các bất động sản, ô tô, nhà cửa, cổ phiếu. Dưới tên các ông đều đã bị tịch thu, thuộc về chính phủ. Nếu điều tra ra không liên quan đến các ông, tất cả đều sẽ trả lại cho các ông, bây giờ đi theo chúng tôi. Cạch cạch. Trên tay ba người Tưởng Khinh Vân, Tôn Vĩnh Phước và Bạch Thiến đều bị treo còng. Ngây người nhìn vào chiếc còng trên tay, Bạch Thiến bỗng nhiên suy sụp đến bật khóc, tôi không muốn bị bắt. Tôi van xin các người thả tôi ra, tôi không biết gì hết. Bạch Thiến gào khóc, đều là bọn họ làm, không liên quan gì đến tôi cũng là người bị hại. Nhìn Bạch Thiến suy sụp gào khóc, những bạn học cũ kia cũng nhìn nhau, vậy mà lại có một loại cảm thấy tuyệt vọng môi hở răng lạnh. Người đàn ông dẫn đầu lạnh lùng nói, không liên quan. Theo tôi được biết là cô đã tổ chức lần tẩy não offline này, cũng là một trong những đồng phạm, còn nói không liên quan. Thịch, Bạch Thiến dường như hiểu ra điều gì đó, đột nhiên chạy đến trước mặt Lý Khinh Hồng và trực tiếp quỳ xuống. Khinh Hồng, tớ sai rồi, tớ thật sự biết sai rồi, xin cậu giúp tớ, tớ không muốn ngồi tù. Đến lúc này, cô ta mới nhận ra mình cũng đã trở thành đồng phạm. Bởi vì hội họp lớp là do cô ta tổ chức, hiện tại, chỉ có Lý Khinh Hồng mới có thể cứu cô ta. Giúp tớ, tớ khấu đầu với cậu. Thịch thịch thị chi Bạch Thiến quỳ lại Lý Khinh Hồng hết lần này đến lần khác, lại đến mức đầu rách, máu chảy đầm đìa. Ánh mắt Lý Khinh Hồng lộ vẻ xúc động, nhưng, nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm của Vương Nhất, cô ta cuối cùng vẫn thở dài. Thực xin lỗi, Bạch Thiến, tớ cũng không cứu được cậu, cũng không có tư cách cứu cậu. Điều tra kinh tế, cô ta cũng không có cách nào. Bạch Thiến đã được đưa đi một lúc rồi nhưng xung quanh phòng nghỉ ngơi vẫn im trở vần im lặng như tờ. Dáng vẻ tan nát cõi lòng kia của Bạch Thiến trước khi bị bắt đi đã in sâu vào tâm trí mọi người. Người đáng hận tất có chỗ đáng thương. Nói đại khái chính là loại người này. Sau đó, Tưởng Khinh Vân và Tôn Vĩnh Phước cũng bị dẫn đi.
Lúc bị dẫn đi, bọn họ hồn bay phách lạc, giống như mất đi ba hồn bảy vía vậy. Không khó để thấy trước rằng điều đang chờ đợi bọn họ là sự trừng phạt kinh tế tàn khốc nhất. Không đúng. Đột nhiên, một người bạn học cũ đứng dậy gào lên, bọn họ bị dân đi rồi, vậy tiền của chúng ta, chẳng phải là không lấy lại được sao? Đúng vậy, đây là tiền tiết kiệm gần nửa đời của chúng ta đấy. Nhà tôi còn có mẹ bị bệnh nặng, không thể không có số tiền này được. Những bạn học cũ kia nhao nhao hét lên với sắc mặt tái nhợt, biểu cảm gần như tuyệt vọng. Bọn họ chỉ muốn lấy lại số tiền kia, việc Tưởng Khinh Vân và Tôn Vĩnh Phước bọn họ có bị bắt hay không, bọn họ căn bản không quan tâm. Người dân đầu bên phía cơ quan nhà nước quay đầu lại nhìn bọn họ một cái, nghiêm khắc mà nói, các cậu cũng nằm trong diện bị bắt, nhưng nghĩ rằng các cậu cũng là người bị hại nên mới tha cho các cậu một lần, đừng không biết tốt xấu. Trên người của người đàn ông mang theo vẻ lạnh lùng, lập tức dập tắt sự bất mãn trong lòng của những người bạn học cũ kia. Bọn họ nhìn nhau, ngay cả một câu cũng không dám nói. Lý Khinh Hồng thở dài, đứng dậy nói với cán bộ nhà nước, bọn họ cũng chỉ là nhất thời bị lừa gạt mới bị lừa mất tiền, lần này phá lệ, trả lại tiền cho bọn họ đi. Dừng một chút, Lý Khinh Hồng tiếp tục nói, trong tài khoản công ty của cá độ Anh Hoàng, có lẽ số tiền mà bọn họ chuyển vào còn chưa kịp chuyển ra nước ngoài, có lẽ có thể thu hồi được. Lý Khinh Hồng nói ra lời này, rõ ràng là cứu mạng, những bạn học cũ kia đều cảm động đến nói năng lộn xộn, thật sự không biết nên nói gì. Khinh Hồng, hiện tại tôi mới phát hiện ra cô mới là người lương thiện nhất, chúng tôi biết sai rồi, hiện tại xin lỗi cô. Bọn họ ai nấy đều cảm thấy áy náy. Đặc biệt là khi nghĩ tới trước đó đã cười nhạo Lý Khinh Hồng như thế, bọn họ hận không thể chui xuống kế nước dưới đất. Lý Khinh Hồng thở dài và nói, các cậu không cần cảm ơn tôi chỉ muốn nhắc nhở các cậu, không có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống cả. Các cậu chỉ nhìn thấy những kẻ may mắn giàu trong một đêm nhưng không nhìn thấy phía sau còn có hàng nghìn hàng vạn kẻ đáng thương tan cửa nát nhà. Những bạn học cũ kia đều không nói gì, lúc này chỉ biết hối hận sâu sắc. Vương Nhất nhìn thấy những bạn học cũ này lòng dạ không xấu, chỉ là quá muốn không làm mà hưởng thôi. Cán bộ nhà nước do dự một chút, chuyện này, tôi không quyết định được. Theo lý mà nói, niêm phong tiền của công ty chắc hắn sẽ sung công quỹ. Lúc này Vương Nhất đột nhiên nói, lấy tiền trả lại cho bọn họ đi, là võ si nói đấy. Cán bộ nhà nước nghe thấy vậy, ngạc nhiên nhìn Vương Nhất một cái. Như nhớ ra điều gì, anh ta hơi cúi đầu với Vương Nhất, vâng, làm phiền rồi. Sau đó, toàn bộ số tiền của những người bạn học cũ kia đã được trả lại, không thiếu một xu. Bọn họ lại tỏ vẻ cảm ơn Lý Khinh Hồng một lần nữa, Lý Khinh Hồng không giỏi ứng phó với loại tình cảnh như vậy, cô ta nhanh chóng rời đi. Lúc này, trên đài truyền tới giọng nói của người dân chương trình, xin mời hai vị của trận chung kết cuối cùng chuẩn bị tiến sự nhiệt tình trong nhà thi đấu lại lần nữa tăng cao. Ai cũng biết những người tiến vào trận quyết chiến cuối cùng. Ẩn chủ và Lý Thế Nhân của Lý Thị. Lúc trận đấu giữa Vương Nhất và Mục Huy Vân đang diễn ra, trong một trận đấu khác, Lý Thế Nhân đã đánh bại cường giả của Lạc Thị với tốc độ cực nhanh. Ba em sắp lên đài rồi, em không xem sao? Trên đường tiên Lý Khinh Hồng trở lại khán đài. Vương Nhất đột nhiên mỉm cười và nói với Lý Khinh Hồng. Lý Khinh Hồng im lặng một lúc, cô ấy gật đầu trước, sau đó lắc đầu, tỏ ra rất mâu thuẫn. Rốt cuộc là xem hay không? Vương Nhất hỏi. Xem. Lý Khinh Hồng cuối cùng vẫn khẳng định, em không hy vọng ông ấy thắng. Tại sao? Vương Nhất hơi ngạc nhiên. Bởi vì em không muốn ông ấy tiến xa hơn S nữa. Lý Khinh Hồng thở dài và nói. Quyền lực là thứ có thể từ từ ăn mòn trái tim của một người. Trước đây, ông ấy là một người rất lo cho gia đình và rất điềm đạm, nhưng bây giờ lại biến thành như vậy. Hiện tại ông ấy đã ngồi vào địa vị gia chủ của 9 đại vương tộc rồi, một khi có được vị trí thứ nhất đại hội Bắc Cảnh, sẽ trở thành thủ hộ giả mới của Bắc Cảnh, đến lúc đó ông ấy sẽ trở thành tính cách gì, em không thể tưởng tượng. Có lẽ, ngay cả mẹ em cũng không thể áp chế nổi ông ấy nữa. Lý Khinh Hồng hơi ngẩng đầu lên. Nhìn mặt trời có chút nóng rực, nói. Trời hôm nay rất gắt, nhưng cũng có mây đen, có sự che phủ của mây đen, nhiệt độ không nóng nực nữa, ngược lại, ánh mặt trời cũng có chút âm u. Vương Nhất cũng im lặng không nói gì. Bố vợ kia của anh không độc ác như Châu Mỹ Ngọc, một lòng muốn đẩy Lý Khinh Hồng vào chỗ chết. Ông ta chỉ cảm thấy, chỉ có trở thành người trên vạn người mới có thể bảo vệ cho người nhà của mình ở mức độ lớn nhất. Đây giống với quan niệm của Vương Nhất. Anh và bố vợ sẽ trở thành kẻ địch,
nhưng hai người đều không hận đối phương, thậm chí còn có chút tán thưởng. Ông ta sẽ không giành được vị trí thứ nhất. Giống như đồng ý với Lý Khinh Hồng, Vương Nhất lẩm bẩm một mình. Nói xong, Vương Nhất liền rời đi. Lần này, Lý Khinh Hồng không giữ anh lại, mà là nhìn chăm chăm vào bóng lưng anh đang rời đi. Thực ra giác quan thứ 6 của phụ nữ thường chính xác, có một số chuyện, trong lòng họ đã có đáp án. Tuy nhiên, Lý Khinh Hồng không ngăn cản. Lúc còn ở Sơn Trang Anh Liệt, cặp đôi con rể và bố vợ này đã đồng ý muốn quyết đấu rồi. Là đàn ông thì không thể thất hẹn. Cố lên, ẩn chủ. Lý Khinh Hồng cổ vũ cho Vương Nhất từ tận đáy lòng. Trong phòng nghỉ, Vương Nhất đã đeo lại mặt nạ, dựa vào vách tường. Cậu rất giống một người mà tôi quen biết, bất kể là phong cách hành sự hay là thủ đoạn, đều rất giống. Đột nhiên, phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp điềm tĩnh của một người đàn ông. Vương Nhất quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông trung niên bao la như biển cả đứng sau lưng. Ông ta giống như một miếng hổ phách đã mất hết vẻ hào nhoáng, bao dung vạn vật. Lý Thế Nhân, bố vợ của anh. Vương Nhất cười nhạt, thật sao, có thể nhìn ra ông rất tán thưởng cậu ấy. Lý Thế Nhân cũng cười nói, không sai, nếu cậu ta không phải là con rể tôi, thân là tiền bối, có thể tôi sẽ dìu dắt cậu ta một chút. Nếu lời này bị người khác nghe được, nhất định sẽ gây ra sóng to gió lớn. Sự chỉ dạy của gia chủ Lý Thị, Lý Thế Nhân không phải là thứ mà những người trẻ tuổi bình thường có thể nhận được. Một câu của ông ta, rất có thể khiến người khác thu lợi cả đời. Thế nhưng, Vương Nhất lại cười đầy hàm ý, có lẽ, cậu ấy căn bản không cần sự dìu dắt của ông, thứ mà mắt ông nhìn thấy chỉ là nhật nguyệt sáng ngời, mà thứ cậu ta nhìn thấy lại là ngân hà mênh mông. Nghe thấy vậy, Lý Thế Nhân cũng sửng sốt, ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Người thanh niên này có khí phách không thua kém gì cậu ta. Nhưng rất nhanh, Lý Thế Nhân đã phản ứng lại, hy vọng, cậu ta thật sự giống như những gì cậu nói. Mồ khí thế của hai người, vào giờ phút này đã tăng lên theo cấp số nhân. Gió lớn gào rít, cuộn lên một vùng gió bụi lớn. Mời hai vị lên đài. Lúc này, phía ngoài truyền đến giọng nói của người dân chương trình. Lúc này khí thế của hai người mới từ từ tiêu tan, trở nên không khác gì người bình thường. Đi thôi, lên đài. Lý Thế Nhân cười nhạt với Vương Nhất và nói. Vương Nhất không nói gì, chỉ bước đi về phía võ đài. Võ đài cho trận quyết chiến cuối cùng cũng vô cùng rộng lớn, rộng mấy trượng, dài mấy chục trượng. Xem xét thấy các đối thủ trong trận quyết chiến cuối cùng đều không phải là kẻ bình thường, thậm chí có thể so sánh với võ sĩ và mục lang ở phía trên, võ đài bình thường cũng được tân trang rồi. Vương Nhất và Lý Thế Nhân nhìn nhau từ xa, đứng sóng đôi ở phía trái phải. Trận chiến chưa đến mà sát khí đã lặng lẽ đến. Vào lúc này, tiếng núi thét biển gào đã đạt đến đỉnh điểm. Không ai ngờ rằng, một nhân vật nhỏ không có tiếng tăm lại có thể trở thành con hắc mã lớn nhất, đứng trên võ đài cao nhất này. Người đứng đối diện với anh chính là gia chủ Lý Thị của vương tộc Yên Đô. Đồng thời, tên tuổi của Lý Thế Nhân tâm ngầm mà đấm chết voi, mọi người có mặt đều đã nghe mười mấy năm rồi, bọn họ cũng lần đầu tiên biết được Lý Thế Nhân còn là một cường giả võ đạo. Đôi mắt bình tĩnh của Lạc Thanh Hiền Lạc Thị cuối cùng cũng có chút dao động. 20 năm không gặp, ông ấy đã mạnh đến mức như vậy. Lạc Thanh Hiền cảm khái nói. Lạc Thanh Thủy ở một bên giật mình, chẳng lẽ Lý Thế Nhân đã mạnh đến mức ngay cả chị gái cũng không thể áp chế được sao? Trên đỉnh nhà thi đấu, người mặc áo choàng đen cũng đang nhìn cảnh này, khế võ tay. Trận quyết chiến cuối cùng, quả nhiên là hai người bọn họ. Lãnh Nhan, cô đoán bọn họ ai sẽ thắng? Người mặc áo choàng cười ha ha hỏi Lãnh Nhan. Ánh mắt Lãnh Nhan phức tạp, nhưng cô ta lại không chút nghĩ ngợi mà nói, ẩn chủ. Tôi đoán là không có người chiến thắng. Nếu phải nói ra người chiến thắng, đó chính là chúng ta. Người mặc áo choàng cười ha ha nói. Một bên, Lý Tinh Sở cùng Lãnh Nhan đều giật mình, ông. Người mặc áo choàng ý vị sâu xa mà nói, đừng quên mục đích đến đây lần này của chúng ta, Lãnh Nhan, cô giết anh ta. Người mặc áo choàng chỉ vào bóng hình Vương Nhất bên dưới. Đồng tử của Lãnh Nhan đột nhiên co rút lại, nhưng rất nhanh, cô ta liền trở nên lạnh lùng. Vâng, trên võ đài, người dân chương trình bắt đầu đọc quy tắc. Nhưng lại bị Lý Thế Nhân trực tiếp cắt ngang, không cần phiền phức như vậy, sinh tử, mỗi người đều thuận theo thiên mệnh. Soạt, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh động trong lòng, thất thần nhìn nhau. Sinh tử, mỗi người đều thuận theo thiên mệnh. Nói cách khác,
Trận quyết đấu này kết thúc, một bên sẽ phải chết. Trong mắt Lý Khinh Hồng mang theo vẻ không nỡ, cô ta thực sự không hy vọng ngày này đến. Đáng tiếc, nó thực sự xảy ra rồi. Chuyện này, trọng tài không nhịn được mà nhìn về phía Vương Nhất. Chỉ cần đối phương không đồng ý thì sẽ không thể trở thành trận chiến sinh tử. Nhưng mà, ánh mắt Vương Nhất lại bình tĩnh, sống chết, mọi người đều thuận theo thiên mệnh. Sắc mặt mọi người dưới đài đều thay đổi lớn, hai người này đều điên rồi sao? Vậy được, sống chết, mỗi người đều thuận theo thiên mệnh. Trọng tài cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Câu nói này vừa dứt, cũng có nghĩa là trận chiến sinh tử đã bắt đầu. Vùi gió lớn gào rít, cuốn bay những chiếc là vàng úa. Một trong số đó, không thiên vị, vừa vặn rơi xuống chính giữa Vương Nhất và Lý Thế Nhân. Giây tiếp theo, nó lặng lẽ bị chôn vùi, hóa thành cho bụi. Nội kình. Cường giả chân chính là người có thể giải phóng ra kình khí, đừng nói là chiếc lá rơi, cho dù là đá cũng đều có thể bị nghiền nát một cách im hơi lặng tiếng. Ánh mắt Vương Nhất mang vẻ nghiêm túc trước đây chưa từng có, nhìn chằm chằm Lý Thế Nhân. Nói ra cũng thật trào phúng, ba vợ của anh lại là kẻ địch mạnh nhất mà anh gặp phải sau khi trở lại thành phố. Gần như đồng thời, Vương Nhất và Lý Thế Nhân cùng lúc di chuyển, đấm mạnh một quyền về phía đối phương. Vù vù vù. Một quyền mà thôi, ở trong nhà đa năng rộng lớn bên tai khán giả lại nghe thấy tiếng gió vù vù. Giống như một quyền này kèm theo lực lượng của gió và sấm sét, có thể rời non lấp bể. Bụp bụp bụp. Gần như trong nháy mắt, hai người đã tung 4, 5 cú đấm. Hai quyền va chạm, giống như tiếng sét đánh, mọi người nghe âm thanh mà rợn tóc gáy. Điều mấu chốt là mắt của mọi người không thể bắt kịp, tốc độ tung quyền của hai người đã sắp tới cực hạn. Trời ạ! Đây là thực lực của bọn họ sao? Tôi cũng không nhìn rõ bọn họ đang ở đâu. Trên đời này lại có người mạnh như này. Bên phía vương tộc Yên Đô truyền tới tiếng sửng sốt. Là vương tộc, bọn họ thấy quá nhiều cao thủ, nhưng so với hai người trước mắt, ngay cả một ngón tay cũng không bằng. Cường giả như này, có được một người thì cần gì giàu dĩ không làm nên bá nghiệp. Bất luận là Tân Thị hay Vương Thị, trong mắt đều mang theo tia kích động. Bọn họ đã quyết định rồi. Đợi khi đại hội Bắc Cảnh kết thúc, bất luận tốn bao nhiêu tiền, bất luận đối phương đưa ra điều kiện hà khắc gì, cũng phải chiêu mộ ẩn chủ này. Bên phía Võ Si và Mục Lang, cũng ngồi thẳng người, rõ ràng không ngờ tình hình trận chiến lại kịch liệt như vậy. Hơn nữa theo bọn họ thấy, hai người này còn chưa dùng hết sức. Bụp! Một âm thanh lớn vang lên, một bóng người cuối cùng cũng hiện trong mắt thường. Điều khiến mọi người kinh ngạc, vậy mà là chủ nhân của Lý Thị, Lý Thế Nhân. Thế Nhân, phía Lý Thị, Ngụy Thương Kiều mặt mày lo lắng, đồng thời cũng cảm thấy khó tin. Vậy mà có người có thể ép Lý Thế Nhân tới mức này. Khóe miệng của ông ta rỉ ít máu, cũng kinh ngạc nhìn Vương Nhất. Một lát sau, ông ta đánh giá, cậu rất mạnh. Ông cũng không yếu. Vương Nhất mỉm cười. Nếu để Võ Si nghe thấy câu đánh giá này, nhất định sẽ rất không phục. Bởi vì Võ Si tự cho rằng đủ mạnh rồi. Nhưng cũng chưa từng nghe Vương Nhất đánh giá anh ta như thế. Nó đồng nghĩa, Lý Thế Nhân mạnh hơn Võ Sĩ sao? Hai người tiếp tục đại chiến. Bên phía Diệp Thị, Diệp Thúy như lo lắng siết chặt nắm đấm. Bây giờ cô ta chỉ cách một bước nữa là tới vị trí quán quân của Đại hội Bắc Cảnh. Chỉ cần Vương Nhất thắng Lý Thế Nhân, Diệp Thị đứng đầu. Như vậy, cô ta sẽ đứng vững ở Diệp Thị. Chỉ là chiến thắng Lý Thế Nhân đâu có dễ vậy. Khán giả của trận thi đấu này không ngừng chia ra hai phe. Những người hiểu võ đạo đó, nhìn ra hai người đối chiến, bất luận là tốc độ, hay lực đạo đều đạt tới đỉnh phong, hò hét quá nghiệt. Hơn nữa bọn họ cũng có thể từ trong trận đại chiến này học được rất nhiều, thậm chí đột phá bình cảnh. Quyết chiến giữa cường giả không phải là cái mà người bình thường có thể nhìn thấy. Nhưng có nhiều người bình thường không hiểu võ đạo hơn, bọn họ căn bản không nhìn thấy Vương Nhất và Lý Thế Nhân ở đâu. Chỉ nghe thấy tiếng va chạm bụp bụp. Hoàn toàn không có cảm giác hình ảnh. Xem như vậy, ngược lại rất vô vị. Soạt. Khi mọi người đều cảm thấy vô vị, trên lôi đài bỗng nhiên lại tự dưng xuất hiện một tàn ảnh màu đen. Tàn ảnh đó cực kỳ nhanh, giống như tia điện, lướt qua hai người. Một cỗ sát khí cuồn cuộn cũng sinh ra, Vương Nhất và Lý Thế Nhân đều thay đổi sắc mặt, lùi ra. Tuy nhiên, hai người lùi lại, không khiến bóng đen dừng bước. Cô ta nhìn Vương Nhất, cả người lại giết tới. Kẻ ngồ hàn quang lạnh lẽo,
trong tay bóng đen đó vậy mà còn cầm một con dao ánh lên tia sắc lạnh, đâm về phía Vương Nhất. Âm, dị biến ở đây cũng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm, lẽ nào trong quyết chiến còn có người thứ ba xen vào. Lý Thế Nhân cũng rất kinh ngạc, nhưng ông ta không có ra tay nữa, mà nhìn bóng đen đó băng vẻ khó tin. A Yêu trên sân, Võ Si và Mục Lang có ánh mắt rét lạnh, tức giận quát lên. Nhưng bọn họ cách quá xa, không tiện ra tay. Đại hội Bắc Cảnh được bảo vệ nghiêm ngặt, không ngờ vần để kẻ khác lẻn vào. Hơn nữa ở trước mặt hai người bọn họ, trực tiếp nửa đường giết ra. Một màn này cũng làm Diệp Thúy Như và Lý Khinh Hồng sốc. Diệp Thúy Như thì tim đập thình thịch, cả người trực tiếp đứng dậy. Cách rất xa, cô ta có thể cảm nhận được sát khí mãnh liệt trên người bóng đen đó. Lý Khinh Hồng bị dọa mất hết hồn vía, mặt mày tái nhợt. Tuy nhiên, Vương Nhất vẫn có ánh mắt lạnh lùng. Anh có mưa to gió lớn nào chưa từng thấy, đánh lén còn con, anh căn bản không để vào mắt. Bụp! Anh trực tiếp đá một cước. Sắc mặt của bóng đen đó thay đổi, chỉ có thể từ bỏ việc đâm giết. Nhưng khi lùi lại, cô ta ném con dao trong tay ra. Vù vù vùi con dao giống như một mũi tên sắc bén, đâm về phía Vương Nhất. Khoảng cách gần như vậy, căn bản không thể tránh được. Tuy nhiên, Vương Nhất chỉ nghiêng đầu thì tránh được con dao đó. Một ngọn tóc bị đứt, lặng lẽ rơi xuống. Một kích của người đánh lén đó chỉ khiến Vương Nhất mất đi nửa sợi tóc. Mà bóng đen đó cũng đáp xuống lôi đài, lạnh lùng nhìn Vương Nhất. Gió lớn thổi bay mái tóc dài của cô ta, thấp thoáng hiện ra một đôi mắt đỏ ngầu bị máu dội qua. Yên tĩnh, lặng như tờ. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, không dám tin mà nhìn người thứ ba trên lôi đài. Là cô ta. Vẻ mặt Lý Khinh Hồng rất kinh ngạc. Người ám sát nửa đường giết ra vậy mà là Lãnh Nhan. Đôi mắt Lãnh Nhan rất lạnh, giống như đã hủy huyệt cảm xúc của con người vậy. Lý Thế Nhân cũng nhận ra Lãnh Nhan, lập tức sắc mặt hơi thay đổi, trong lòng có một chút suy đoán. Vương Nhất lại không bất ngờ, mỉm cười với Lãnh Nhan, cô muốn giết tôi sao? Phải. Lần này Lãnh Nhan không hề do dự, trong mắt tràn ngập sát cơ. Vậy thì tới đi. Vương Nhất cười rồi nói, không nhắc tới chuyện phản bội. Ánh mắt Lãnh Nhan rét lạnh, trong tay lại có thêm một con dao, giết về phía Vương Nhất. Có sự nhúng tay của Lãnh Nhan, trận chung kết của Đại hội Bắc Cảnh cũng bị ép dừng lại, trận chiến sinh tử giữa Vương Nhất và Lý Thế Nhân cũng chỉ có thể tạm dừng. Ầm ầm. Vào lúc này, ở một góc của nhà đa năng, đột nhiên truyền tới tiếng nổ inh tai nhức óc. Khói cuồn cuộn, trên trời mây đen xuất hiện. Sau đó, một màn khiến người ta thấy khó tin đã xảy ra, ở góc tây bắc của nhà đa năng, vậy mà sụp xuống. Khán giả ở đó lập tức bị chôn vùi. Sai. Cả nhà đa năng lập tức rơi vào trạng thái hoảng sợ tột độ. Vô số người hoảng sợ chạy trốn, muốn rời khỏi nhà đa năng Giang Thành. Chuyện gì thế? Võ Si và Mục Lang cũng thay đổi sắc mặt, nhanh chóng lao xuống dưới sân. Anh Mục, không hay rồi, thủ lĩnh Tiêu truyền tin tới. Chỗ bị nổ của nhà đa năng bị phát hiện gài bom, bây giờ khán giả góc Tây Bắc đều bị kẹt. Lúc này, một người đàn ông vội vàng lao tới, báo cáo với Mục Lang. Cái gì, bom, L? Sắc mặt Mục Lang càng thay đổi, sau đó tức giận nói, chiến vực Giang Thành kiểm tra kiểu gì thế, sao lại để cho người khác gài bom? Người đàn ông đó giải thích, trước lúc đó không phát hiện bom, là sau khi Đại hội Bắc Cảnh bắt đầu có người lẻn vào gài bom. Cái gì? Nghe thấy lời giải thích của người đàn ông đó, Mục Lang càng thêm biến sắc. Vậy chẳng phải tức là Đại hội Bắc Cảnh đã bị người khác lén lẻn vào. Nhiều binh lực như thế cũng không thể phát hiện. Trừ phi là cường giả giống bọn họ mới có thể đi vào làm một cách lặng lẽ. Trước tiên cứu người đất, Mục Lang gào lên một tiếng. Tình hình bây giờ quá nghiêm trọng, đã không có thời gian quan tâm tới người lẻn vào gài bom, cứu người quan trọng. Võ Si cũng vội vàng tổ chức các thành viên của Hiệp hội Võ Đạo các nơi đi cứu người. Nhà đa năng Giang Thành lúc này, hoang tàn đổ nát, vô cùng ngổn ngang. Xung quanh khói bụi mù mịt, còn truyền ra tiếng dư âm của bom nổ. Thậm chí còn có mấy người xui xẻo đã bị bom nổ chết. Lúc này, không ai chú ý trên lôi đài còn có hai người đang đứng. Vương Nhất và Lãnh Nhan. Anh không tháo mặt nạ xuống, mà nhìn Lãnh Nhan nói, xem ra cô vẫn phản bội. Trong mắt Lãnh Nhan có sự do dự trong giây lát, nhưng sau đó lại trở nên lạnh lùng. Đây là anh ép tôi đi theo anh 5 năm, anh lại nghi ngờ tôi,
chỉ vì tôi xuất thân từ Võng Lượng, sao? Thần sắc Vương Nhất rất bình tĩnh, thở dài một tiếng, tôi không thể không nghi ngờ. Vậy thì không cần nói nữa. Ánh mắt Vương Nhất rất lạnh lẽo, anh không tin tôi chỉ có thể quay lại nơi thuộc về tôi, Lãnh Nhan đã chết rồi. Vương Nhất hờ hững nói, chuyện cũ tạm gác qua một bên, tôi chỉ quan tâm một chuyện, vụ nổ vừa rồi cũng là kiệt tác cả các cô sao. Nghe vậy, Lãnh Nhan cũng gật đầu, không sai, Đại hội Bắc Cảnh là một bàn đạp rất tốt, bàn đạp khống chế cả thành phố G. Võng Lượng rốt cuộc muốn làm gì? Ánh mắt Vương Nhất lập tức trở nên ngưng trọng, nhìn Lãnh Nhan nói. Không chỉ có Giang Thành, hay Thiên An cũng xuất hiện bóng dáng của Võng Lượng. Bọn họ nằm giữ một hào môn, ví dụ khối tài sản của Thiên An, thử khống chế thế lực của cả Thiên An. Đương nhiên, kế hoạch này vẫn chưa thành công thì bị Vương Nhất bóp chết từ trong trứng nước. Thần sắc Lãnh Nhan lập tức trở nên chỉnh trọng, trầm giọng nói, điểm này nói cho anh cũng không sao, sự tồn tại của Võng Lượng cần nắm giữ một số vùng đất kinh tế trọng điểm, cung cấp không ngừng, chuột bạch. Chuột bạch. Vương Nhất nhíu mày. Phải. Lãnh Nhan hờ hững nói, tổ chức của chúng tôi, mỗi ngày đều đang tiến hành thí nghiệm, vì một ngày có thể chế tạo ra, binh khí chiến tranh hình người, nắm giữ cục diện chiến tranh. Ví dụ như này. Lãnh Nhan búng tay. Âm ầm ầm mi mặt đất đột nhiên chấn động. Chỉ thấy trong nhà đa năng đột nhiên xuất hiện không ít người đàn ông nửa người nửa sắt. Một nửa cơ thể của bọn họ là cánh tay của người bình thường, nhưng cánh tay còn lại là vũ khí sắc bén. Ví dụ như rìu khổng lồ, giáo, thậm chí trên cánh tay còn có tràn bánh răng để cắt, bất công tắc thì phát ra âm thanh cc. Ánh mắt Vương Nhất lập tức trở nên sắc lạnh. Tình báo có được vào trước đó là Võng Lượng đang tiến hành nghiên cứu cái gì đó. Bây giờ mọi thứ đều rõ ràng rồi, những cái này đều là vũ khí chiến tranh dùng cho chiến tranh. Nhưng anh cứ yên tâm, bọn họ không phải tới đối phó anh, ít nhất tạm thời không phải. Lãnh Nhan lạnh nhạt nói với Vương Nhất, bây giờ bọn họ dùng để khóa cả hiện trường. Nghe vậy, Vương Nhất giống như cảm ứng được, quay đầu nhìn. Chỉ thấy những vũ khí chiến tranh đó lao về bốn phương tám hướng của nhà đa năng, bắt đầu chém giết tùy bãi. Binh sĩ của chiến vực Giang Thành nổ súng. Đạn bắn vào cơ thể sắt thép, căn bản vô dụng. Cho dù có bắn vào nhục thân, bọn họ cũng không cảm thấy bất cứ đau đớn nào, biểu cảm tê liệt, tung đao sắt lên. Suốt suýt TL lại có thêm một thi thể lạnh lẽo. Rất nhanh, cả nhà đa năng đã bị khống chế. Cửa lớn ở Đông Tây Nam Bắc đều bị chặn, tất cả khán giả đều không thể chạy thoát. Có mấy người to gan, muốn cố xông ra, kết quả chỉ là máu chảy thành sống trên mặt đất, có thêm vài thi thể lạnh lẽo. Khinh Hồng, Tử Lam, Mộng Đình, ba. Dường như nhớ tới điều gì đó, Vương Nhất trực tiếp nhảy xuống lôi đài, chạy về phía khán giả. Tuy nhiên, rất nhanh Lãnh Nhan đã cản anh lại, vẻ mặt lạnh lùng nói, anh muốn đi đâu? Ân oán giữa chúng ta còn chưa kết thúc, anh không thể đi. Tránh ra, tôi phải đi cứu vợ con tôi. Sắc mặt Vương Nhất tối đi, nói với Lãnh Nhan. Vọng tưởng, Lãnh Nhan quát to một tiếng. Dao trong tay nhanh chóng đâm về phía Vương Nhất. Keng. Tuy nhiên, ngay sau đó thì truyền tới tiếng kim loại chói tai. Một người phụ nữ cũng mặc quần áo da xuất hiện ở trước mặt Vương Nhất. Chính là Khương Nhã Mi. Cô ta một đao đánh lui Lãnh Nhan, sau đó quay đầu nói với Vương Nhất, cậu đi cứu người, tôi giúp cậu cản cô tai. Cảm ơn. Vương Nhất nói một tiếng cảm ơn, sau đó lao về phía lôi đài. Đứng lại. Lãnh Nhan muốn đuổi theo thì bị Khương Nhã Mi cản lại, cô muốn đánh, tôi tiếp. Vương Nhất không ngừng tìm kiếm bóng dáng của đám Lý Khinh Hồng, nhưng trong nhà đa năng quá đông người, căn bản không tìm được. Những binh khí chiến tranh đó cũng không có tổn thương người khác, chỉ khống chế hiện trường. Chỉ cần đừng vọng tưởng chạy trốn thì bình an vô sự. Chào mừng mọi người đến tới, đại hội cứu rỗi. Đột nhiên, trong nhà đa năng rộng lớn, đột nhiên truyền tới tiếng cười của một người phụ nữ lạ. Giọng nói dùng máy khuếch âm, cả nhà đa năng đều vang vọng tiếng cười của cô ta. Vương Nhất cũng nghe thấy, anh không nhịn được mà ngẩng đầu, nhìn về một hướng. Chỉ thấy ở trên nóc của nhà đa năng có một thang máy. Một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh, mặc váy dài cung đình màu tím cầm một cái ô quý tộc, từ từ đi xuống. Trên mặt cô ta nở nụ cười thích thú, mọi người không cần hoảng sợ, tại đây, tôi giới thiệu bản thân trước. Tôi tên Angela Emilia. Mọi người có thể gọi tôi là Tử La Lan, cũng có thể gọi tôi là phu nhân. Người đằng sau tôi đều là thủ hạ của tôi.
đằng sau Tử La Lan còn có mấy người mặc áo choàng đen. Chính là Lý Tinh Sở và người đàn ông áo choàng. Lúc này, Lý Tỉnh Sở đang nhìn chăm chăm bóng lưng của Tử La Lan, anh ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ phương Tây xinh đẹp như này. Giống như cô ta thật sự là thiên sứ giáng xuống thế gian, lập tức khuynh đảo trái tim của Lý Tinh Sở. Sự xuất hiện của Tử La Lan và thủ hạ của cô ta lập tức khiến người của cả nhà đa năng hoảng sợ. Không chỉ Vương Nhất, Mục Lang, Võ Si cũng ngẩng đầu nhìn cô ta. Mọi người nhất định đều rất nghi hoặc, chúng tôi là ai, tại sao lại nhốt các người ở đây? Tử La Lan cười khanh khách, thật ra các người sau khi nghe thấy tên của tôi chắc biết tôi là ai rồi. Không sai, như cái tên Angela của tôi là thiên sứ, cứu rỗi các người, thiên sứ cứu rỗi các người. Giọng nói của Tử La Lan mang theo tính dụ dỗ nhất định. Các vị ở đây, trong cuộc đời nhất định từng hối hận vì một chuyện nào đó, tôi có thể dẫn các người hoàn toàn rời xa loại đau khổ này. Tiền đề là các người phải có can đảm, giải thoát, và một trái tim chân thành tín ngưỡng tôi. Người phương Tây nói tín ngưỡng, hơn nữa tin tưởng tà ma. Nhưng Tử La Lan cô ta cũng là con người, dựa vào đâu đại diện cho thiên sứ. Còn phá hỏng cả đại hội Bắc Cảnh, giam giữ bọn họ ở đây. Cô là thiên sứ cái cứt. Đồ Tây Trăng, cút ra khỏi nước Hy. Mau thả chúng tôi ra. Trong nhà đa năng lập tức vang lên tiếng chửi, bất luận nam nữ. Trên mặt ai cũng mang theo lửa giận. Vương Nhất lại nheo mắt lại, đánh giá người phụ nữ tự xưng thiên sứ đó. Khương Nhã Mi đang chiến đấu với Lãnh Nhan cũng run rẩy cả người. Cô ta nhận ra rồi, đây chính là người phụ nữ cô ta nhìn thấy ở trong mưa. Tiêu Minh cũng ở bên cạnh cô tan bụp. Một chút sơ ý thì bị Lãnh Nhan đá mạnh một cước bay ra 4,5 mét. Chiến đấu với tôi còn dám phân tâm. Lãnh Nhan cười lạnh, cầm đao giết tới. Còn chưa thôi à? Trong mắt Khương Nhã Mi cũng có thêm ia tức giận. Tuy cô ta biết Lãnh Nhan làm nội gián mới phản bội, nhưng lúc này cô ta vậy mà không nhìn ra Lãnh Nhan có chút nương tay nào với cô ta, dường như thật sự phản bội rồi. Hai cô gái lại quấn lấy nhau, đánh không phân cao thấp. Thiên sứ, Mục Lang và Võ Si cũng ngẩng đầu nhìn, ánh mắt hơi nheo lại. Đối với những tiếng mắng chửi dưới sân, Tử La Lan không hề để ý, cười hi hi nói. Các người không thừa nhận tôi là thiên sứ sao? Không sao hết, lát nữa các người sẽ thừa nhận thôi. Nói xong, cô ta liếc nhìn Lý Tỉnh Sở ở đằng sau. Lý Tỉnh Sở hiểu ý, lập tức lấy ra một thiết bị điều khiển, ấn. Cả nhà đa năng lại chấn động, khán đài phía đông xảy ra vụ nổ, hóa thành một khoảng hoang tàn. May mà đám đông đã được người của chiến vực tập trung lại, không có ai bị chôn vùi. Nhưng vụ nổ quy mô lớn như vậy vẫn dọa bọn họ giật mình. Những tiếng mắng chửi kia lập tức biến mất. Tử La Lan cười ha ha nói, tôi nghĩ, các người đối với thiên sứ chắc tồn tại hiểu lầm gì nữa. Tôi có thể cứu rồi sinh mạng của các người, cũng có thể vứt bỏ sinh mạng của các người, Thượng Đế sẽ tha thứ cho tôi. Tử La Lan ở trước vẽ tình chữ thập, thần sắc chân thành. Cả nhà đa năng bị gài bom, nếu ai còn nghi ngờ tôi một câu. Tôi cho thủ hạ của tôi cùng lúc cho nổ tất cả số bom. Soạt. Lời này vừa dứt, người trong nhà đa năng đều sợ hãi, nhất thời vậy mà vô cùng yên tĩnh. Tử La Lan lại nhìn sang tất cả các gia tộc, đanh giọng nói, ở đây chắc tập trung gia tộc hào môn của ba thành phố lớn như Yên Kinh, Thiên An, Giang Thành nhỉ. Tôi cho các người một cơ hội thần phục tôi tha cho các người, ngược lại cửa lớn của địa ngục mở ra cho các người. Nghe thấy lời của Tử La Lan. Bất luận là người của Thiên An, hay Giang Thành, hoặc của vương tộc Yên Đô, vẻ mặt mang theo sự hoảng loạn. Không thần phục thì chết. Nhất thời, trong cả nhà đa năng tản mạn khí tức tử vong nồng đậm. Tử La Lan quay đầu liếc nhìn Lý Tinh Sở ấn nút trong tay. Bùm! Bom lại nổ tung. Á! Cứu mạng! Vân không có người thương vong, nhưng tâm thần của người ở đây đều đang sụp đổ dần dần. Thần phục hay chết? Giọng nói của Tử La Lan vẫn cao cao tại thượng, vang vọng trong khắp nhà đa năng. Nhà họ Lục chọn thần phục. Cuối cùng cũng xuất hiện người đầu hàng, nhà họ Lục của Giang Thành. Soạt, sau khi Lục Viên nói xong câu này, bất luận là Giang Thành hay Thiên An, hoặc là vương tộc Yên Đô đều dậy sóng. Lục Viên, ông dám phản bội cậu vương. Phía nhà họ Hạ lãm mặt mày tức giận quát. Nhà họ Hồ do Hồ Hoàng Việt đại diện cũng tức giận nhìn. Bây giờ gần như thế lực của cả Giang Thành đều biết, nhà họ Lục cũng thần phục Vương Nhất.
không ngờ lại phản bội nhanh như thế. Ánh mắt Vương Nhất hơi nheo lại, sâu trong mắt xẹt qua một tia sắc lạnh. Nói thật, đối với sự phản bội của nhà họ Lục, anh không bất ngờ. Dù sao anh và nhà họ Lục vốn là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Nhưng không ngờ nhà họ Lục lại phản bội nhanh như thế. Lục Viên cũng tức giận, vẻ mặt tái xanh, Hạ Lãm, ông bớt chụp mũ cho tôi đi, tình huống bây giờ kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, tôi khuyên nhà họ Hạ và nhà họ Hồ các ông cũng đầu hàng đi. Lục Viên lớn tiếng nói, dẫn theo đám người Lục Kiệu đứng hết ra. Hành vi này càng khiến đám người Hạ Lãm tức giận, ông ta tức tới trợn mắt. Nhà họ Hạ tôi mãi mãi sẽ không phản bội cậu Vương. Tùy ông. Lục Phiên hừ lạnh một tiếng, sau đó trên mặt mang theo nét sợ hãi, nói với Tử La Lan ở trên thang máy, phu nhân, nhà họ Lục tôi nguyện ý thần phục, làm việc cho co. 6. Tử La Lan cười khanh khách, rất thích thú nhìn gia chủ đầu tiên đầu hàng, từ từ nói, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, nhưng nói miệng chỉ là nói suông, ông phải chứng minh như nào là thật lòng thần phục tôi. Lục Phiên cả người run lên, vội vàng hô to, phu nhân, dạo gần đây nhà họ Lục phát triển rất tốt. Mở ra thị trường ở Thiên An, hợp tác với rất nhiều xí nghiệp ở Thiên An, tôi bằng lòng dâng hiến 50% lợi nhuận của những hợp tác này để bày tỏ thành ý của nhà họ Lục tôi. Nói xong, anh ta thật sự gọi người soạn hợp đồng, nâng lên trong tay. Lục Phiên, ông có thể không biết xấu hổ nữa không, những hợp tác này đều là cậu Vương cho ông, không có cậu Vương, ông, có thể có thành tựu như ngày hôm nay không? Hạ Lam mặt mày tức giận, quát lên. Im miệng. Lục Phiên cũng tức giận quát, người không vì mình, trời chu đất diệt, ở đây gài bom ở khắp nơi, ngoài đầu hàng, còn có cách khác sao? Câu này đã lay động tâm tư của một số gia tộc lớn bé ở đây, không ai ngờ được, đại hội Bắc Cảnh cuối cùng biến thành một bữa tiệc bom nổ. Mạng của tất cả mọi người đều nằm trong ai người phụ nữ tên Tử La Lan này. Ở trước mặt sinh mạng, con người rất điên do. Chú Hạ, nói thật với các người. Nhà họ Lục tôi căn bản không thần phục Vương Nhất đó từ tận đáy lòng. Lúc này, Lục Kiệu bỗng lên tiếng, trên mặt anh ta mang theo nụ cười lạnh. Cái gì? Lời này vừa dứt, Hạ Lãm, Hồ Hoàng Việt, bao gồm cả thế lực ở Thiên An như Lương Nhật Tân, Tôn Chính Vũ cũng thay đổi sắc mặt. Lục Kiệu cười lạnh nói, Vương Nhất chẳng qua chỉ là một kẻ ở rể còn con, còn là loại không được nhà họ Lý công nhận, có tư cách gì kêu nhà họ Lục tôi thân phục. Nhà họ Lục tôi thân phục chỉ là lợi dụng anh ta mà thôi. Gia tộc phần phục anh ta càng nhiều, đối với nhà họ Lục tôi càng có lợi, anh ta chẳng qua chỉ là công cụ để nhà họ Lục tôi trở thành hào môn siêu cấp mà thôi. Nếu đã xé toạc mặt, cũng không sợ bị người khác chỉ trích. Những lời Lục Kiệu nói ra, lập tức gây xôn xao. Đám người Hạ Lãm, Hồ Hoàng Việt đều kinh ngạc không nói thành lời. Sắc mặt Vương Nhất lạnh lẽo, nhưng không mở miệng. Lục Kiệu lắc đầu. Cười nói, vốn còn muốn giấu một khoảng thời gian nữa, không ngờ xảy ra chuyện này, hết cách rồi, vì để bảo vệ tính mạng, chỉ có thể vạch rõ mục đích. Đồ vô ơn. Lấy oán báo ơn. Đối với hành vi như này, rất nhiều gia tộc đều cảm thấy vô sỉ, lũ lượt mở miệng mắng chửi. Nhất thời, danh tiếng của Lục Kiệu cực kỳ hệ, Tử La Lan cũng không ngăn cản, mà cười hi hi nhìn sự việc phát triển. Tùy các người nói sao thì nói, nhà họ Lục tôi tuyên bố đầu hàng. Lục Phiên và Lục Kiêu lạnh lùng nói. Hạ Lãm lạnh lùng nói, nhà họ Lục làm như vậy, không sợ trở thành mục tiêu của các gia tộc hay sao? Ha 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 ha. Lục Phiên cười cuồng vọng, mục tiêu, ai dám? Những gia tộc không thần phục như các người sắp bị nổ chết rồi, tới gì tới chuyện ra tay với nhà họ Lục tôi? Thời đại của nhà họ Lục tôi sắp tới rồi. Trong mắt Lục Phiên mang theo sự điên rồ. Khoảng thời gian này, nhà họ Lục có được rất nhiều hợp tác. Thực lực tổng hợp nằm trong danh sách ba đại hào môn, cộng thêm chuyện của đại hội Bắc Cảnh, sự diệt vong của nhà họ Hạ và nhà họ Hồ là điều chắc chắn rồi, nhà họ Lục của anh ta đã năm trùm rồi. Rất tốt. Tử La Lan cười thành tiếng, vỗ tay vì Lục Viên, do ông là nhà đầu tiên đầu hành, lại có lòng thành, tôi hứa, nhà họ Lục của ông không những sẽ trở thành gia tộc đứng đầu ở Giang Thành, có một ngày có thể tiến quân Yên Kinh, thay thế một vương tộc Yên Đô nào đói. Mồ lời này vừa dứt. Người của tất cả gia tộc đều sửng sốt. Ngay cả Lục Viên cũng kinh ngạc. Lời này chỉ cái gì? Không phải nhà họ Lục sẽ trở thành bá chủ, mà. Có một vương tộc Yên Đô sẽ bị tiêu diệt. Ở đây có tổng cộng 5 vương tộc Yên Đô là Lý Thị, Lạc Thị, Tần Thị, Vương Thị, Diệp Thị, rốt cuộc là nhà nào sẽ bị tiêu diệt. Nhất thời, trái tim của người thuộc 5 đại vương tộc đập rất nhanh,
Tôi đầu hàng. Tôi cũng đầu hàng. Cầu xin cô, đừng tổn thương chúng tôi cũng chọn đầu hàng. Nu lúc này đã có rất nhiều gia tộc nhỏ không chịu được nữa, bắt đầu xin tha. Tử La Lan cười ha ha nói, chỉ cần đầu hàng, làm việc cho tôi, gia tộc nhỏ tôi có thể nâng đỡ thành gia tộc lớn tôi có thể cho nó vào hàng ngũ vương tộc, vốn là vương tộc, tôi cho nó tiến thêm một bước, biến thành hoàng tộc nước Hy. Giọng nói của Tử La Lan như chúa cứu thế, khiến tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Vương Nhất cũng hơi thay đổi sắc mặt. Chỉ vì Tử La Lan nhắc tới hoàng tộc nước Lích từ trong miệng của Tần Hồng Long anh biết được, trên 9 đại vương tộc Yên Đô còn có hoàng tộc nước Hát. Bọn họ ẩn thế mà độc lập, có người chuyên câu thông, gọi là thiên nữ. Gia tộc bình thường rất ít nhà biết tồn tại của hoàng tộc nước Hát, nhưng Tử La Lan này lại rất rõ, do đó có thể thấy, cô ta căn bản không để hoàng tộc nước Hát vào trong mặt. Tổ chức võng lượng này rốt cuộc lớn cỡ nào? Ánh mắt Vương Nhất tối tăm, lần đầu tiên cảm thấy áp lực. Lần này, các gia tộc các nơi điên cuồng. Mặc kệ là vì cầu sống, hay là vì phát triển của gia tộc, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Nhà họ Bạch ở Kim Thành đầu hàng. Nhà họ Ngụy ở Ninh Thành đầu hàng. Nhà họ Phan ở Lệ Hà đầu hàng. Nhất thời, rất nhiều các gia tộc chọn đầu hàng. Đôi môi bóng của Tử La Lan hơi nhếch lên, nở nụ cười lạnh lùng. Như vậy, cô ta đã chiếm lĩnh rất nhiều thành phố. Còn có ai muốn thần phục không? Thời gian không đợi người đâu. Vẻ mặt Tử La Lan rất thích thú, sau một phút gia tộc không thần phục, chỉ có thể xuống địa ngục. Giọng nói Tử La Lan đầy dụ dỗ, nhưng lại giống như đếm ngược cái chết. Một phút sau, tất cả các gia tộc không thần phục đều sẽ bị tiêu diệt. Những gia tộc đã thần phục kia lũ lượt thở phào như chút được gánh nặng. Sau đó có chút vui sướng nhìn thấy người khác gặp nạn mà nhìn sang những gia tộc không đầu hàng kia, trong ánh mắt mang theo sự trào phúng. Hạ lãm, nhà họ các ông vẫn không đầu hàng sao? Còn cả nhà họ Hồ, tôi thấy Hồ Cương là già rồi hồ đồ, vậy mà giao vị trí gia chủ cho ông. Lục Phiên nhìn Hạ Lãm và Hồ Hoàng Việt với vẻ trào phúng, trọng giọng nói không che đậy được mỉa mai. Tuy nói như vậy, nhưng Lục Phiên không hề hy vọng bọn họ đầu hàng. Bởi vì đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nhà họ Lục chính là nhà họ Hồ và nhà họ Hạ. Nếu nhà họ Hạ và nhà họ Hồ bị tiêu diệt ở đây, vậy nhà họ Lục thật sự là năm chùm. Lục Phiên nằm mơ cũng muốn nhìn thấy hình ảnh như này. Bây giờ, bắt đầu tính rời. Trên mặt Tử La Lan nở nụ cười như ác ma, trong tay còn cầm một cái đồng hồ cát nhỏ giống như thiết bị tính giờ. Thời gian trôi qua, cát ly tỷ cũng không ngừng chảy xuống, coi như đếm ngược của sinh mạng. Gia chủ, ngài vẫn đang kiên trì cái gì, mau đầu hàng. Gia chủ, xung quanh đều bom, chúng tôi không muốn chết. Gia chủ, ở nhà họ Hạ, đã có người không chịu được sự sợ hãi của cái chết. Tính mạng của bọn họ chỉ còn chưa tới một phút. Trong khoảng thời gian này, không có gia tộc, không có tình nghĩa, chỉ có tính mạng của bản thân. Hồ Hoàng Việt, ông còn ngây ra làm gì? Mau đầu hàng. Ông muốn hại chết chúng tôi sao? Thật sự không hiểu sao ông tại lại giao vị trí gia chủ cho ông. Sắp hết thời gian rồi. Thấy đồng hồ cát nhỏ đó sắp chảy hết cát, nhưng Hồ Hoàng Việt và Hạ Lãm đều không đầu hàng, làm cho không ít người trẻ tuổi bị dọa ngu, còn có người bị dọa đái ra quần. Còn 10 giây. Tử La Lan nhắc nhở. Lý Tỉnh Sở ở đằng sau nhìn Tử La Lan với vẻ kinh hãi. Lúc này, anh ta mới thật sự thấy được người phụ nữ này đáng sợ cỡ nào. Cô ta rất giỏi khơi dậy nhân tính đen tối nhất. Dường như chú ý tới ánh mắt của Lý Tỉnh Sở, Tử La Lan đột nhiên mở miệng, nói, em trai nhỏ, cậu phải hiểu một chuyện, trên thế giới này cái không đáng tin nhất chính là con người. Tiếp theo, cậu sẽ thấy được một bữa tiệc nhân tính. Tử La Lan dùng một loại giọng nói như phán quyết, Lý Tinh Sở nghe mà tái mặt, trên trán thậm chí đổ mồ hôi hột. Ở một khía cạnh nào đó, Tử La Lan quả thật là thiên sứ cứu mạng của một số người. Đồng thời cũng là người đưa tang của một số người. Xem lựa chọn như nào. Vương thị tôi, băng lòng đầu hàng. Cuối cùng, Vương Hạn Kiệt không chống đỡ được nữa, đại diện Vương thị đầu hàng. Soạt. Sau khi Vương thị đầu hàng, xung quanh xôn xao. Ngay cả vương tộc Yên Đô cũng đầu hàng. Lúc này, những gia tộc khác mặt xám như cho, cũng chỉ có thể đầu hàng theo. Cuối cùng, cát trong đồng hồ cát chảy hết, vẫn có một vào gia tộc không đầu hàng. Thời gian đã tới, để tôi xem thử có những gia tộc nào quật cường tới vậy. Tử La Lan hơi cúi người, ánh mắt quét qua.
Hiện người rất đông người, nhưng cô ta vẫn nhạy bén tìm được gia tộc không đầu hàng. Nhà họ Hạ, nhà họ Hồ của Giang Thành. Nhà họ Kim, nhà họ Lương, nhà họ Tôn, nhà họ Đồng, nhà họ Diệp của Thiên An, khá nhiều. Lý Thị, Tân Thị, Lạc Thị, Diệp Thị của Yên Kinh, không hết nhỉ. Các người thật sự ngây thơ cho rằng, các người là vương tộc Yên Đô thì tôi không dám giết các người sao. Trong giọng điệu của Tử La Lan mang theo sự kinh ngạc, nhưng nụ cười trên khóe môi lại dần trở nên tàn ác. Vương Nhất từ đầu tới cuối không có hiện thân, cũng không lên tiếng, chỉ đứng trong đám đông, nheo mắt nhìn. Lúc này, anh đã tháo mặt nạ xuống, không có ai nhận ra anh là ẩn chủ. Chúng tôi sẽ không phản bội cậu Vương, mãi mãi không làm kẻ phản chủ. Ánh mắt Hạ Lãm rét lạnh, lớn giọng nói. Nhà họ Hồ tôi cũng như vậy. Hồ Hoàng Việt cũng nói như thế. Còn cả nhà họ Kim ở Thiên An nữa. Nhà họ Lương ở Thiên An. Nhà họ Tôn ở Thiên An. Nhà họ Đồng và nhà họ Diệp. Em gia chủ của các đại gia tộc lũ lượt mở miệng. Ha ha hai. Lục Phiên cười lớn tiếng, cười có mức điên dại. Hạ Lãm, Hồ Hoàng Việt, nên nói các ông có dũng khí, hay là ngu xuẩn đây? Chết tới nơi rồi, đương nhiên là bảo vệ tính mạng quan trọng nhất, các ông không phải thật sự cho rằng Vương Nhất đó có thể cứu các ông đấy chứ. Lục Phiên mặt mày đầy khinh bỉ, anh ta ngay cả hiện trường của Đại hội Bắc Cảnh cũng không đi vào được, làm sao cứu được các ông? Nhà họ Hạ, nhà họ Hồ, các ông xong đời rồi. Lúc này, Lục Phiên có loại cảm giác ra vẻ. Nếu là trước kia, nhà họ Lục không thể vượt qua nhà họ Hạ và nhà họ Hồ. Nhưng bây giờ, nhà họ Lục đứng đầu ở Giang Thành, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lục Phiên nhìn sang Tử La Lan, cầu xin, phu nhân, tôi cầu xin, nếu những gia tộc này bị tiêu diệt, sản nghiệp của bọn họ có thể do nhà họ Lục tôi tiếp quản. Tử La Lan gật đầu, đồng ý, được, ông là người dân đầu những bên đã đầu hàng, có ư cách tiếp quản. Cảm ơn phu nhân. Lục Phiên kích động tới mức gần như không khép được mồm. Không chỉ có thể thôn tính nhà họ Hạ và nhà họ Hồ, còn cả những gia tộc hào môn ở Thiên An, vậy nhà họ Lục của anh ta chẳng phải là hào môn đứng đầu thành phố G hay sao? Tuy nhiên, Hạ Lãm căn bản không nhúc nhích, Lục Phiên, ông không phải thật sự nghĩ rằng, sự phản bội của ông, cậu Vương sẽ không làm gì ông chứ? Ha ha ha! Lục Phiên cười khinh thường, các người vẫn trông mong anh ta tới sao? Anh ta sẽ không tới đâu. Thời gian đã hết, nhưng Tử La Lan không có ấn công tắc kích bom. Cô ta nhìn sang Lý Thị, Tân Thị, Lạc Thị và Diệp Thị, nói, lý do các người không đầu hàng là gì? Lý Thế Nhân lúc này đã đi tới bên cạnh Tử La Lan, khẽ mỉm cười, xin lỗi, con người tôi không thích thần phục, đặc biệt là phụ nữ, còn là người nước ngoài. 20 năm trước tôi đã từng thần phục một người phụ nữ, bây giờ tôi không muốn thần phục lần thứ hai. Trong mắt Tử La Lan vụt qua một tia sắc lạnh, đối với Lý Thế Nhân, cô ta vậy mà cảm thấy hơi kiêng kỵ. Không có lên tiếng, lại nhìn sang Lạc Thị và Diệp Thị, các người thì sao? Lạc Thanh Hiền liếc nhìn cô ta với vẻ điềm nhiên, cô cũng chỉ biết chơi tí trò sau lưng, không có gì ghê gớm cả. Diệp Thúy như cười lạnh một tiếng, đời này tôi chưa từng cúi đầu, trước kia không, bây giờ không, sau này càng không, hơn nữa còn là một người phương Tây. Trong mắt Tử La Lan cũng ánh lên sự tức giận hiếm thấy, lát nữa các người sẽ thần phục. Vậy ông thì sao? Tử La Lan lại nhìn sang Tân Thị. Tân Vĩnh Nghiêm ngước đôi mắt phẫn đục, hờ hững nói, tôi già rồi, eo không tốt, không thích cúi đầu. Hơn nữa, cô để thủ hộ mục và ngài võ si trong đại hội ở đâu? Tân Vĩnh Nghiêm lạnh lùng mở miệng. Oanh! Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều run người. Đúng thế! Bọn họ còn có Mục Lang và võ sĩ người phụ nữ phương Tây, cô không ngoan ngoãn ở nước của cô, chạy tới đây làm gì? Cả hiện trường vang lên giọng nói lạnh lùng của Mục Lang. Keng, keng, keng ngồ. Hiện trường cũng vang lên tiếng bước chân nặng nề. Một cỗ sát khí mạnh mẽ tỏa ra. Mục Lang dù sao cũng là người thủ hộ của biên giới phía Tây, lúc này sát khí giải thích toàn bộ, ngay lập tức cả nhà đa năng đều tản mạn một cỗ sát khí cuồn cuộn. Tay của Võng Lượng các người vươn quá nhiều rồi, coi nước hát tôi không có ai à. Võ sĩ cũng khẽ thở dài, bước ra. Hiệp hội võ đạo ở đâu? Giọng nói bình thản của võ sĩ truyền khắp ở hiện trường. Dưới giọng nói này, cường giả của hiệp hội võ đạo vốn chiến ý cuồn cuộn, ai nấy cũng như gà trọi, ánh mắt cháy bỏng nhìn võ sĩ ấy, đây chính là tín ngưỡng của bọn họ. Thần của bọn họ võ sĩ là vô địch, có võ sĩ ở đây, bọn họ tất thắng.
Trên thang máy, Lý Tỉnh Sở mặt mày kinh sợ nhìn đội hình này, nói với Tử La Lan, phu nhân, bây giờ phải làm sao, hai người bọn họ, một người là người thủ hộ trấn thủ biên giới phía Tây, người còn lại là võ si người sáng lập chiến thần môn, hai người đều là cao thủ tuyệt thế. Bụp! Vào lúc này, một bóng đen xông ra, tay cầm dao, mạnh mẽ lại độc lập. Đằng sau cô ta cũng có một người phụ nữ mặc đồ da màu đen. Chính là Khương Nhã Mi và Lãnh Nhan. Xin lỗi, tôi không phải đối thủ của cô ta. Trên người Lãnh Nhan rách vài chỗ, khóe miệng cũng dính máu, yếu ớt nói. Lý Tỉnh Sở nhìn, sắc mặt càng thêm hoảng hốt. Xong rồi, Lãnh Nhan cũng thua rồi, giờ phải làm sao? Phu nhân, có phải chơi lớn rồi không? Đối phương có hai cường giả tuyệt thế tọa chấn, mà bên phía anh ta, chỉ có một mình người đàn ông mặc áo choàng, rơi ở thế yếu. Còn Tử La Lan, anh ta chỉ cảm thấy bối cảnh của cô ta rất sâu, nhưng phương diện thực lực, căn bản không thể trông mong vào cô a. Tử La Lan không lên tiếng, chỉ nheo mắt lại, đánh giá Lãnh Nhan ở bên dưới. Máu trên người cô ta là thật, bị Khương Nhã Mi đánh trọng thương. Cuối cùng, cô ta vẫn thu hồi ánh mắt. Lãnh Nhan lúc này mới thở phào, ánh mắt hơi liếc nhìn Khương Nhã Mi. Ánh mắt của hai cô gái chạm nhau, giống như đạt được hợp tác gì đó. Thần sắc của người đàn ông mặc áo choàng bình tĩnh, hai người bọn họ mà thôi, không phải không ứng phó được. Vậy cộng thêm tôi thì sao? Đột nhiên, ở hiện trường lại truyền tới giọng nói hờ hững của một người đàn ông. Lý Thế Nhân bước ra, vẻ mặt bình tĩnh. Gia chủ. Lý Tinh Sở có vẻ kinh sợ, anh ta đã từng thấy thực lực của Lý Thế Nhân, dốc toàn lực, đoán chắc sẽ không kém võ si và mục lang. Trên mặt Lý Thế Nhân nở nụ cười lạnh nhạt, ngoài tôi ra, còn có một người có thể đánh bất phân thắng bại với tôi, thiết nghĩ cậu ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, bốn người chúng tôi, đánh một ông, như thế nào? Lần này, người đàn ông mặc áo choàng không nói gì nữa. Hai đánh một, ông ta có thể xoay sở. Ba đánh một, gần như là bị treo đánh. Càng đừng nói, còn có một ẩn chủ không yếu hơn Lý Thế Nhân. Thực lực của ông ta có thể là mạnh nhất trong số bọn họ. Người ở bên trong nghe đây, các người đã bị bao vây, mau chóng đầu hàng, nếu không chúng tôi sẽ tấn công vào. Đột nhiên, bên ngoài nhà đa năng truyền tới một âm thanh từ thiết bị khuếch âm. Âm ầm ầm. Cùng lúc này, mọi người còn nghe thấy tiếng mặt đất chấn động nhẹ. Đội ngũ của chiến vực đã tới, thậm chí còn cầm pháo cối. Bùm. Thậm chí để thị uy, pháo cối ở bên ngoài còn bắn một phát lên trên không. Ngay lập tức, ở đây tản mạn mùi thuốc súng. Bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Muốn khai chiến sao? Ánh mắt của Mục Lang, Võ Si, Lý Thế Nhân lạnh lẽo, nhìn như hổ rình mồi. Muốn khai chiến sao? Muốn khai chiến sao? Muốn khai chiến siêu tiếng gầm tức giận của ba người Võ Si, Mục Lang, Tử La Lan vang vọng cả nhà đa năng, hình thành hồi âm, mãi không tiêu tán. Một cỗ sát khí mạnh mẽ sinh ra. Bên ngoài nhà đa năng, còn có tiếng thiết giáp ầm ầm. Mùi tỏa ra. Tiếng la giết chấn động trời xanh. Ở loại khí thế này, người ở trong nhà đa năng cũng chiến thắng nổi sợ, mọi người trở nên không sợ nữa. Chiến ý có thể lây nhiễm cho người khác. Cục diện bây giờ đã hoàn toàn nghịch chuyển. Không ai sợ hãi, cũng không có sợ hãi nữa. Chỉ có vạn người một lòng, chiến thắng kẻ địch. Hạ Lãm cười ha hả, thấy vẻ mặt Lục Viên trở nên dần khó coi thì nói, Lục Viên, bây giờ, ông hối hận chưa? Chiếc vực Giang Thành bắt đầu phát lực rồi, đã phái chuyên gia của tổ xử lý bom chuyên nghiệp nhất, loại bỏ số bomi. Ông quá xem thường Giang Thành rồi, cũng quá xem thường nước Hát sẽ không mặc kệ người dân không đếm xỉa, những gia tộc đầu hàng như các người, về sau đợi bị tiêu diệt đi. Hồ Hoàng Việt cũng phụ họa, trong lòng vô cùng sảng khoái. Nhà họ Lục, Vương Thị và những gia tộc phản bội kia, bọn họ không tin nước Hát, không tin chiến lực của Giang Thành. Gia tộc như này giữ lại có tác dụng gì? Bất cứ gia tộc không tin tưởng nước Hát, mặc kệ mạnh cỡ nào đều phải tiêu diệt. Lục Phiên và những gia tộc đã đầu hàng kia mặt mày đều rất khó coi, trên trán đổ mồ hôi hột. Nhất thời, trong lòng bọn họ sinh ra một chút cảm xúc hối hận. Tại sao phải đầu hàng chứ? Kiên trì thêm tí nữa thì sẽ có người tới cứu bọn họ rồi. Ở thời đại thông tin phát triển như này, một chút chuyện nhỏ cũng sẽ được phóng đại vô hạn. Càng đừng nói chuyện dân chúng bị nhốt ở trong nhà đa năng Giang Thành. Trải qua khoảng thời gian này, sợ rằng đã náo tới mức ai cũng biết rồi nhỉ. Lục Kiệu rút điện thoại ra,
tùy tiện xuất thì ra vụ nổ ở nhà đa năng Giang Thành. Trên mạng cũng bùng nổ rồi. Thậm chí đã nhận được sự coi trọng của cả nước khi một phương gặp nạn, tám phương chỉ viện. Không chỉ tổ gỡ bom chuyên nghiệp nhất cả nước đã tới, còn có cơ quan đặc biệt của nước Hát, cũng cử người tới. Sự bị của ẩn vu, chạy từ Sơn Trang Anh Liệt tới. Khi lượt tới tin tức này, tất cả các gia tộc đầu hàng đều sụp đổ. Mà những gia tộc không đầu hàng như nhà họ Hạ, nhà họ Hồ, nhà họ Kim, nhà họ Lương, thì lại mặt mày phấn khích. Ẩn vu cũng tới rồi. Cho dù chỉ là dự bị, nhưng tin chắc với thực lực và sự chuyên nghiệp của bọn họ, nhất định có thể thành công hóa nguy thành an. Trong đám đông, Vương Nhất lặng lẽ để điện thoại xuống. Chính là anh đã liên lạc với ẩn vu, nhanh chóng tới ứng cứu. Người bị nhốt trong nhà đa năng ít nhất có hơn 20,30 nghìn người, một con số lớn như này, một mình anh không kịp cứu viện. Hơn nữa anh còn phải đi tìm người nhà của anh. Không có bất cứ do dự, Vương Nhất lại tìm kiếm đám người Lý Khinh Hồng, Vương Tử Lam. Người bên trong nghe đây, pháo cối đã nhắm vào các người, bỏ vũ khí xuống, mau chóng đầu hàng. Nhắc lại lần nữa, pháo cối đã nhắm vào các người, bỏ vũ khí xuống, mau chóng đầu hàng. Bên ngoài nhà đa năng truyền tới giọng nói âm trầm của Tiêu Hồng Cương, thủ lĩnh của chiến vực Giang Thành. Nghe thấy câu nói này, Lý Tinh Sở sớm đã bị dọa tái mặt, cả người mềm nhũ, ngay cả đứng cũng đứng không vững. Phu nhân, chúng ta phải làm sao đây, pháo cối cũng nhắm vào chúng ta rồi. Chúng ta có phải đã làm quá rồi không, vụ nổ ở nhà đa năng Giang Thành đã dẫn tới sự chú ý của cả nước. Sắc mặt của Tử La Lan cũng lập tức trở nên âm trầm. Cục diện hiện nay nghịch chuyển, cô ta cũng cảm thấy hơi áp lực. Có điều, cục diện vẫn chưa vượt ngoài tầm kiểm soát của cô ta. Rồi, Tử La Lan xoay người nhìn sang người đàn ông mặc áo choàng, giọng điệu lạnh lùng hạ lệnh một tiếng. Vâng, phu nhân. Rơi đáp một tiếng, sau đó cầm lấy thiết bộ kích nổ, ấn một cái. Thỉu, âm ầm. Lại một tiếng nổ inh tai nhức óc vang lên, trong nhà đa năng lại truyền tới tiếng hét kinh sợ. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc, tiếng dâm đạp vang lên, hình thành một bản nhạc tuyệt vọng. Châu Vương Nhất đứng, cũng chịu ảnh hưởng. Cơ thể của anh lảo đảo, sau đó ngẩng đầu, mặt mày u ám nhìn về phía Tử La Lan. Loại tình huống này, cô ta vậy mà còn dám kích bom nổ. Giọng điệu của Tử La Lan trở nên lạnh lẽo vài phần. Không cho các người biết mùi, có phải đã quên các người đều là con tin của tôi rồi không? Tôi mới là người khống chế ở đây, mạng của các người do tôi quyết, từ khi nào tới lượt các người ngông cuồng. Giọng nói của Tử La Lan ẩn chứa một chút tức giận, ngay sau đó, giọng của cô ta nâng lên quãng tám. Người bên ngoài nghe đây, lập tức chuyển pháo cối và xe bọc thép của các người đi, còn cả tiểu đội gỡ bom, lùi ra ngoài 1.000 mét. Nếu còn để tôi nghe thấy một chút tiếng pháo cối, tôi lập tức cho nổ toàn bộ số bom ở đây, nổ chết tất cả mọi người ở bên ngoài nhà thể chất, Tiêu Hồng Cương rõ ràng rơi vào trong trầm mặc. Mục đích hàng đầu của bọn họ là cứu người, chứ không phải bắt tội phạm. Chúng tôi có thể làm theo, nhưng cô cũng không thể tổn thương con tin. Giọng nói của Tiêu Hồng Cương mềm mỏng hơn. Tử La Lan lạnh lùng nói, các người không có tư cách mặc cả với tôi. Còn cả tất cả những người ở trong nhà đa năng, trừ những gia tộc đầu hàng ra, tất cả mọi người đều không được mở điện thoại, nếu không chết. Bùm! Người sinh hóa chờ mệnh bất cứ lúc nào trực tiếp nổ súng, độ chính xác tuyệt đối, trực tiếp đánh nổ điện thoại trong tay của một con tin. Dựa người đó bị dọa mất hết hồn vía, cả người mềm nhũn ra đất. Ha ha ha! Nhìn thấy một màn này, Lục Phiên lại không nhịn được mà cười to. Vừa rồi quả thật dọa tôi giật mình, không ngờ chỉ là phô trương thanh thế, mèo giả hổ thôi, tù nhân thì nên có dáng vẻ của tù nhân, ngoan ngoãn cho tôi. Khí thế Lục Phiên nên cao, mở miệng mắng chửi. Tử La Lan lại nhìn sang ba người Mục Lang, Võ Si, Lý Thế Nhân, ba người rất mạnh, nếu đánh thật, bên chúng tôi sẽ chịu thiệt rất lớn, nhưng tôi tại sao phải đánh với các người chứ? Người thủ hộ biên giới phía Tây, Võ Si, gia chủ của Lý Thị, các người có mạnh nữ, cũng chỉ có một mình, có thể cứu được nhiều người ở đây không? Lời của Lục Phiên đã dội một chậu nước lạnh cho tất cả mọi người, phần lớn mọi người đều có vẻ mặt xám như tro. Phải, bọn họ có mạnh nữa, cũng chỉ là một người, có thể khiến tất cả mọi người đều sống sao? Sắc mặt của Mục Lang u ám nhìn Tử La Lan, cô rốt cuộc muốn như nào? Võ Si cũng mở miệng nói, cô gài bom, để người của cô khống chế cả nhà đa năng, lại không kích nổ,
cũng không cho người chém giết, mục đích chỉ là biến 20,30 nghìn người dân trong nhà đa năng thành con tin để uy hiếp nhỉ. Không sai, không là hổ là võ sii. Tử La Lan cười khanh khách, ông nói không sai, tôi làm những chuyện này, chỉ để bắt những người này làm con tin của tôi. Lúc đầu tôi không phải đã nói rồi hay sao? Chỉ cần các người phối hợp, tôi chính là chúa cứu thế của tất cả các người. Nói ra điều kiện của cô đi. Võ Sỉ lạnh lùng nói. Vậy tôi nói nha. Tử La Lan dừng lại một chút, sau đó thích thú nói, mục đích thật sự của tôi là ẩn chủ. Oanh! Câu nói này của Tử La Lan vừa dứt, người trong nhà đa năng đều sốc. Trong mắt của tất cả mọi người đều có vẻ sững sờ. Ẩn chủ! Ẩn chủ nào? Vương Nhất cũng khựng bước, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tử La Lan. Mục Lang cũng hơi thay đổi sắc mặt, nói, ở đây không có ẩn chủ mà cô tìm. Ngược lại có một tuyển chủ có biệt danh là ẩn chủ. Tử La Lan cười ha ha nói, ẩn chủ mà tôi muốn tìm không phải là ẩn chủ dùng biệt danh giả mạo, mà là ẩn chủ của biên giới phía Bắc. Lời này vừa dứt, sự sững sờ trong mắt mọi người càng thêm đậm. Ẩn chủ của biên giới phía Bắc. Lẽ nào, ẩn chủ của biên giới phía Bắc cũng ở đây sao? Vô số người nhìn xung quanh, nhưng tìm mãi cũng không biết ẩn chủ là ai. Ẩn chủ trước giờ chưa từng công khai xuất hiện ở trong tâm mắt của mọi người. Là nhân vật trong truyền thuyết. Không thể nào, ẩn chủ của biên giới phía Bắc tuyệt đối không thể ở đây. Câu nói này đã kích thích tới Mục Lang, sắc mặt của anh ta lập tức trở nên u ám, còn có mồ hôi chảy xuống từ trên trán của anh ta. Nếu ẩn chủ của biên giới phía Bắc ở đây, vậy người chủ trì của Đại hội Bắc Cảnh đâu tới lượt anh ta? Người thủ hộ biên giới phía Tây và ẩn chủ của biên giới phía Bắc, bất luận là địa vị hay thực lực đều kém xa. Ai nói không thể? Tử La Lan lại cười khúc khích, ẩn chủ của biên giới phía Bắc ở đây, chỉ là các người không biết mà thôi. Sắc mặt Vương Nhất càng thêm u ám, trong lòng cũng dấy lên một chút cảm xúc bất an. Đối phương đã tính toán tỉ mỉ, hoàn toàn là nhằm vào anh mà tới. Với năng lực tình báo của, võng lược, không thể không biết anh là ai, cũng đương nhiên tra ra người thân của anh. Phải nhanh chóng tìm được Lý Khinh Hồng. Chen trong biển người, Vương Nhất lòng nóng như lửa đốt. Lo lắng tìm kiếm bóng dáng của Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam. Tử La Lan cười nói, mục đích của tôi chỉ có một mình ẩn chủ, cho các người thời gian một tiếng, chỉ cần các người có thể tìm được ẩn chủ ở đâu và khiến người đó đi ra, tôi thả tất cả các người ra ngoài. Ngược lại, hết một tiếng, các người không tìm được ẩn chủ, hoặc không ai đúng ra, xin lỗi, tất cả mọi người đều phải xuống địa ngục. Lời này vừa dứt, sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên tái nhợt. Đợi đã, đợi đã. Lục Phiên không nhịn được mà mở miệng nói, nhà họ Lục tôi đã thần phục phu nhân, cũng tính ở trong sao. Bùm! Đáp lại anh ta chỉ là một viên đạn lạnh lẽo. Rơi ở bên cạnh Tử La Lan lạnh lùng nổ súng, đạn trực tiếp bắn vào háng của Lục Phiên. Cả người anh ta mềm nhũn ra đất, quần ướt một mảng vàng. Trực tiếp bị dọa tát ra quần. Tử La Lan mặt mày lạnh lùng, đương nhiên rồi, các người thần phục tôi. Mọi chuyện là trong tình huống ẩn chủ hiện thân, ẩn chủ không hiện thân, các người cũng không khác biệt với những con tin kia, giữ lại các người có tác dụng gì chứ? Ngay lập tức, Lục Phiên và Lục Kiệu, và tất cả các gia tộc đầu tiên như gặp phải kẻ địch lớn, giống như con kiến bò trên chảo nóng. Bây giờ, bắt đầu đếm ngược một tiếng của cái chết. Tử La Lan lấy đồng hồ cát lớn hơn ra, trong ánh mắt mang theo sự cuồng nhiệt. Tất cả mọi người không màng cái gì cả. Tất cả bắt đầu tìm kiếm ấn chủ đang ở đâu. Nhưng tìm kiếm không mục tiêu như này, căn bản không tìm được. Phu nhân, cho chúng tôi chút gợi ý đi, nếu không căn bản không tìm được. Lục Phiên tuyệt vọng nói. Tử La Lan mang vẻ mặt thích chí, cũng đúng, đối với những con tin như các người không thể ôm hy vọng quá lớn. Vậy cho các người một chút gợi ý, có thể tìm được ẩn chủ hay không, một người phụ nữ tên Lý Khinh Hồng và con gái của cô ta là mấu chốt. Chỉ cần các người ai có thể tìm được bọn họ, có tỷ lệ rất lớn ẩn chủ sẽ xuất hiện. Lời này vừa dứt, ánh mắt của tất cả mọi người đều thay đổi, liều mạng tìm kiếm Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam. Không ai chú ý tới, hai mắt của Vương Nhất lúc này đã trở nên cực kỳ điên cuồng. Tơ máu chỉ chít, tràn ngập trong nhãn cầu. Ai dám? Trên mặt Vương Nhất vừa tức giận vừa kèm theo sự hoảng loạn. Anh đã tìm rất lâu. Nhưng vẫn không tìm được bóng dáng của Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam. Con gái. Lý Thế Nhân cũng thay đổi sắc mặt,
theo bản năng lao vào trong đám đông. Ngụy Thương Kiều kéo ông ta lại, "Thế nhân, đừng đi, ông muốn khiến Lý thị trở thành mục tiêu sao? Hơn nữa bây giờ nơi này loạn như thế, sao có thể tìm được, nó chỉ có thể tự mình cầu phúc." Khi nói lời này, trong mắt Ngụy Thương Kiều mang theo một chút ý lạnh. Nếu Lý Khinh Hồng có thể bị coi thành mục tiêu, đó là tốt nhất, bà ta đương nhiên sẽ không để Lý Thế Nhân đi bảo vệ con gái của ông ta. Bốp! Vừa dứt lời, mặt của Ngụy Thương Kiều bị tát mạnh. Lạc Thanh Hiền tát mạnh một cái vào mặt bà ta, dùng lực lớn, tát cho bà ta chảy máu mồm. Lúc này, trong mắt Lạc Thanh Hiền lập lòe sát ý điên cuồng, nếu con gái tôi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không chỉ mạng của bà, người của cả nhà bà, tôi cũng sẽ không tha. Nói xong, bà ta bỗng quay đầu, lạnh lùng nhìn Lý Thế Nhân, chúng ta đã vứt bỏ con bé một lần rồi, ông còn muốn vứt bỏ nó lần hai sao? Sắc mặt Lý Thế Nhân thay đổi với vẻ u ám bất định, cuối cùng ánh mắt vẫn trở nên kiên định. Nó là con gái của tôi. Lý Thế Nhân. Ngụy Thương Kiều nằm bò dưới đất, ánh mắt oán độc. Mau đi bảo vệ cô Lý. Hạ Lãm, Hồ Hoàng Việt và tất cả các gia tộc thân phục Vương Nhất đều đi tìm với vẻ mặt lo lắng. Cùng lúc này, trong một chỗ đổ nát nào đó, xung quanh đều là bê tông cốt thép vỡ vụn, trong không khí nồng nặc mùi vôi. Có ba người đang trốn ở sau lưng tảng đá. Chính là ba người Lý Khinh Hồng, Lý Mộng Đình, Vương Tử Lam. Chỗ nổ đầu tiên, tập trung ở khán đài của bọn họ. Có điều may mắn, lúc đó khi trần nhà sập, có một miếng bạt rất lớn chặn trên đầu bọn họ, khiến bọn họ không bị chôn vùi. Bọn họ cũng nghe thấy lời của Tử La Lan, chính là Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam. Lý Mộng Đình làm thế tay im lặng với hai mẹ con, Suati. Vẻ mặt Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam lúc này mang theo sự sợ hãi kinh hồn bạt vía, gật đầu. Lý Khinh Hồng thậm chí che miệng của Vương Tử Lam lại, trẻ con dễ bị kinh sợ, ngộ nhỡ kêu ra thì xong đời. Mặt của ba người lúc này đều dính đầu bụi bặm, trên tay, trên chân của Lý Khinh Hồng và Lý Mộng Đình bị thương chỉ chít. Khi chân sập, cả người Lý Khinh Hồng ôm chặt Vương Tử Lam, mới không khiến cô bé bị thương. Nhưng lúc này, cô bé nước mắt vùng quanh, cho dù bị Lý Khinh Hồng che miệng, cũng vẫn có thể nghe thấy một chút âm thanh. Ba, con muốn tìm ba. Ba ở đâu? Trong lòng Lý Khinh Hồng không biết có cảm giác gì, lúc này cô cũng không biết Vương Nhất ở đâu. Nhưng có thể chắc chắn là Vương Nhất nhất định đang điên cuồng tìm cô. Cô không nhịn được mà ôm chặt Vương Tử Lam, khẽ nói, Tử Lam không khóc, ba sắp tới tìm chúng ta rồi, chúng ta sẽ không sao. Nhưng, người ở bên ngoài đều rất đáng sợ, muốn bắt con và mẹ không làm sai gì mà, bọn họ tại sao muốn bắt chúng ta, hu hu hu. Cô bé không hiểu, cô bé chỉ biết người bên ngoài đang điên cuồng tìm bọn họ. Sau khi tìm được, cái chờ đợi bọn họ sẽ là gì, không ai biết rõ. Vương Tử Lam chỉ cảm thấy sợ hãi theo bản năng. Lý Khinh Hồng ôm cô bé chặt hơn, Tử Lam không sợ, mẹ ở đây, mẹ sẽ bảo vệ con ồ. Âm ầm. Đột nhiên, bê tông cốt thép bên trên rơi xuống một ít, rất nhiều bụi đất rơi xuống. Vương Tử Lam bị dọa khóc lớn, mẹ, con sợi. Tiếng kêu này, âm thanh hơi lớn, Lý Khinh Hồng và Lý Mộng Đình lập tức thay đổi sắc mặt. Xuyệt. Lý Mộng Đình liều mạng làm thế tay im lặng. Nhưng vẫn không kịp, động tĩnh ở đây đã bị người bên ngoài phát hiện. Ở đây có người trốn. Cộp cộp. Bên ngoài truyền tới một tràng tiếng bước chân, nghe âm thanh, ít nhất có 20,30 người. Lý Khinh Hồng ôm chặt Vương Tử Lam, bịt miệng của cô bé, không để cô bé lên tiếng. Lục Phiên, Lục Kiệu dẫn người đi tới, nhìn ba người trốn bên trong, đầu tiên là sững người, sau đó thì cười sung sướng. Yo, đây không phải là Lý Tổng của chúng a hay sao? Hại tôi tìm tới khổi. Em Lý Khinh Hồng lạnh mặt không nói chuyện, chỉ để Vương Tử Lam ra sau người, dùng cơ thể của mình che ở trước mặt cô bé. Các người muốn làm gì? Lý Mộng Đình cực kỳ lo lắng, giọng nói cũng mang theo chút run rẩy. Trong mắt Lục Kiện vụt qua tia lạnh lẽo. Bốp! Mặt Lý Mộng Đình bị tát một cái, cả người thuận thế ngã ra đất. Ở đây không có chuyện của cô, cút sang một bên. Anh ta vừa dứt lời thì lại nhìn sang Lý Khinh Hồng, cười như không cười, Lý Tổng, cô là tự mình đi theo chúng tôi, hay là chúng tôi cưỡng chế đưa cô đi? Nói trước, tính khí của thủ hạ tôi không tốt lắm, nếu chọc giận bọn họ, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Lý Khinh Hồng vẫn không lên tiếng, chỉ cầm một thanh thép bên cạnh, run rẩy nắm chặt trong tay. Tôi có thể đi theo các người,
nhưng các người phải tha cho con gái của tôi. Nụ cười trên mặt Lục Kiệu càng sâu, cừu gằn một tiếng, cô cảm thấy điều này có thể sao? Cô phải đi theo chúng tôi, đồ con hoang này cũng phải đi theo chúng tôi. 9A. Vương Tử Lam trốn ở sau lưng Lý Khinh Hồng bị dọa khóc lớn, các chú không được bắt nạt mẹ cháu. Ba cháu rất giỏi, cẩn thận ba cháu đánh các chú ý. Ba nhóc ư. Lục Kiệu giống như nghe thấy câu chuyện buồn cười nhất trên đời, cười đầy khinh thường, ba nhóc sẽ không tới cứu hai người đâu. Hôm nay hai mẹ con nhóc đều phải chết. Ngay sau đó, anh ta gào lên một tiếng, lên hết cho tôi, bắt hai người này lại. Chúng ta tìm được mẹ con Lý Khinh Hồng, phu nhân nhất định sẽ tha cho chúng ta, tới lúc đó nhà họ Lục chúng ta chính là đại gia tộc đứng đầu Giang Thành. Âm y người đằng sau được cổ vũ, ai nấy giống như gà trọi, lao về phía Lý Khinh Hồng. Dừng tay cho tôi. Bụp một tiếng, Lục Kiệu bị ai đó va ngã ra đất. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Lý Mộng Đình mặt mày điên cuồng nhìn anh ta, sau đó hét lớn với Lý Khinh Hồng, chị Lý, mau dẫn Tử Lam chạy. Ả đàn bà thối tha. Trong mắt Lục Kiệu vụt qua một tia tàn độc, một cước đạp Lý Mộng Đình sang một bên, sau đó lại tát cô ta mấy cái. Cho tới khi cô ta mất đi tri giác, tóc tai xõa ra đất thì mới dừng lại. Anh ta nhổ một bãi nước bọt, nói với đối phương, người phụ nữ này thưởng cho các cậu, muốn chơi thế nào cũng được. Cảm ơn cậu Lục. Các vệ sĩ của nhà họ Lục đều có vẻ mặt kích động, loại phụ nữ có nhan sắc như Lý Mộng Đình, bọn họ chưa từng chơi qua. Lục Phiên nhìn sang Lý Khinh Hồng cầm thanh thép, bàn tay hơi run rẩy, cười nói, cô Lý, đừng giấy giụa nữa, đi theo chúng tôi thôi. Tuy nhiên, mặc kệ anh ta nói gì, Lý Khinh Hồng cũng không đáp lại. Ánh mắt Lục Phiên tối đi, cái đồ không biết tốt xấu, dạy dỗ cô ta cho tôi. Đừng qua đây, tôi bảo các người đừng qua đây. Lúc này Lý Khinh Hồng đã dốc hết sức, mặt mày rất điên cuồng, nhưng sâu trong đôi mắt lại lộ ra sự tuyệt vọng. Cô rất nhiều hy vọng Vương Nhất lúc này ở bên cạnh cô. Bụp! Lý Khinh Hồng rất nhanh đã bị bắt đi. Mẹ! Trơ mắt nhìn mẹ bị bắt đi, Vương Tử Lam khóc lớn. Các chú đừng đánh mẹ, buông mẹ ra, các chú đều là đồ khốn. Trong mắt Vương Tử Lam giàn giụa nước mắt, còn mang theo thù hận, chạy về phía Lý Khinh Hồng. Đừng qua đây! Lý Khinh Hồng hét lên, khóc thành lệ nhân. Ngay sau đó, cô bắt đầu cầu xin, các người tha cho con gái tôi, nó chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, tôi cầu xin các người. Lý Khinh Hồng đã dập đầu trước Lục Viên, trên mặt máu và nước mắt hòa trộn, móng tay cào sâu vào trong đất, cào ra những vệt gây kinh hãi. Nhưng Lục Kiêu không có ý muốn tha cho Vương Tử Lam. Không thể, hai người đều không thoát được. Đa! Vừa dứt lời thì Lục Kiêu kêu thảm thiết một tiếng. Vương Tử Lam lao tới cắn anh ta một cái thật mạnh, trực tiếp căn đứt một miếng thịt của anh ta. Trên đất có một chiếc điện thoại, Vương Tử Lam nhặt điện thoại rồi chạy. Bắt lấy đồ con hoang đó cho tôi. Đằng sau truyền tới tiếng gào đầy tức giận của Lục Kiệu. Vương Tử Lam vừa chạy, vừa khóc bấm số điện thoại của Vương Nhất. Alo. Trong điện thoại truyền tới giọng nói cảnh giác của Vương Nhất, bởi vì đó là một số điện thoại lạ. Ba, ba ở đâu? Mau tới cứu Tử Lam và mẹ, bọn họ đánh Tử Lam và mẹ, mẹ bị bọn họ đưa đi rồi. Hu hu hun. Khi điện thoại được kết nối, Vương Tử Lam đã không kìm nén được cảm xúc của mình, khóc ré lên. Bên tai quanh quẩn tiếng khóc xé lòng của Vương Tử Lam, Vương Nhất cầm di động, cứng nở cả người. Bộ não từ khi Vương Tử Lam phát ra tiếng gào khóc đầu tiên đã không thể tự hỏi nữa. Cơ thể anh không ngừng run rẩy, đồng tử không có tiêu cự, đã thu lại thành một điểm. Tử Lam, con nói cái gì? Mẹ con làm sao vậy? Vương Nhất quả thực không thể tin vào tai mình, giọng nói run rẩy hỏi. Mẹ bị bắt, bọn họ đánh mẹ rất đau. Dì Mộng Đình vì bảo vệ mẹ và Tử Lam đã ngất xỉu rồi, ba ơi, ba nhanh tới đây đi, Tử Lam không chạy được nữa. Trong điện thoại truyền đến tiếng thở hổn hển của Vương Tử Lam, nhưng cho dù là ngữ khí hay là giọng nói, Vương Nhất đều có thể cảm nhận được bây giờ nhóc con đang vô cùng sợ hãi và bất lực. Vương Nhất vội vàng nói, Tử Lam, đừng sợ, ba sẽ tới ngay, vị trí của mọi người ở đâu? Chúng con ở, a, buông tôi ra, tôi sai rồi, tôi không dám. Vương Tử Lam đang định nói vị trí cụ thể của bọn họ, đột nhiên, giọng điệu của bé lập tức trở cực kỳ kinh hoàng, không ngừng xin tha. Tút tút tút, tao cho mày chạy. Thì, tút tút tút, âm thanh trong điện thoại trở lên ồn ào, có âm thanh điện tử, có
còn có giọng đàn ông mắng chửi cùng với tiếng khóc thét lên của Vương Tử Lam. Cuối cùng, tất cả đều yên lặng, cuộc gọi bị ngắt. Vương Nhất đã biết, điện thoại đã bị đập vỡ, con gái anh cũng bị đánh. Bùm! Ngay sau đó, trên người Vương Nhất bỗng nhiên phát ra một luồng sát khí cực kỳ lớn. Luồng sát khí này như thể gió lốc, càn quét khắp cả sân vận động, nháy mắt biến thành địa ngục tu la tràng, âm trầm đáng sợ. Nhà họ Lục, các người đáng chết. Vương Nhất ngửa mặt lên hét dài, âm thanh như thể một con sói cô độc bị thương. Tiếng mắng chửi của người đàn ông trong điện thoại tuy rằng rất ngắn gọn, nhưng anh vẫn có thể nghe ra được, đây là giọng của Lục Kiệu. Anh hối hận. Anh không nên để nhà họ Lục lại, diệt cỏ, cần phải diệt tận gốc. À, mỗi một góc đều văng vắng tiếng thét xé lòng của anh. Tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng hét giận dữ của Vương Nhất, nhưng bởi vì ở hiện trường quá hỗn loạn, cũng không có ai nghe ra được là giọng của anh. Mọi lực chú ý đều tập trung trên hai chữ. Nhà họ Lục. Nhà họ Lục tìm được Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam rồi. Ở đâu, nhanh đuổi theo. Nhất định không được để nhà họ Lục tìm được hai người đói. Cướp lại, như vậy thì mới có thể giữ được mạng. Toàn bộ các gia tộc đã đầu hàng, tất cả đều tìm kiếm theo hướng nhà họ Lục. Nhà họ Lý, nhà họ Lạc cùng nhà họ Hạ và các gia tộc khác, cũng vội đuổi theo. Bảo vệ cô Lý. Tất cả người trong sân vận động, đều chạy về phía nhà họ Lục, cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Thấy một màn như vậy, Vương Nhất cũng đuổi theo. Bùm! Tốc độ của anh đã lên đến cực hạn, mặt đất dưới chân anh nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong thang máy, Tử La Lan nhìn cảnh tượng hỗn loạn phía dưới, ánh mắt như đang xem một vở kịch. Lý Tỉnh Sở ở phía sau đã nhìn đến ngây người, vẻ mặt không thể tưởng tượng được. Anh ta thật sự không thể tưởng tượng, trước cái chết, nhân tính thế mà sẽ bại lộ hoàn toàn như vậy. Như thể hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Lý Tỉnh Sở, Tử La Lan đột nhiên quay đầu, cười cười với anh ta. Mới thế này mà đã kinh sợ rồi à? Tôi nói rồi, sẽ để cậu chứng kiến một bữa tiệc tính người. Đây, mới chỉ là vừa bắt đầu. Bên kia, Lục Kiện vừa mới bắt được Vương Tử Lam, còn chưa kịp dạy dỗ cô bé một chút. Lao sao phía sau anh ta, đã tụ tập một nhóm người đông đúc. Tất cả đều là thế lực của các gia tộc đã đầu hàng. Giờ phút này, ánh mắt của bọn họ lạnh lùng âm hiểm nhìn Lục Kiện. Chính xác mà nói. Là nhìn Vương Tử Lam bị anh ta ôm trong lòng. Ánh mắt của mọi người đều mang theo tham lam và dữ tợn. Lục Phiên rất nhanh đã dẫn theo Lý Khinh Hồng đã bị bắt, đến hội họp với Lục Kiệt. Ánh mắt ông ta lạnh lùng nhìn bốn phía xung quanh, lạnh giọng quát, các vị có ý gì đây? Ý gì chứ, nhà họ Lục ông, chẳng lẽ không nhìn ra sao? Kim Hà Thị là một gia chủ của hào môn không kém gì nhà họ Lục cười lạnh nói, sói nhiều thịt ít, nhà họ Lục muốn chiếm hai người kia. Không phải là tham lam quá sao? Không tệ. Lời này vừa nói ra, ngay lập tức các gia chủ có mặt đều phụ họa, cho dù nói thế nào đi nữa, cũng nên phân ra từng phần, cho chúng tôi nữa chứ. Lục Kiện cười lạnh một tiếng, nực cười. Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam đều do nhà họ Lục tôi bắt được, vì sao lại phải chia cho các người chứ? Các người, là cái gì chứ? Cậu nói cái gì? Nhà họ Lục hèn mọn, thật sự cho rằng chúng tôi không được sao? Vương Hàn Kiệt cũng cười lạnh, mau giao Lý Khinh Hồng hoặc Vương Tử Lam ra đây, sẽ giữ mạng chó của các người lại. Bụp! Nhưng những lời này còn chưa nói xong, trên mặt Vương Hàn Kiệt đã ăn một vố. Vẻ mặt Lục Viên đầy khinh thường nhìn Đường Hàn Kiệt, chửi ầm lên. Anh là cái thá gì, cũng dám nói chuyện với ôi như vậy. Nhà họ Lục tôi, chính là thủ lĩnh của các gia tộc các người. Tình huống này rồi còn làm giá vương tộc gì chứ, anh xem, có người nghe anh sao? Trên mặt Vương Hàn Kiệt nóng ran, vẻ mặt tức giận nhìn Lục Viên. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng lời ông ta nói là sự thật. Giờ này khắc này, đã không có vương tộc Yên Đô. Mọi người, đều đang cố gắng vì tồn tại. Cho dù thế nào đi nữa, các người cũng phải giao Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam ran. Vương Hàn Kiệt cả giận nói. Được lắm, nếu không thì chúng tôi cũng không ngại tiêu diệt nhà họ Lục của ông trước đâu. Diệt nhà họ Lục. Diệt nhà họ Lục. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 26.